Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 6. Tiếp theo, vô số cường giả hắc ám, sát thủ đỉnh cấp, quân đoàn đánh thuê, thế lực hắc ám tất cả đều đến Long Quốc, muốn giết chết Diệp Phàm để có được 5 tỷ này. Giờ phút này, Diệp Phàm vẫn chưa biết hắn đã bị vô số cường giả của thế giới hắc ám nhắm vào. Treo thưởng 5 tỷ, trực tiếp khiến Diệp Phàm trở thành nhân vật chấn động cả thế giới hắc ám. Trong nháy mắt, một ngày mới đã đến, Diệp Phàm ăn xong bữa sáng, nói một câu với Đường Sở Sở, rồi chuẩn bị dẫn Đại Hổ, Nhị Hổ đến quận Hoài Giang. Lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, chính là Xuân Lan gọi tới. Thiếu chủ, xảy ra chuyện rồi. Giọng điệu của Xuân Lan hơi nghiêm trọng, nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phàm tò mò hỏi. Xuân Lan trực tiếp nói cho Diệp Phàm biết chuyện treo thưởng của tổ chức ám võng. 5 tỷ đổi lấy mạng của tôi. Ai hào phóng vậy? Mạng của tôi đáng giá như vậy sao? Diệp Phàm cười hỏi. Thiếu chủ, chúng tôi chưa điều tra được người phát lệnh treo thưởng này, nhưng chuyện này khiến cho cả thế giới hắc ám phải bàn tán. Theo tình báo của Bách Hoa Lâu, đã có không ít sát thủ, cường giả hắc ám, thậm chí là quân đoàn đánh thuê đang lẻn vào Long Quốc chuẩn bị ra tay với thiếu chủ, thậm chí còn có không ít thế lực hắc ám cũng chuẩn bị ra tay rồi. Thiếu chủ, tình huống bây giờ của ngài rất nguy hiểm. Tôi đã liên lạc với người cầm lái, cô ấy sẽ lập tức phái cao thủ tinh nhuệ của Bách Hoa Lâu đến bảo vệ thiếu chủ. Giọng điệu của Xuân Lan nghiêm trọng nói. Xuân Lan, cô không cần lo lắng, 5 tỷ đã muốn mạng của tôi, bọn họ nghĩ đơn giản quá rồi. Diệp Phàm không cho là đúng, nói. Cho dù biết bản thân đã trở thành cái bánh thơm ngon trong mắt vô số cường giả hắc ám, nhưng Diệp Phàm vẫn không có bất cứ sợ hãi nào, thậm chí cũng không có một chút căng thẳng. Muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Thiếu chủ, lần này ngài phải đối mặt với vô số thế lực hắc ám đấy, không thể lơ là. Xuân Lan trầm giọng nói. Không cần lo cho tôi, cô phái người bảo vệ tốt cho bà xã của tôi là được. Diệp Phàm nói xong rồi cúp điện thoại, dẫn Đại Hổ, Nhị Hổ đến quận Hoài Giang. Ở căn cứ chiến bộ đế đô. Long soái, bây giờ phải làm sao? Những thế lực hắc ám và vô số sát thủ, quân đoàn đánh thuê kia, còn có nhiều cường giả hắc bảng đều đến Long Quốc rồi. Quân Đao nhìn Long Chiến Thiên, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Thằng nhóc này đúng là khiến người hận, 5 tỷ chỉ để mua mạng của hắn, còn đáng giá hơn mạng của lão già này nha. Long Chiến Thiên cười nói. Long soái, ngài còn cười được, mặc dù thực lực của hắn mạnh, nhưng đối mặt với nhiều cường giả hắc ám như vậy, sợ rằng cũng khó chống đỡ được. Có cần lập tức thông báo với người của cửu đại quân đoàn và sở tuần tra, ngăn chặn những thế lực hắc ám này tiến vào biên giới không? Quân Đao trầm giọng hỏi. Không cần, cứ để bọn họ đến. Long Chiến Thiên nói thẳng. Nghe vậy, Quân Đao sửng sốt, hỏi, Long soái, đây là tại sao? Cậu nói xem, nếu như thằng nhóc này thật sự là đệ tử của Tiêu Thiên Sách, một khi hắn gặp nguy hiểm, tên Tiêu Thiên Sách kia có thể kiềm chế được không? Ánh mắt Long Chiến Thiên liếc nhìn Quân Đao. Ánh mắt Quân Đao lập tức ngưng lại, nói, Long soái là muốn dùng hắn để dụ chiến thần Tiêu Thiên Sách ra ư. Đúng vậy, nếu thằng nhóc đó không chịu nói ra chỗ ở của tên Tiêu Thiên Sách kia, vậy thì để tự Tiêu Thiên Sách ra ngoài. Cậu thông báo xuống dưới, chuyện này bất cứ ai cũng không được nhúng tay. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Nhưng lỡ như hắn có sơ suất gì thì phải làm sao? Quân Đao lo lắng hỏi. Cậu đi thông báo với Long Hồn, để bọn họ đến Thiên Hải, một khi hắn thật sự có nguy hiểm, thì hãy cứu hắn. Còn những thế lực hắc ám kia nếu như dám làm hại người vô tội, thì đều giết chết không tha. Vẻ mặt Long Chiến Thiên uy nghiêm nói. Vâng. Quân Đao gật đầu. Trong tòa cao ốc nào đó của Thiên Hải, bên trong đang cử hành một buổi bán đấu giá ngầm, người ngồi ở hiện trường đều là tổng giám đốc và đại diện của các công ty tập đoàn lớn. Lúc này, Đường Sở Sở mặc một bộ đồ công sở, khí thế đầy đủ bước vào trong, Tôn Tiểu Tiểu ôm tài liệu đi theo sau. Chủ tịch Đường, tổng giám đốc của những công ty này nhao nhao đứng dậy cung kính nói với Đường Sở Sở. Vì lượng tiêu thụ bốc lửa của Đan Chú Nhan, bây giờ giá trị thị trường của tập đoàn Đường Thị không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Đường Sở Sở đã trở thành người mới nổi của thương giới cả Long Quốc, vị trí cực cao. Cho nên tổng giám đốc của những công ty có mặt ở đây đều cung kính với cô đến cực điểm. Đối với điều này, Đường Sở Sở đều gật đầu,
không bày ra tư thế kiêu ngạo. Sau khi Đường Sở Sở ngồi xuống, bán đấu giá đã chính thức bắt đầu. Qua mấy vòng bán đấu giá phía trước, rất nhanh đã tới lượt đấu giá ba mảnh đất Đường Sở Sở nhìn chúng. Qua quyết nghị, ba mảnh đất A70, A71, A72 sẽ được bán đấu giá cùng lúc, giá khởi điểm là 2 tỷ. Người phụ trách bán đấu giá kia nói. 2 tỷ 1. Đường Sở Sở trực tiếp gọi giá. Sau khi Đường Sở Sở gọi giá, hiện trường lặng ngắt như tờ, các tổng giám đốc của những công ty kia lập tức từ bỏ cạnh tranh. Bọn họ bây giờ không dám thành kẻ địch với Đường Thị. Đường Sở Sở đã dự đoán được kết quả này từ trước, bởi vì buổi bán đấu giá hôm nay cũng chỉ là đi lướt qua. 5 tỷ. Lúc Đường Sở Sở cho rằng ba mảnh đất này sẽ bị Đường Thị lấy, thì đột nhiên một âm thanh vang lên. Vẻ mặt Đường Sở Sở chợt thay đổi, ánh mắt liếc về phía sau. Ánh mắt của người khác ở hiện trường cũng nhao nhao liếc qua. Chỉ thấy một người đàn ông mặc Âu phục màu trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dáng người thẳng tắp bước vào trong, cả người tỏa ra khí chất tôn quý. Mà cái giá 5 tỷ vừa rồi chính là anh ta gọi. Tiên sinh, ngài ra giá 5 tỷ sao? Lúc này, người phụ trách bán đấu giá kia nghe thấy giá cả, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Đúng vậy. 5 tỷ. Người đàn ông mặc Âu phục màu trắng bước qua, nói. Không biết công tử này là người của công ty tập đoàn nào? Sao tôi chưa từng gặp? Ánh mắt Đường Sở Sở nhìn về phía người đàn ông này. Tại hạ Sở Hà, vừa đến Thiên Hải, tất nhiên chủ tịch Đường chưa từng gặp. Nhưng mà tại hạ đã được nghe nói tới chủ tịch đẹp nhất Thiên Hải như chủ tịch Đường từ lâu. Hôm nay được gặp, chủ tịch Đường còn đẹp hơn trong truyền thuyết, đúng là khiến người ta rung động. Sở Hà mỉm cười nói. Sở công tử, anh vừa đến đã tiêu 5 tỷ mua mấy mảnh đất, đúng là ra tay hào phóng. Đường Sở Sở khẽ nói. Tôi rất có hứng đối với Thiên Hải này, vì vậy định mua mấy mảnh đất chơi khai thác chút. Tất nhiên nếu chủ tịch Đường muốn mấy mảnh đất này, thì có thể tiếp tục ra giá, không cần để ý tôi. Sở Hà mỉm cười nhìn Đường Sở Sở. Chủ tịch Đường, cô còn muốn ra giá tiếp không? Người phụ trách bán đấu giá kia nhìn Đường Sở Sở. 6 tỷ. Ánh mắt Đường Sở Sở lấp lóe, nói. 10 tỷ. Mắt Sở Hà không chấp một cái đã nói thẳng. Ui! Nghe thấy cái giá này, toàn bộ tổng giám đốc những công ty có mặt đều hít ngược khí lạnh. Ba mảnh đất ở ngoại ô vậy mà ra giá 10 tỷ, đây là điên rồi sao? Cho dù ba mảnh đất này xây hết thành nhà đi bán, cũng không đáng giá này nhỉ? Nghe thấy đối phương hô ra cái giá 10 tỷ, lông mày Đường Sở Sở cau lại, nói, Sở công tử quả nhiên hào phóng, nếu đã như vậy, ba mảnh đất này thuộc về Sở công tử rồi. Tiểu Tiểu, chúng ta đi. Đường Sở Sở trực tiếp dẫn Tôn Tiểu Tiểu rời đi. Sở Hà nhìn bóng lưng của Đường Sở Sở, trong mắt anh ta lấp lóe ánh sáng, nói, quả nhiên là một người đẹp thiên tư tuyệt sắc, chẳng trách vị kia lại thích. Ở bên khác, Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở, nói. Chủ tịch, tên kia ở đâu nhảy ra, lại ra giá cao như vậy, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Không có ba mảnh đất kia, công xưởng mới của chúng ta càng khó xây dựng rồi. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thời gian đưa ra thị trường của kem trị sẹo. Đường Sở Sở nói, cô phái người đi điều tra thân phận của người kia, sau đó mau chóng tìm lại mảnh đất mới. Vâng, chủ tịch. Tôn Tiểu Tiểu gật đầu. Bên Diệp Phàm, bọn họ đã ngồi lên máy bay bay đến quận Hoài Giang. Vì hành trình của quận Hoài Giang cách xa quận Giang Nam, cho nên Diệp Phàm không lái xe, mà chọn đi máy bay. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đi máy bay. Không được cử động, cướp đây. Đúng lúc máy bay vừa cất cánh không lâu, đột nhiên có một tiếng quát lạnh băng truyền ra từ trong khoang máy bay. Không được nhúc nhích, cướp đây. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị nghỉ ngơi, đợi máy bay đến quận Hoài Giang thì đột nhiên, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Một đám đàn ông bịt mặt cầm súng lao thẳng vào khoang máy bay. A a a. Ngay lập tức, từ khoang máy bay truyền đến vài tiếng thét chói tai. Các hành khách xôn xao hoảng hốt, mặt mày ai nấy đều trắng bệch, la hét ầm ĩ. Tất cả im lặng, ngồi yên tại vị trí, không được phép lộn xộn. Ai dám nhúc nhích, giết. Gã bịt mặt cầm đầu cầm súng gầm lên. Thoáng chốc, những hành khách trong khoang máy bay đều sợ đến mức không dám thốt ra một tiếng. Đám giặc cướp kia đi thẳng về phía Diệp Phàm. Cô Tô, mời đi với chúng tôi. Bọn chúng đi tới gần Diệp Phàm,
nói với cô gái đeo kính đen, đội nón che nắng, mặc quần áo kín mít ngồi bên trong. Các anh muốn làm gì? Ngồi phía sau cô gái kia là một người phụ nữ chừng 30 tuổi mặc vest, sắc mặt bà ấy thay đổi, đứng lên, hỏi toán cướp. Không muốn chết thì ngồi im. Một tên cướp chĩa súng vào đầu người phụ nữ, quát. Đừng tổn thương chị Hồ. Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh Diệp Phàm vội vàng lên tiếng, đồng thời cởi mũ và kính râm xuống, lộ ra dung mạo tuyệt đẹp. Đây không phải là sao nữ Tô Nhược Tuyết tiếng tăm lẫy lừng ở Long Quốc à? Đúng là cô ấy rồi. Lẽ nào mục tiêu của đám cướp này là Tô Nhược Tuyết? Mấy hành khách khác vừa thấy gương mặt cô gái đã ngạc nhiên kêu lên. Cô Tô đúng là nghiêng nước nghiêng thành, chẳng trách lại trở thành ngôi sao lớn. Chẳng qua hôm nay xem như rơi vào tay bọn này rồi, đi. Lúc này, gã người đàn ông cầm đầu toán cướp tiến lên, nói. Các anh là ai sai tới, dám cướp máy bay, to gan quá nhỉ. Tô Nhược Tuyết nhìn bọn chúng, vẻ mặt đầy nặng nề. Bọn này chỉ phụ trách nhận tiền làm việc, chuyện khác không thể nói, dẫn đi. Ngay lúc toán giặc chuẩn bị ra tay với Tô Nhược Tuyết, Diệp Phàm bỗng lên tiếng, mấy người khống chế chiếc máy bay này ra nước ngoài à. Không sai, nhóc con, ngậm miệng lại đi. Tên cướp cầm đầu thấy Diệp Phàm lên tiếng thì hơi giật mình, sau đó gã quát lên. Răng rắc. Kết quả Diệp Phàm bất ngờ ra tay nắm lấy cổ họng gã, bóp nát. Rầm rầm. Cùng lúc đó, Đại Hổ, Nhị Hổ ngồi cạnh đó cũng hành động, tung đấm về phía toán cướp. Sắc mặt bọn cướp tái mét, cả đám đang định nổ súng thì trên người bỗng dính mấy cây ngân châm khiến cơ thể tê cứng, lần lượt ngã xuống đất. Những tên còn sót lại thì bị hai anh em Đại Hổ quật ngã. Đại Hổ, Nhị Hổ, hai người đến buồng lái giải quyết đám cướp còn lại, để máy bay tiếp tục bay tới quận Hoài Giang. Diệp Phàm lên tiếng. Vâng, chủ nhân. Đại Hổ, Nhị Hổ gật đầu, đi tới buồng lái. Một màn bất ngờ xảy ra này khiến các hành khách khác vô cùng sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm, ngay cả Tô Nhược Tuyết cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ ra tay. Chẳng lâu sau, hai anh em Đại Hổ đã quay lại, gật đầu với Diệp Phàm, rõ ràng đã giải quyết xong. Nhân viên bảo vệ và tiếp viên nữ rối rít xuất hiện, thông báo với hành khách, chào mọi người, rất xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn, toán cướp đều được bắt giữ, máy bay đã trở lại bình thường, quý vị không cần hoảng sợ. Sau đó, bọn họ lôi mấy tên cướp té dưới đất xuống. Một nữ tiếp viên đi tới trước mặt Diệp Phàm và hai anh em Đại Hổ, Nhị Hổ, cảm ơn ba người đã giúp đỡ. Để bày tỏ lòng biết ơn, chúng tôi sẽ miễn phí tất cả những chi phí của ba vị trên chuyến bay lần này. Cảm ơn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Không cần khách khí, anh có vấn đề có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Cô tiếp viên kia mỉm cười với Diệp Phàm rồi xoay người rời đi. Cảm ơn anh đã ra tay cứu tôi. Lúc này, Tô Nhược Tuyết cũng lên tiếng. Tôi chỉ không muốn để bọn họ lái máy bay ra nước ngoài thôi, cô không cần khách sáo. Diệp Phàm bĩu môi. Ặc, nghe xong lời này của Diệp Phàm, Tô Nhược Tuyết hơi xấu hổ, mặc kệ thế nào thì anh cũng cứu tôi, anh cần báo đáp gì không? Hay tôi ký tên cho anh nhé? Ký tên, ký cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Anh không biết tôi. Nghe vậy, vẻ mặt Tô Nhược Tuyết vô cùng bất ngờ. Tôi nên biết cô à? Diệp Phàm khó hiểu. Tô Nhược Tuyết sửng sốt, vẫn có người Long Quốc không biết cô ư? Hơn nữa còn là thanh niên trẻ tuổi như vậy. Tô Nhược Tuyết cô là sao nữ có nhiều người hâm mộ nhất Long Quốc hiện tại đấy, được gọi là nữ thần quốc dân, thậm chí còn khá nổi trên quốc tế. Sao lại có người không biết cô chứ? Giờ phút này, suýt thì Tô Nhược Tuyết đã không kiềm được muốn hỏi Diệp Phàm một câu anh đến từ sao hỏa đấy phỏng. Cô Tô, có thể ký tên cho tôi được không? Chị Tô, em là fan của chị nè, em có thể chụp ảnh với chị được không ạ? Lúc này, một số hành khách trong khoang máy bay đã chạy đến trước mặt Tô Nhược Tuyết, hào hứng reo lên. Phản ứng vừa nãy của Diệp Phàm suýt thì khiến cô cảm thấy mình chỉ là hạng nugu thôi đó. Tránh ra! Diệp Phàm bỗng lạnh lùng quát lớn. Mấy hành khách kia nghe vậy, lại nhớ đến cảnh Diệp Phàm mặt không đổi sắc bẻ gãy cổ tên cướp, trong lòng bọn họ lập tức dâng lên sợ hãi, rối rít quay về ghế ngồi của mình. Bây giờ anh đã biết tôi là ai chưa? Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm, hếch mặt. Không biết. Diệp Phàm thẳng thừng đáp, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dáng vẻ này của hắn khiến Tô Nhược Tuyết buồn bực không thôi. Đây là lần đầu tiên cô gặp được một người đàn ông bình tĩnh đến mức này khi đối mặt với cô đấy, thậm chí người ta còn không biết cô. Hẳn anh ta chỉ giả vờ thôi nhỉ, cố ý thu hút sự chú ý của mình. Đúng, chắc chắn là như vậy, nói không chừng lát nữa không nhịn được đến tìm mình ngay ấy mà. Bỗng dưng, trong đầu Tô Nhược Tuyết nảy ra một phỏng đoán, hơn nữa còn tự khẳng định chắc nịch. Hừ, lát nữa mà anh đến bắt chuyện thì tôi mặc kệ anh. Tô Nhược Tuyết lườm Diệp Phàm, lẩm bẩm vài tiếng rồi quay đầu đi. Thế nhưng không ngờ, mãi đến khi máy bay hạ cánh, Diệp Phàm vẫn không hề nói một câu nào với cô mà đi thẳng xuống máy bay. Tên này không biết mình thật ư? Tô Nhược Tuyết vô cùng khiếp sợ. Này, anh tên là gì thế? Cô bỗng nhớ ra cái gì, vội vàng đuổi theo, không ngờ lại bị người phụ nữ mặc vest kéo lại. Nhược Tuyết, em khoan hãy đi ra, bên phía gia tộc đã cử người tới rồi, ngoài sân bay hiện giờ toàn là fan. Người phụ nữ mặc vest nói. Chị Hồ, chị nói xem, anh ta thật sự không biết em à? Tô Nhược Tuyết khó hiểu. Em là nữ thần quốc dân của Long Quốc, siêu sao quốc tế, làm gì có ai mà không biết em được, hẳn cậu ta giả vờ thôi. Chị Hồ nói. Thật không? Tô Nhược Tuyết vẫn không tin lắm. Mà bên ngoài sân bay, ba người Diệp Phàm, Đại Hổ và Nhị Hổ vừa đi ra đã chạm phải đám đông dơ bảng lét, miệng hô lớn Tô Nhược Tuyết. Chủ nhân, bọn họ đang làm gì vậy? Hai anh em Đại Hổ giật mình. Không biết. Diệp Phàm lắc đầu. Hắn vừa mới rời khỏi núi Cửu Long, đương nhiên không biết mấy trò đu thần tượng này, cũng không biết mặt mấy ngôi sao lớn. Đi thôi. Bọn họ đi thẳng ra ngoài. Chẳng lâu sau, một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt Diệp Phàm. Một đám người bước xuống từ trên xe, tất cả đều là cao thủ nhân cảnh. Lúc này, một cô gái sắc nước hương trời mặc quần dài trắng bước xuống xe. Vừa xuống, cô ấy đã đi thẳng tới trước mặt Diệp Phàm, quỳ gối. Cung kính nói, Bách Hợp, phụ trách Bách Hoa Lâu quận Hoài Giang, gặp qua thiếu chủ. Mấy cao thủ nhân cảnh khác đều quỳ gối với Diệp Phàm. Đứng lên đi. Hắn ra hiệu. Bách Hợp lập tức đứng dậy nói, thiếu chủ, tôi nghe nói chuyến bay của ngài xuất hiện giặc cướp, thiếu chủ không sao chứ? Tôi không sao. Mời thiếu chủ lên xe. Bách Hợp cung kính nói. Diệp Phàm lên xe, Bách Hợp ngồi cạnh hắn, hương thơm nhàn nhạt từ cô ta xông vào mũi. Đại Hổ và Nhị Hổ thì ngồi xe khác. Lần này thiếu chủ đến quận Hoài Giang có nhu cầu gì cứ nói với Bách Hợp. Bách Hợp nhìn Diệp Phàm, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh. Điều tra tin tức liên quan đến Liễu Như Thị chưa? Diệp Phàm hỏi. Liễu Như Thị đã biến mất mấy hôm nay, ngay cả người nhà họ Liễu cũng không biết cô ta đang ở đâu. Có điều tôi đã huy động tất cả thế lực tình báo của Bách Hoa Lâu ở quận Hoài Giang dốc sức tìm kiếm, chắc sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Bách Hợp nói. Chậm nhất ngày mai phải tìm ra cho tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, thiếu chủ. Bách Hợp gật đầu. Thiếu chủ, giờ cũng giữa trưa rồi, ngài đã ăn cơm chưa? Tôi cố tình đặt trước một bàn đặc sản của quận Hoài Giang, thiếu chủ có thể thưởng thức thử xem. Không cần, lát nữa cô thả tôi xuống chỗ nào cũng được, tôi tự đi. Diệp Phàm từ chối. Ánh mắt Bách Hợp khẽ lóe lên, dạ. Vào trong thành phố. Diệp Phàm và hai anh em Đại Hổ xuống xe trước. Đại tỷ, hắn là đồ đệ của lâu chủ đó à? Nhìn thế nào cũng bình thường quá. Lúc này, cô gái ngồi ở ghế phụ quay đầu lại hỏi Bách Hợp. Vị thiếu chủ này không hề đơn giản. Bách Hợp híp mắt, trầm giọng nói. Đại tỷ, đồ đệ lâu chủ xuất hiện rồi, lẽ nào sau này hắn muốn tiếp quản Bách Hoa Lâu à? Vị ở đế đô có đồng ý không nhỉ? Người phụ nữ lái xe sực nhớ ra. Ý cô là con gái trưởng Đà Cơ Như Yên. Bách Hợp mở miệng. Không sai, là vị này, tôi nghe nói hiện giờ cô ta quản lý hầu hết mọi chuyện ở Bách Hoa Lâu, ngay cả Ngũ Đại Hoa Đán và Bách Hoa Vệ đều nghe lời cô ta. Cô gái kia gật đầu. Thủ đoạn và năng lực của cô tiểu thư này rất mạnh, không hề thua kém lâu chủ năm đó. Tuy nhiên rốt cuộc dã tâm của cô ta lớn bao nhiêu thì không ai biết. Thiếu chủ muốn chấp trưởng Bách Hoa Lâu. Sợ rằng phải chinh phục được cường giả này. Bách Hợp cười khẽ. Bên kia, ba người Diệp Phàm đang đi dạo trên đường, trong lúc vô tình đi ngang qua một nhà hàng, phía trên viết bốn chữ lớn, nhà hàng Bắc Lương. Bắc Lương.
Nhìn hai chữ kia, ánh mắt Diệp Phàm khẽ lóe sáng. Bắc Lương là nơi lạnh lẽo và cực khổ nhất Long Quốc, đồng thời cũng là địa phương Lục sư phụ của hắn thống lĩnh quân đoàn Thiên Sách đóng giữ tại đó. Trông thấy hai chữ Bắc Lương, lòng Diệp Phàm bỗng thấy thân thiết khó tả, thế là hắn dẫn Đại Hổ, Nhị Hổ bước vào. Nhà hàng này không lớn lắm, trang trí bên trong cũng rất bình thường, không có mấy khách. Các vị muốn ăn gì? Nhân viên phục vụ đi tới, chào hỏi ba người Diệp Phàm. Chỗ này của các anh có món gì đặc sắc không, làm mấy món? Diệp Phàm nói. Dạ vâng. Phục vụ gật đầu. Đồ lão tứ, lăn ra đây. Đột nhiên, một đám người cầm gậy, hung ác dữ tợn vọt vào nhà hàng, dọa mấy vị khách đang dùng bữa hoảng sợ bỏ chạy. Phục vụ cũng bị dọa, không dám tiến lên. Có chuyện gì không? Chẳng lâu sau, một người đàn ông trung niên tóc xám trắng chống gật khập khiễng bước ra, trông dáng vẻ đầy tang thương. Đồ lão tứ, mau đưa phí bảo kê cho bọn tao. Một gã đàn ông mặt sẹo bước ra khỏi đám cầm gậy, hừ một tiếng. Không phải mấy hôm trước tôi vừa đưa rồi à? Người đàn ông trung niên hỏi. Mấy hôm trước là mấy hôm trước, lẽ nào hôm nay ông ăn cơm còn mai thì nhịn à? Mau lên, bớt phí lời. Mặt sẹo hung ác dọa. Mấy hôm nay quán làm ăn không tốt, tôi còn phải nhập hàng, trả lương, thật sự không có tiền. Người đàn ông trung niên nhíu mày. Đồ lão tứ, ông muốn ăn đòn đúng không? Không đưa phí bảo kê thì đừng trách sao tao phá cái tiệm rách này. Mặt sẹo la lớn. Ai dám đập? Vẻ mặt người đàn ông trung niên thay đổi, quát lớn. Ui chu choa, ông già này, đi đường còn phải chống gậy mà dám láo toét với tao à? Hôm nay ông đây phải cho mày xem bố lợi hại thế nào. Mặt sẹo hừ lạnh, vùng gậy bóng chày về phía người đàn ông trung niên. Ánh mắt đồ lão tứ khẽ ngưng lại, gậy trong tay vung lên, hất bay gậy bóng chày của đối phương ra ngoài, đồng thời quất thẳng vào người mặt sẹo, ép gã lùi về sau mấy bước. Cảnh tượng này dọa đám người đi theo mặt sẹo giật mình. Diệp Phàm ngồi bên kia khẽ nhớn mày, cẩn thận quan sát người đàn ông chống gậy. Đồ lão tứ, không ngờ ông cũng có chút bản lĩnh đấy. Lên cho tao, phế tên này cho tao. Mặt sẹo hung ác kêu lên. Gã vung tay, mấy chục người phía sau đồng loạt vung vũ khí về phía người đàn ông trung niên. Bốp bốp bốp. Đồ lão tử cầm gậy, hỗn chiến với đám người kia. Tuy nhiên vì thân thể không tiện, hơn nữa đối mặt với một đám côn đồ không sợ chết, chẳng lâu sau hắn ta đã thua trận, bị quật ngã xuống đất, hộc máu. Dám đả thương ông đây hả, chết đi. Mặt sẹo nhặt gậy bóng chày lên, hung hăng quất về phía đồ lão tứ, một khi đập trúng ắt sẽ toi mạng. Không ngờ đồ phu ta lại chết trong tay mấy tên côn đồ. Đúng là nực cười. Người đàn ông nằm trên đất cười giễu, trong mắt thoáng qua vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ, xen lẫn một chút thê lương. Bốp! Ấy nhưng, ngay lúc gậy bóng chày sắp đụng vào đầu hắn ta, một bàn tay bất ngờ duỗi ra nắm chặt lấy cây gậy. Không cho nó rơi xuống. Chủ nhân của cánh tay kia, không ai khác chính là Diệp Phàm. Danh con, chui ra từ đâu thế? Cút sang bên kia cho ông. Mặt sẹo hét vào mặt Diệp Phàm. Vừa dứt lời, trên mặt gã đã hiện lên vẻ khó tin. Chỉ thấy Diệp Phàm sống sờ sờ bóp mạnh cây gậy bóng chày khiến nó bẹp dí. Mày! Mặt sẹo khiếp đảm. Chết! Diệp Phàm lạnh lùng quát, cướp lấy gậy bóng chày. Hung ác đập vào đầu mặt sẹo khiến gã bay vút ra ngoài, té xuống đất ọc máu, tắt thở ngay tại chỗ. Mày, mày giết anh sẹo rồi. Hắc hổ môn sẽ không bỏ qua cho mày. Đám côn đồ còn lại hoảng sợ nói. Nhặt xác gã cút đi, không thì để mạng lại đây. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trên người tỏa ra sát khí ồ ạt. Đám kia bị Diệp Phàm dọa đến trắng bệch mặt mày, không nói hai lời ôm xác mặt sẹo lên bỏ chạy. Anh bạn nhỏ. Cảm ơn cậu. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Diệp Phàm tiến lên dìu đối phương dậy, hỏi, ông là đoàn trưởng thứ tư của quân đoàn Thiên Sách, Đồ Phu. Ngay khi Diệp Phàm vừa nói xong, con người đàn ông trung niên khẽ co rút, hai mắt trợn trừng nhìn Diệp Phàm chằm chằm, cậu là ai? Chiến thần Thiên Sách là lục sư phụ của tôi. Diệp Phàm nói xong thì lấy ra một tấm lệnh bài, bên trên khắc ba chữ lớn đanh thép Thiên Sách lệnh. Là Thiên Sách lệnh có thể hiệu lệnh cho quân Thiên Sách. Thấy lệnh như thấy chiến thần Thiên Sách. Nhìn lệnh bài trong tay Diệp Phàm, sắc mặt người đàn ông kia trở nên tràn đầy khiếp sợ.
thuộc hạ Đồ Phu gặp qua thiếu quân chủ. Hắn ta đang định quỳ xuống cúi chào Diệp Phàm thì bị ngăn lại. Quân đoàn trưởng Đồ Phu, ông là tiền bối của tôi, không cần khách khí như vậy. Diệp Phàm cất thiên sách lệnh đi, đỡ người đàn ông ngồi xuống. Ngài là đệ tử của quân chủ, là thiếu quân chủ của quân thiên sách, thật không ngờ lúc tôi còn sống lại được gặp đồ đệ của quân chủ. À đúng rồi, thiếu quân chủ, hiện giờ quân chủ thế nào rồi? Đồ Phu kích động nói, ánh mắt cứ dán chặt lên người Diệp Phàm. Lục sư phụ rất khỏe mạnh. Diệp Phàm nói, quân chủ không sao thì tốt, không sao thì tốt. Đồ Phu thở phào nhẹ nhõm, với cả, thiếu quân chủ, sao ngài lại nhận ra tôi thế? Rồi sao ngài lại tới chỗ này? Lúc nãy ông dùng chiêu thức của quân thiên sách, tôi nhìn phát là biết ngay. Hồi trước lục sư phụ đã kể cho tôi nghe rất nhiều về quân thiên sách, kể cả chuyện xưa của 9 vị quân đoàn trưởng. Vậy nên lúc ông nói ra tên của mình, tôi đoán được ông là quân đoàn trưởng thứ tư của quân thiên sách, Đồ Phu. Về phần tôi, vì có chút chuyện cần xử lý, tình cờ đi ngang qua phát hiện nhà hàng tên Bắc Lương khiến tôi hơi ngạc nhiên nên mới tiến vào, không ngờ lại gặp quân đoàn trưởng Đồ Phu ở đây. Đúng là duyên phận. Diệp Phàm mỉm cười. Gì mà quân đoàn với quân đoàn trưởng, chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ là một tên tàn phế không chống gậy thì không đi nổi, ngay cả mấy tên côn đồ các ké cũng bó tay chịu trói, còn phải đợi thiếu quân chủ giúp đỡ, đúng là làm nhục mặt quân chủ. Đồ Phu lắc đầu than thở, ánh mắt tràn đầy cô đơn. Quân đoàn trưởng Đồ Phu, hẳn vết thương của ông là từ đại chiến liên quân năm nước nhỉ? Diệp Phàm nhìn Đồ Phu. Ừ, trận chiến năm đó khiến tôi tàn tật, cũng vì thế mà tôi rời khỏi quân thiên sách, ở đây mở nhà hàng gia đình sống qua ngày. Đồ Phu gật đầu. Quân đoàn trưởng Đồ Phu, ông muốn quay về quân thiên sách không? Theo tôi được biết, hiện nay tình hình quân thiên sách cũng không tốt lắm, thậm chí có thể bị thu hồi danh hiệu bất cứ khi nào, sáp nhập vào các quân đoàn khác. Diệp Phàm nhìn Đồ Phu. Tôi cũng có hiểu sơ sơ chuyện quân thiên sách. Nhưng giờ tôi chỉ là một tên tàn phế, có tư cách gì trở về quân thiên sách? Có thể làm được gì? Đồ Phu lắc đầu. Tôi có thể chữa trị chân ông. Diệp Phàm nói thẳng. Hử. Nghe xong, Đồ Phu giật mình sững sờ, liếc mắt đánh giá Diệp Phàm từ trên xuống dưới một vòng. Thiếu quân chủ, ngài nói cái gì? Quân đoàn trưởng Đồ Phu, tôi có thể chữa trị chân ông, để ông quay về làm người bình thường. Diệp Phàm lặp lại. Sao có thể chứ? Năm đó quân chủ vì muốn cứu chân tôi mà mời cả viện trưởng ngự y viện đến, thế nhưng tất cả đều không có cách chữa khỏi. Đồ Phu khó tin. Y thuật lão già kia rác rưởi lắm, nếu tôi ra tay, qua ngày mai là quân đoàn trưởng Đồ Phu có thể đi đứng bình thường trở lại. Diệp Phàm tự tin nói. Thật không? Giờ phút này, Đồ Phu đang rất kích động, ánh mắt lấp lánh đầy hưng phấn, hai tay nắm chặt, khó thể đè nén niềm vui trong lòng. Đối với hắn ta, những năm qua lúc nào hắn ta cũng muốn bình phục, quay lại quân thiên sách ra trận giết địch nhưng luôn không tìm thấy cơ hội. Bây giờ Diệp Phàm khiến trái tim vốn đã nguội lạnh vì quá tuyệt vọng của Đồ Phu lại sôi trào một lần nữa, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho hắn ta. Tôi đi mua một ít thuốc, sau đó sẽ bắt đầu trị liệu cho quân đoàn trưởng Đồ Phu. Diệp Phàm lên tiếng. Đại hổ, nhị hổ, hai người trông coi nơi này. Không cho phép bất cứ ai thương tổn quân đoàn trưởng Đồ Phu, biết chưa? Diệp Phàm căn dặn. Vâng. Hai anh em gật đầu. Sau đó, hắn lập tức rời nhà hàng đến một tiệm thuốc, mua một ít dược liệu cần thiết để chữa trị chân của Đồ Phu. Chờ đến khi quay về nhà hàng, hắn phát hiện bên ngoài đã bị hơn 100 người mặc quần áo đen, tay cầm đao vây kín. Trong nhà hàng, một gã đàn ông đầu chọc vẻ mặt hung ác phát trường đao lạnh lùng quát đại hổ. Nhị hổ đang chắn trước mặt Đồ Phu, hai tên bọn mày, dám đối nghịch với hắc hổ môn bọn tao đúng không, muốn chết, lên hết cho tao. Thoáng chốc, đám người áo đen cầm đao kia cùng lao về phía đại hổ, nhị hổ. Ầm ầm ầm. Đại hổ, nhị hổ vung nắm đấm, hạ gục từng tên một. Thấy vậy, gã đầu chọc sầm mặt, kêu lớn, lên hết cho tao, xử hai tên này đi. Đám áo đen bên ngoài nhà hàng ồ ạt vọt vào hết, lao về phía đại hổ. Nhị hổ nhưng chẳng thể gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho hai anh em. Đám này còn thua xa Bá Vương Minh, sao có thể đụng đến một sợi lông của bọn họ được. Bốp! Nhìn hai anh em hung hăng, gã đầu chọc quát lớn, vác đao bổ về phía bọn họ, thực lực của gã cũng đạt đến nhân cảnh tầng 3.
Kết quả, đại hổ tung một quyền đã đập vỡ trường đao của đối phương. Gã đầu chọc bay vút ra ngoài, ngã rầm xuống đất hộc máu, những tên còn lại đã tê liệt dưới đất từ lâu rồi. Lúc này, Diệp Phàm bước tới, giẫm lên cơ thể gã đầu chọc, lạnh lùng hỏi, bọn mày là người Hắc Hổ Môn. Chủ nhân, đại hổ, nhị hổ cung kính gọi Diệp Phàm. Hóa ra mày là chủ nhân của bọn chúng. Tao nói cho mày biết, tao là kiện tướng đắc lực dưới tay môn chủ Hắc Hổ Môn, nếu mày dám đụng vào một sợi lông của tao thì môn chủ sẽ không tha cho mày đâu. Gã đầu chọc hung ác chừng Diệp Phàm. Răng rắc, bàn chân đang giẫm lên người đối phương của Diệp Phàm hơi dùng sức, xương ngực gã đầu chọc lập tức đứt mấy cây khiến gã kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Thiếu quân chủ, Hắc Hổ Môn là chúa tể một phương ở thành phố Hoài, thế lực khổng lồ, thủ hạ đông đúc, hơn nữa còn được một trong ba đại gia tộc ở quận Hoài Giang là nhà họ Trình chống lưng, chúng ta vẫn đừng nên chọc vào thì hơn. Đồ Phu nói, thành phố Hoài chính là trung tâm của quận Hoài Giang. Bọn họ dám đả thương ông thì phải trả giá thật lớn. Diệp Phàm lạnh lùng nói, sau đó liếc mắt xuống chân gã đầu chọc, gọi điện cho lão đại của mày, kêu gã tới đây, nếu không mày sẽ toi mạng. Gã đầu chọc không dám do dự, nhịn đau rút điện thoại gọi cho môn chủ Hắc Hổ Môn. Lúc này, môn chủ Hắc Hổ Môn đang uống rượu chơi gái ở một câu lạc bộ tư nhân, đang hăng say thì nhận được cuộc gọi từ cấp dưới. Sao, có kẻ dám đụng đến người Hắc Hổ Môn? Đúng là lớn mật. Chờ đấy, ông đây lập tức dẫn người tới. Môn chủ Hắc Hổ Môn Hắc Hổ đứng phát dậy, tức giận hét lớn, người đâu, gọi hết các anh em tới đây cho ông. Hắc Hổ, sao thế? Lúc này, một thanh niên đang chơi đùa với hai cô người mẫu bên cạnh dừng tay, quay say nhìn Hắc Hổ. Trình thiếu, có kẻ đánh anh em Hắc Hổ Môn, còn chỉ mặt gọi tên tôi tới đó. Hắc Hổ nói, chậc, thành phố Hoài này có tên nào lớn gan như thế à? Trình Dã ngạc nhiên hỏi. Với địa vị của Hắc Hổ Môn ở thành phố Hoài, lại có nhà họ Trình làm chỗ dựa, ai dám đụng vào Hắc Hổ Môn? Không biết, tôi dẫn người đi xem trước. Hắc Hổ lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi đi với anh, đúng lúc tôi cũng muốn nhìn xem là kẻ nào lớn gan dám nhổ răng lão hổ. Trình Dã cười gằn. Sau đó, cả hai dẫn người đến nhà hàng. Mười mấy phút sau, hơn trăm chiếc xe dừng lại bên ngoài nhà hàng, mấy trăm người bước xuống từ xe, vây xung quanh nhà hàng chật như nêm cối. Hắc Hổ dẫn theo vô số cao thủ Hắc Hổ Môn vọt thẳng vào trong, Trình Dã cũng đi theo. Môn chủ, cứu tôi với. Trong nhà hàng, gã đầu chọc vẫn bị Diệp Phàm giẫm trên đất, thấy Hắc Hổ xuất hiện, gã kích động kêu lên. Cuối cùng cũng đến. Diệp Phàm quan sát Hắc Hổ, dưới chân chợt dùng sức, dứt khoát giẫm vỡ lồng ngực gã đàn ông đầu chọc, đương nhiên trái tim gã cũng nát bấy. Thất khiếu gã đầu chọc ồ ạt chảy máu, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thấy đàn em đắc lực của mình cứ thế toi mạng, Hắc Hổ sầm mặt, trong mắt nồng nặc lửa giận, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm chòng chọc, danh con, mày dám giết người của tao. Người Hắc Hổ Môn đánh người không nên đánh, vậy nên hôm nay các người đều phải chết. Đương nhiên nếu tất cả quỳ xuống xin lỗi ông ấy thì tôi có thể tha cho các người một mạng. Diệp Phàm nói xong thì chỉ vào Đồ Phu. Quỳ xuống xin lỗi, tao thấy mày đang nằm mơ thì có. Lên cho tao, giết hết bọn chúng. Hắc Hổ hung ác quát lớn, sau đó dẫn đầu xông lên. Đã cho cơ hội lại không biết quý trọng, đi chết đi. Giờ phút này trông Diệp Phàm y hệt Diêm Vương, lạnh lùng tuyên án tử vong. Đại Hổ, nhị Hổ, lập tức xông lên, điên cuồng công kích về phía đám người Hắc Hổ Môn. Hắc Hổ nghiêm mặt, tung ra một quyền về phía Diệp Phàm, thế như mãnh hổ. Răng rắc, Diệp Phàm bắt lấy nắm đấm của đối phương, bóp nát, sau đó đạp gãy một chân Hắc Hổ, ép gã quỳ xuống đất. Mày! Giờ phút này, trong mắt Hắc Hổ tràn ngập vẻ khó tin. Dù sao thì gã cũng là cao thủ nhân cảnh tầng 6, thế mà lại bị Diệp Phàm đập bẹp chỉ trong mấy giây, sao lại thế được? Mày chỉ có chút thực lực này thôi à? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi, lại đạp gãy cái chân kia của Hắc Hổ. À, Hắc Hổ kêu thảm, mày dám đụng vào tao, các anh em của tao sẽ không tha cho mày. E rằng các anh em của mày sắp đi gặp Diêm Vương hết cả rồi. Diệp Phàm cười khẩy. Hắc Hổ xoay đầu, sắc mặt tái mét. Chỉ thấy hơn trăm người dẫn tới đã bị Đại Hổ và Nhị Hổ giết gần hết. Thậm chí có không ít kẻ bị thủ đoạn hung tàn của bọn họ dọa vỡ mật, bỏ chạy mất dép.
Vẻ mặt Hắc Hổ lúc này khó coi vô cùng, liếc về phía Trình Dã, vội kêu lên, Trình Thiếu, cứu tôi với. Trình Thiếu, cậu là người nhà họ Trình, một trong ba gia tộc lớn ở quận Hoài Giang. Diệp Phàm quan sát Trình Dã. Không sai, nếu mày không muốn kết thù với nhà họ Trình thì tốt nhất là thả Hắc Hổ ra ngay. Nếu không, mà chính là kẻ địch của nhà họ Trình, tao bảo đảm mày sẽ không ra khỏi thành phố Hoài được đâu. Trình Dã kiêu căng nói. Ha ha! Diệp Phàm cười khẽ, cắt đứt hai chân cậu ta đi. Đại hổ, nhị hổ lập tức ra tay, cắt phăng hai chân Trình Dã. Trình Dã hét lên, quỳ xuống đất, sắc mặt dữ tợn, dám cắt chân tao, nhà họ Trình nhất định sẽ không để mày chết tử tế. Thật không? Vậy cậu có thể gọi người nhà họ Trình đến, tôi sẽ chờ ở đây. Diệp Phàm bĩu môi. Trình Dã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cha mình. Cha, mau cứu con với, con sắp bị người ta đánh chết rồi. Cậu ta khóc lóc kể lể qua điện thoại. Thiếu quân chủ, căn cơ nhà họ Trình vô cùng vững chắc, có quan hệ rất thân với Tổng đốc thành phố Hoài và quận trưởng quận Hoài Giang, lỡ như bọn họ. Đồ Phu lo lắng nhìn Diệp Phàm. Không sao. Một lũ hề nhảy nhót, không nhấc được sóng lớn, hơn nữa tôi làm vậy còn có ý khác. Diệp Phàm cười gằn. Hắn cố tình vậy để khiến mọi chuyện ầm ĩ, thông báo cho Liễu Như Thị biết hắn đã đến rồi. Bọn họ đã kết thù, lần này hắn tới địa bàn của đối phương, chắc chắn cô ta sẽ không nhịn được ra tay với hắn. Đã thế, hắn nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hàng, giải quyết cô ả. Nhà họ Trình, gia chủ nghe điện thoại của con trai thì tái mặt. Trong mắt nồng đậm lửa giận. Dám đụng đến con trai của Trình Thiên này, muốn chết. Người đầu, thông báo cho tất cả hộ vệ của nhà họ Trình và ba vị cung phụng, liên lạc với Phó Tổng đốc, kêu đối phương triệu tập quân canh phòng. Trình Thiên lạnh lùng quát. Tiếp đó, ông ta dẫn đầu một đám cao thủ nhà họ Trình tới nhà hàng, Phó Tổng đốc thành phố Hoài cũng điều 1.000 quân canh phòng đuổi theo. Nhà họ Trình và quân canh phòng đều bị phái đi. Ngay lập tức dung chuyển toàn bộ thành phố Hoài. Chẳng lâu sau, Trình Thiên đã dẫn người nhà họ Trình đến nhà hàng, lúc thấy con mình, ông ta sầm mặt, ánh mắt tóe lửa. Dã Nhi! Trình Thiên kêu lên. Cha, cuối cùng cha cũng đến. Mau giết thằng danh này đi. Trình Dã thấy Trình Thiên xuất hiện cứ như thấy cứu tinh, vội vã chỉ vào mặt Diệp Phàm gào lên. Ánh mắt Trình Thiên lia về phía Diệp Phàm, bên trong thoáng qua tia lạnh lẽo, ông ta oai phong hỏi. Danh con, cậu là ai? Dám đối nghịch với nhà họ Trình. Muốn trách chỉ có thể trách nhà họ Trình ông là chỗ dựa của Hắc Hổ Môn mà thôi. Hắc Hổ Môn động vào người không nên động, các ông đành phải gánh hậu quả này vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hừ, tôi rất muốn biết Hắc Hổ Môn đã động vào cái người không nên động nào đấy. Trình Thiên quát. Ông ấy. Diệp Phàm chỉ Đồ Phu. Trình Thiên quan sát Đồ Phu một phen, cậu đang đùa đấy à? Một tên rác rưởi què quặt, sao Hắc Hổ Môn không thể động vào? Ông biết ông ấy là ai không? Diệp Phàm mở miệng. Là ai? Trình Thiên thắc mắc. Ông ấy chính là quân đoàn trưởng thứ tư của quân Thiên Sách, năm đó liên quân năm nước xâm chiếm Long Quốc, là ông ấy và vô số chiến sĩ quân Thiên Sách cùng nhau chống lại đại quân xâm lược mới bảo vệ được Long Quốc. Vết thương của ông ấy cũng là từ trận chiến năm đó, là anh hùng chân chính của Long Quốc. Ông nói xem. Hắc Hổ Môn có nên đụng vào không? Diệp Phàm gằn từng câu từng chữ. Trình Thiên nghe xong, ánh mắt không nhịn được khẽ chớp lóe. Đồ Phu cũng không khỏi nhớ lại trận chiến năm đó, lòng vô cùng cảm khái. Hừ, cứ cho là vậy đi, thế thì sao? Bây giờ hắn ta chỉ là rác rưởi, một tên què chân, chẳng có bất cứ giá trị nào trên đời này hết. Trình Thiên khinh thường đáp. Mà Đồ Phu nghe ông ta nói như thế. Hai tay không khỏi nắm chặt lại, tâm trạng có vẻ vô cùng kích động, xen lẫn một tia phẫn nộ. Hắn ta đường đường là quân đoàn trưởng thứ tư của quân Thiên Sách, một quân nhân đã giết vô số kẻ địch vì quốc gia, hôm nay lại bị người khác nhục nhã giễu cợt như vậy, nói rằng hắn ta không hề có giá trị, điều này làm cho thâm tâm Đồ Phu không thể chấp nhận được. Huống chi, bây giờ quân Thiên Sách đã chẳng còn là cái thá gì, cậu còn không biết xấu hổ khoe khoang với tôi về quân Thiên Sách ở đây à? Trình Thiên nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sự khinh miệt. Ông không được chửi bới quân Thiên Sách. Lúc này Đồ Phu tức giận hét lên một tiếng với Trình Thiên. Tách! Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra sát ý ngập trời,
một luồng sát khí vô cùng kinh khủng tràn ra. Người của Quân Thiên Sách, không đến lượt ông bôi nhọ. Diệp Phàm vừa dứt lời, cơ thể hắn đã xuất hiện trước mặt Trình Thiên, bóp cổ ông ta bằng một tay. Buông ra chủ ra. Lúc này, ba vị cung phụng của nhà họ Trình lao thẳng về phía Diệp Phàm, hai người là nhân cảnh tầng 7, một người là nhân cảnh tầng 8. Diệp Phàm dùng tay khác đánh bay ba người này ra ngoài, đập thẳng vào tường, chết ngay tại chỗ. Kẻ dám phỉ báng Quân Thiên Sách chỉ có một kết cục chết. Diệp Phàm nhìn Trình Thiên, lạnh lùng nói. Dừng tay. Một tiếng hét vang lên, Diệp Phàm lại như không nghe thấy, bẻ gãy cổ Trình Thiên, ném xuống đất. Giờ phút này, người của nhà họ Trình và Trình Dã kia đều sợ đến ngây người. Tổng đốc thành phố Hoài dẫn theo quân canh phòng chạy tới, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy thi thể của Trình Thiên, sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi. Cậu giết gia chủ nhà họ Trình rồi. Bắt cậu ta lại cho tôi. Tổng đốc Hoài Giang nhìn Diệp Phàm, uy nghiêm quát. Lúc này đám quân canh phòng đang định xông về phía Diệp Phàm. Cút! Diệp Phàm lạnh lùng nói, trên người hắn bùng nổ một luồng khí vô hình, đánh bay đám quân canh phòng này ra ngoài, ngay cả vị tổng đốc thành phố Hoài kia cũng bị đánh bay ra theo, ngã trên mặt đất hộc máu. Đại hổ, nhị hổ, bất kể ai, chỉ cần là người nhà họ Trình, giết không tha. Diệp Phàm hét lên. Vâng! Đại hổ nhị hổ xông lên bắt đầu chém giết người nhà họ Trình. Trong lúc nhất thời, đám bảo vệ của nhà họ Trình chết như ngả dạ, bao gồm cả thi thể của Trình Thiên cũng bị đại hổ đánh cho một phát banh xác. Tôi là tổng đốc thành phố Hoài. Cậu có biết cậu làm như vậy sẽ có kết cục thế nào không? Tổng đốc thành phố Hoài đứng lên, nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt khó coi kêu lên. Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương một cái, đang định nói gì đó. Đột nhiên có một giọng nói lanh lảnh truyền đến. Tổng đốc Giang, chuyện này tốt nhất ông đừng nhúng tay vào. Người phụ trách Bách Hoa Lâu thuộc quận Hoài Giang Bách Hợp bất ngờ xuất hiện ở đây, nói với Tổng đốc thành phố Hoài. Tiểu thư Bách Hợp, vị Tổng đốc kia nhìn Bách Hợp, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó lại liếc nhìn Diệp Phàm, nói, tiểu thư Bách Hợp, cô nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta là người của Bách Hoa Lâu bọn cô à? Đúng vậy. Ông còn muốn nhúng tay tiếp nữa không? Bách Hợp liếc nhìn Tổng đốc, nói. Lúc này vẻ mặt của Tổng đốc lập tức thay đổi, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Ông ta không ngờ Diệp Phàm lại là người của Bách Hoa Lâu, bảo sao lá gan của hắn lại lớn như vậy. Tuy rằng nhà họ Trình lợi hại, nhưng còn kém xa Bách Hoa Lâu. Xin lỗi. Tổng đốc thành phố Hoài nói xin lỗi Bách Hợp, sau đó lập tức dẫn theo quân canh phòng rời khỏi nơi này. Thiếu chủ. Thuộc hạ đến chậm, khiến cho thiếu chủ bị sợ hãi. Xin thiếu chủ hãy trách phạt. Bách Hợp đi tới trước mặt Diệp Phàm, khom người nói. Trách phạt thì không cần, cô đi xử lý nhà họ Trình đi. Diệp Phàm chỉ lạnh lùng nói. Vâng. Bách Hợp gật nhẹ đầu. Sau đó, đại hổ nhị hổ bắt đầu giải quyết hết đám bảo vệ của nhà họ Trình này. Diệp Phàm bảo Bách Hợp sắp xếp cho một chỗ để hắn có thể tập trung trị tật ở chân cho đồ phu. Về phần nhà họ Trình, đã bị người của Bách Hoa Lâu nhổ tận gốc, hoàn toàn tiêu diệt. Cứ như vậy, nhà họ Trình một trong ba hào môn lớn nhất của quận Hoài Giang không còn tồn tại nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, quận Hoài Giang hoàn toàn chấn động. Cùng lúc đó, trong biệt thự Kim Sơn nơi được xưng là bí ẩn nhất, có thể nói khu vực cấm của quận Hoài Giang. Liễu Như Thị mặc sườn xám ngồi ở đó, trên cánh tay với trên người có không ít vết thương. Toàn thân lộ ra vẻ hốc hác hơn trước nhiều. Nhưng sau khi cô ta nhận một cú điện thoại, trong mắt tức khắc tỏa ra ánh sáng, lập tức cúp điện thoại đi tới một gian phòng. Trong phòng này có một hồ nước hình tròn, ngăn bằng một lớp màn lụa. Mà ở trong hồ, một bóng người mờ ảo đang ngồi. Chủ nhân, Liễu Như Thị đi tới đây, quỳ trên mặt đất cung kính kêu lên. Cô muốn nói là cái tên Diệp Phàm kia đã đến quận Hoài Giang rồi đúng không? Bóng người trong hồ phát ra giọng nói trầm thấp. Vâng, chủ nhân. Cầu xin chủ nhân hãy báo thù cho nô tỳ. Liễu Như Thị mở miệng nói. Yên tâm, cô đã trở thành người của tôi rồi, vậy mối thù đó của cô, tất nhiên tôi sẽ báo cho cô. Tôi đã cho người đi xử lý hắn rồi. Bóng người trong hồ lạnh nhạt nói. Cảm ơn chủ nhân. Liễu Như Thị kích động nói. Cởi quần áo ra đi, tôi lại nghĩ ra mấy trò rất hay, đến đây thử xem. Theo từng câu từng chữ mà bóng người ở trong hồ nói ra,
cơ thể của Liễu Như Thị cũng run lên khe khẽ, trong mắt lộ ra sự sợ hãi nhưng cô ta vẫn nghe lời cởi quần áo, đi vào trong hồ. Chẳng bao lâu sau, trong biệt thự truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Nháy mắt màn đêm đã buông xuống. Trong một trụ sở mà Bách Hoa Lâu bố trí ở thành phố Hoài. Diệp Phàm đang chữa chân cho đồ phu. Ngay cả viện trưởng ngự y viện cũng không thể chữa khỏi chân cho đồ phu, nhưng Diệp Phàm với sự hỗ trợ của cửu châm quỷ cốc và thảo dược đã làm được điều đó. Phù! Diệp Phàm thở hắt ra, sau đó nói, được rồi đó quân đoàn trưởng đồ phu, bây giờ ông thử ném gậy đi xem nào. Chân tôi khỏi thật rồi ư. Đồ phu nhìn cái chân tật nguyền đã mấy chục năm, nói với vẻ không dám tin. Đương nhiên, ông phải tin tưởng y thuật của tôi chứ. Diệp Phàm mỉm cười đáp. Được. Đồ phu gật đầu, hít sâu mấy hơi mới chậm rãi đứng dậy, sau đó ném gậy đi, bắt đầu đi lại tự do. Khỏi thật rồi này. Đồ phu tự mình bước đi, cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì. Trong mắt hắn ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, tâm trạng trở nên kích động. Ha ha ha, chân của tôi khỏi rồi. Tôi không còn là một kẻ tàn phế nữa. Đồ phu hét lên đầy kích động. Hắn ta nhảy lên nhảy xuống, thậm chí còn đánh một bài quyền, di chuyển liên tục như một con ngựa đứt cương. Diệp Phàm thấy vậy, trên mặt nở nụ cười. Quân đoàn trưởng đồ phu đi theo lục sư phụ của hắn vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, đã lập bao chiến công hiển hách cho Long Quốc. Diệp Phàm cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được chữa trị cho một vị anh hùng như thế. Sau một hồi hoạt động gân cốt, đồ phu quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, thiếu quân chủ, xin nhận một lạy của đồ phu. Quân đoàn trưởng đồ phu đâu cần phải làm vậy, ông là tiền bối, bái lạy tôi sao được. Diệp Phàm vội vàng bước tới ngăn cản. Thiếu quân chủ, tôi bái lạy ngài không phải vì ngài là đệ tử của quân chủ, mà là vì ngài chữa khỏi chân cho tôi, ngài là ba mẹ tái sinh của tôi nhất định phải bái lạy. Đồ phu khăng khăng phải bái lạy Diệp Phàm. Thấy đồ phu kiên quyết như vậy, Diệp Phàm không biết phải nói sao. Quân đoàn trưởng đồ phu à, về công ông là anh hùng bảo vệ Long Quốc, về tư ông là thuộc hạ của lục sư phụ. Xét về công lẫn về tư, tôi cứu ông là việc nên làm, ông không cần khách khí như vậy đâu. Thiếu quân chủ đúng là người tốt, quân chủ nhận ngài làm đồ đệ này quả không sai. Nếu mấy lão già quân thiên sách kia biết quân chủ có một đệ tử xuất sắc như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui mừng. Đồ phu nhìn Diệp Phàm khen ngợi. À đúng rồi quân đoàn trưởng đồ phu, tôi nghe nói quân thiên sách có mấy vị quân đoàn trưởng cũng đã giải ngũ. Ông có biết tại sao mấy quân đoàn trưởng khác lại giải ngũ không? Diệp Phàm hỏi. Thiếu quân chủ muốn gọi họ trở về quân thiên sách sao? Đồ phu nói. Đúng vậy, trong trận đấu giữa các quân đoàn lần này, nếu quân thiên sách không đạt được thành tích tốt thì sẽ bị xóa bỏ danh hiệu, sáp nhập vào quân đoàn khác. Tôi là đệ tử của chiến thần thiên sách, tất nhiên không thể để tình huống này xảy ra. Nếu cả 9 quân đoàn trưởng của quân thiên sách đều trở lại vị trí, chắc chắn bên trên sẽ không tùy tiện vứt bỏ quân thiên sách. Diệp Phàm trầm giọng nói. Trong trận chiến với liên quân 5 nước hồi xưa, quân thiên sách là chủ lực nên thương vong rất lớn, lực lượng trung kiên gần như không còn, 9 quân đoàn trưởng chúng tôi đều bị thương nặng, mặc dù được chữa trị kịp thời nhưng trên người vẫn còn bệnh tật và khuyết tật. Về sau quân chủ đột nhiên mất tích, mấy quân đoàn trưởng thương tật nghiêm trọng như chúng tôi đành lựa chọn giải ngũ, rời khỏi quân thiên sách để tránh làm liên lụy tới quân thiên sách. Nhiều năm qua chúng tôi không liên lạc nhiều, nhưng tôi có thể liên lạc với họ. Có điều tình trạng thương tật của mấy người họ còn nghiêm trọng hơn tôi, e là. Đồ phu nói, chỉ cần quân đoàn trưởng đồ phu tìm được họ, tôi có thể giúp họ khôi phục sức khỏe như người bình thường. Diệp Phàm lập tức lên tiếng. Được, có câu này của thiếu chủ thì tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với họ. Một khi 9 quân đoàn trưởng chúng tôi tập hợp, tôi muốn xem còn ai dám coi thường quân thiên sách. Đồ phu nói rất hùng hồn. Kẻ nào? Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng quát đinh tai. Ánh mắt chợt đóng băng, Diệp Phàm nhìn ra bên ngoài. Mấy cao thủ Bách Hoa Lâu được Bách Hợp sắp xếp canh gác bên ngoài trụ sở đã nằm dưới đất. Một kẻ mặc đồ đen che mặt. Tay cầm loan đao vẫn còn đang nhỏ máu đứng trước mặt bọn họ. Mày là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng quát. Vèo. Đối phương không nói gì, thân hình như chớp chém một đao về phía Diệp Phàm. Thiếu quân chủ cẩn thận. Đồ phu hét lên, lập tức xông ra ngoài, vung quyền tấn công tên mặc đồ đen kia.
Mặc dù đã mấy chục năm không tu luyện, nhưng Đồ Phu là quân đoàn trưởng số 4 của quân Thiên Sách, sức lực vẫn cực kỳ đáng gờm. Hắn ta tung ra một quyền này, ngay cả cao thủ huyền cảnh bình thường cũng không đỡ nổi. Một quyền của Đồ Phu đánh trúng loan đao của tên áo đen, đánh cho đối phương liên tục lùi về sau. Mấy chục năm nay tao không động võ, đang muốn tìm người luyện tay thì mày tự dâng đến cửa. Xem chiêu này. Đồ Phu hừ lạnh nhìn tên mặc đồ đen, đồng thời xông tới thi triển các loại chiêu thức, hơn nữa chiêu nào cũng là sát chiêu chí mạng, không rườm rà dây dưa. Ầm ầm ầm. Sau một loạt đòn tấn công, tên mặc đồ đen kia bị đánh hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngay sau đó Đồ Phu vung một quyền xuyên qua lớp phòng ngự loan đao, nện trúng ngực đối phương. Tên mặc đồ đen bị đánh bay, ngã dập xuống đất hộc máu. Quả nhiên quân đoàn trưởng Đồ Phu rất lợi hại. Diệp Phàm khen Đồ Phu. Ra rồi, mấy chục năm không tu luyện nên thực lực đã giảm sút. Nếu là ngày xưa thì tên này chẳng đỡ nổi một quyền của tôi. Đồ Phu lắc đầu. Lúc này, tên mặc đồ đen chịu đựng thương tích, đứng dậy toan chạy trốn. Vút. Diệp Phàm phóng ra một cây kim bạc đâm trúng người đối phương, làm đối phương ngã ra đất. Nói đi, ai sai mày tới đây? Diệp Phàm đi đến trước mặt đối phương rồi hỏi. Người này nhìn Diệp Phàm rồi cắn lưỡi tự sát luôn. Xem ra là tử sĩ. Đồ Phu lên tiếng. Tôi vừa mới tới thành phố Hoài mà đã có người dùng đến tử sĩ mạnh như vậy để đối phó tôi. Diệp Phàm hừ khẽ. Lẽ nào là Tàn Dư nhà họ Trình? Đồ Phu đưa ra phán đoán. Chắc là không phải đâu. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó gọi Bách Hợp tới. Xin lỗi thiếu chủ vì thuộc hạ không bảo vệ tốt cho ngài, khiến ngài sợ hãi. Bách Hợp tới trình diện. Sau khi biết chuyện, cô ta vội vàng xin lỗi Diệp Phàm. Nơi này là cô sắp xếp, chắc hẳn ngoài cô ra không còn ai biết tôi đang ở đây nhỉ. Diệp Phàm nhìn Bách Hợp, hờ hững cất lời. Bách Hợp nghe vậy thì mặt biến sắc, lập tức quỳ xuống trước Diệp Phàm. Thưa thiếu chủ, thuộc hạ tuyệt đối không có ý nghĩ hại ngài. Nếu thuộc hạ hài lòng thì trời tru đất diệt. Nếu tên này thật sự có liên quan đến cô thì hiện tại cô đã chết rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tạ ơn thiếu chủ. Bách Hợp dập đầu cảm ơn. Nhưng tên này tìm được đến đây, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Diệp Phàm trầm giọng nói. Thưa thiếu chủ, nơi này do tôi tìm người sắp xếp, không có mấy người biết. Người có thể tìm được thiếu chủ trong thời gian ngắn như vậy, còn phái ra tử sĩ mạnh cỡ này, e là cả quận Hoài Giang này chỉ có một người làm được. Bách Hợp nghiêm túc trả lời. Ai? Diệp Phàm nhìn đối phương. Người này là Kim Thiên Sư. Bách Hợp đáp. Kim Thiên Sư, là ai? Diệp Phàm tò mò hỏi. Lai lịch của Kim Thiên Sư rất thần bí, ngay cả Bách Hoa Lâu cũng không tìm ra lai lịch cụ thể của ông ta, chỉ biết Kim Thiên Sư thần thông quảng đại, thực lực rất đáng gờm, hơn nữa còn có năng lực khống chế người khác. Ở quận Hoài Giang, Kim Thiên Sư chính là chúa tể, không một ai dám đối nghịch với ông ta. Thậm chí ông ta còn trên cơ quận trưởng quận Hoài Giang, đến quận trưởng cũng không dám làm trái ý Kim Thiên Sư. Ngay cả Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương ở quận Hoài Giang cũng không dám đối địch với Kim Thiên Sư. Tóm lại, Kim Thiên Sư là chúa tể của quận Hoài Giang, ông ta chỉ cần nói một câu là có thể lấy mạng bất kỳ ai trong quận Hoài Giang. Cũng chỉ có ông ta mới có thể tìm được thiếu chủ trong thời gian ngắn như vậy, còn phái tử sĩ mạnh cỡ này ra tay. Bách Hợp giảng giải. Kim Thiên Sư này lợi hại thế cơ à? Diệp Phàm cười khẩy. Tôi ở thành phố Hoài cũng từng nghe đồn về vị Kim Thiên Sư này. Nghe nói ông ta có thể giết người trong vô hình, sở hữu thần thông vô thượng, vì vậy được mọi người gọi là Thiên Sư, cực kỳ đáng sợ. Nhưng tại sao Kim Thiên Sư lại ra tay với thiếu quân chủ? Đồ Phu nhíu mày thắc mắc. Thiếu chủ, liệu có phải là do Liễu Như Thị không? Bách Hợp bất chợt lên tiếng. Liễu Như Thị. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng. Lúc trước Xuân Lan tiểu thư cử người đi xử lý Liễu Như Thị, kết quả là bị người thần bí giết chết, mà Bách Hoa Lâu chúng tôi mãi vẫn chưa tìm ra tung tích của Liễu Như Thị. Ở quận Hoài Giang, chỉ có Kim Thiên Sư mới làm được. Bách Hợp trầm giọng nói. Ý cô là à Liễu Như Thị kia đi theo Kim Thiên Sư nên Kim Thiên Sư mới sai người đối phó tôi. Diệp Phàm hỏi. Khả năng cao là thế. Bách Hợp gật đầu. Diệp Phàm cười khẩy, thú vị đấy. Thiếu chủ, Kim Thiên Sư cực kỳ đáng sợ, nếu ông ta muốn xử ngài thì ngài sẽ gặp nguy hiểm.
Để đảm bảo an toàn cho thiếu chủ, tôi sẽ lập tức cử người hộ tống thiếu chủ rời khỏi quận Hoài Giang. Bách Hợp lên tiếng. Phải đó thiếu quân chủ. Hiện tại chúng ta thế yếu lực mỏng, chỉ bằng trở về quân Thiên Sách trước rồi tính sau. Đến quân Thiên Sách, cho dù Kim Thiên Sư có lợi hại đến mấy cũng không làm gì được thiếu quân chủ. Đồ Phu nói với Diệp Phàm. Bách Hợp nghe thấy câu này, hai mắt lấp lóe. Chỉ là một tên thiên sư chó má mà muốn dọa tôi à, còn khuyên nhé. Ông ta muốn xử tôi, vậy thì cứ để ông ta đến. Bách Hợp, cô hãy tung tin ngày mai tôi sẽ đi diệt nhà họ Liễu. Nếu cô ả Liễu như thì thật sự đi theo tên thiên sư chó má kia, thì tôi sẽ chờ bọn họ ở nhà họ Liễu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Bách Hợp nhìn Diệp Phàm rồi gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm và Đồ Phu lần lượt về phòng. Đồ Phu trở về phòng mình liền lấy điện thoại ra gọi cho số thuê bao đã mấy chục năm không liên lạc. Alo, một giọng nói trầm thấp truyền qua điện thoại. Tôi đây lão mộ. Đồ Phu mở lời. Đồ Phu đấy à, cuối cùng thì ông cũng chịu gọi điện cho tôi. Giờ ông đang ở đâu? Ông có biết các anh em đều rất nhớ ông không hả? Người ở đầu dây bên kia kích động nói. Tôi đang ở quận Hoài Giang. Tôi muốn báo cho các ông một tin, đệ tử của quân chủ xuất hiện rồi. Đồ Phu nói. Gì cơ, đệ tử của quân chủ? Ý ông là quân chủ đã nhận đồ đệ. Người ở đầu dây bên kia thốt lên đầy kinh ngạc. Đúng vậy, hơn nữa quân chủ còn giao Thiên Sách lệnh cho ngài ấy, không giả được. Đồ Phu trầm giọng nói. Vậy hiện giờ thiếu quân chủ đang ở đâu? Thiếu quân chủ đang ở quận Hoài Giang, cậu ấy đã chữa khỏi chân cho tôi, nhưng mà... Đồ Phu nói tiếp. Nhưng mà sao? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghi vấn. Sau đó, Đồ Phu thuật lại chuyện về Kim Thiên Sư. Gì cơ, có kẻ muốn giết thiếu quân chủ ư? Thật to gan. Đây là bắt nạt quân Thiên Sách chúng ta không có người hả? Người ở đầu dây bên kia trở nên lạnh lùng quát. Mặc dù thiếu quân chủ có thực lực phi phàm, nhưng tôi vẫn lo lắng. Dù sao nơi này cũng là quận Hoài Giang, là địa bàn của tên Kim Thiên Sư kia. Chẳng may thiếu quân chủ có gì bất chắc thì chúng ta biết ăn nói với quân chủ thế nào. Vì vậy tôi cố ý gọi điện cho ông. Đồ Phu trầm giọng nói. Bất kể kẻ nào dám động đến thiếu quân chủ, quân Thiên Sách chúng ta tuyệt đối không cho phép. Tôi sẽ dẫn binh đến quận Hoài Giang. Tôi muốn xem tên Kim Thiên Sư này lợi hại cỡ nào. Người ở đầu bên kia điện thoại lạnh giọng nói. Sau cuộc điện thoại này, trong tổng bộ quân Thiên Sách, một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, toàn thân toát ra khí tức tàn khốc đáng sợ. Khí tức tàn khốc này phủ khắp tổng bộ quân Thiên Sách, khiến người ta tin tưởng. Người này chính là Mộ Bạch, quân đoàn trưởng số 3 của quân Thiên Sách. Mộ Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, hai người khác cảm nhận được khí tức của Mộ Bạch nên tới hỏi thăm. Hai người này lần lượt là quân đoàn trưởng số 5 Thẩm Thanh Y và quân đoàn trưởng số 8 Đoàn Đao của quân Thiên Sách. Mộ Bạch lập tức thuật lại lời của Đồ Phu một lượt. Gì cơ, đệ tử của quân chủ xuất hiện rồi ư? Hơn nữa cậu ấy còn thể chữa khỏi chân cho Đồ Phu. Tốt quá! Đúng lúc giờ đang là thời điểm sống còn của quân Thiên Sách, thiếu quân chủ xuất hiện vào lúc này nhất định là quân chủ phái tới trấn hưng quân Thiên Sách. Tôi biết là quân chủ sẽ không vứt bỏ quân Thiên Sách mà. Trên gương mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Y và Đoàn Đao cũng lộ vẻ kích động. Có điều hiện tại thiếu quân chủ đang gặp nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không thể để cho thiếu quân chủ xảy ra chuyện. Mộ Bạch lạnh lùng nói. Nếu tên Kim Thiên Sư chó má kia dám làm thiếu quân chủ bị thương, tôi sẽ chém chết gã. Vẻ mặt Đoàn Đao dữ tợn. Bây giờ tôi lập tức triệu tập đại quân tới quận Hoài Giang. Thẩm Thanh Y lên tiếng. Tự ý triệu tập đại quân mà bị chiến bộ biết thì sẽ phạm tội lớn đấy. Hiện tại chiến bộ và triều đình đang muốn xóa bỏ quân Thiên Sách, tuyệt đối không thể để bọn họ nắm được bất kỳ điểm yếu nào. Mộ Bạch ngăn cản. Vậy thì phải làm sao? Đoàn Đao hỏi. Lẽ nào ông không nghĩ đến chuyện điều động Thiên Sách vệ? Thẩm Thanh Y nhìn Mộ Bạch, trong mắt lóe lên tia sáng. Đúng rồi, Thiên Sách vệ không thuộc biên chế quân đoàn. Cho dù bên trên biết cũng chẳng sao. Tôi sẽ đích thân dẫn 3.000 Thiên Sách vệ đến quận Hoài Giang. Có 3.000 Thiên Sách vệ, không ai có thể đả thương thiếu quân chủ. Mộ Bạch lạnh lùng nói. Thiên Sách vệ là đội quân tinh nhuệ nhất trong quân Thiên Sách,
do chiến thần thiên sách một tay tạo lập. 3.000 thiên sách vệ có thể chống lại 10 vạn đại quân. Mà thiên sách vệ chỉ xuất động một lần duy nhất trong trận liên quân năm nước ngày xưa. Chúng tôi cũng đi. Thẩm Thanh Y và Đoàn Đao nhao nhao lên tiếng. Không được, quân thiên sách cần có người chấn giữ, các ông ở lại đi. Mộ Bạch ra lệnh. Rõ. Thẩm Thanh Y và Đoàn Đao chấp hành mệnh lệnh của Mộ Bạch. Hiện giờ quân chủ quân thiên sách và quân đoàn trưởng số 1, số 2 không có mặt, Mộ Bạch là người có quyền quyết định tối cao trong quân thiên sách, Thẩm Thanh Y và Đoàn Đao cực kỳ phục tùng mệnh lệnh của Thẩm Bạch. Nháy mắt một ngày mới đã đến. Thành phố Hoài. Trong một hồ nước ở biệt thự Kim Sơn. Một người đàn ông không rõ tuổi tác có mái tóc dài đen nhánh đang dựa lưng vào bờ hồ, toàn thân toát ra khí tức thần bí. Gã chính là Kim Thiên Sư. Một cô gái trần truồng, trên người đầy vết thương giống như bị hành hạ một trận nằm ở bên cạnh. Người này là Liễu Như Thị. Bẩm chủ nhân, ám cửu đã bị giết. Lúc này, một cô gái mặc đồ đen xuất hiện, quỳ xuống bẩm báo. Bị giết rồi ư? Xem ra Diệp Phàm có chút bản lĩnh đấy. Kim Thiên Sư mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng hút hồn. Hôm qua tên này ở trụ sở mà Bách Hoa Lâu sắp xếp, vì vậy rất có thể là ám cửu bị người của Bách Hoa Lâu giết. Cô gái mặc đồ đen nói. Bách Hoa Lâu. Kim Thiên Sư nghe thấy ba chữ này, trong mắt lóe lên vẻ dâm tà, bản Thiên Sư đã nhớ nhung bách hợp của Bách Hoa Lâu từ lâu. Đã vậy thì lần này xử bọn họ một thế. Đúng lúc tôi đã chơi chán ả đàn bà này, nên thay người chơi đùa rồi. Liễu Như Thị đã tỉnh, nghe vậy cô ta thoáng run lên, nhưng không dám nói gì. À phải rồi chủ nhân, tôi còn nhận được tin hôm nay Diệp Phàm sẽ đi tiêu diệt nhà họ Liễu. Hình như cậu ta cố ý tung tin cho chúng ta biết. Cô gái mặc đồ đen tiếp tục nói. Gì cơ, anh ta muốn tiêu diệt nhà họ Liễu. Liễu Như Thị biến sắc, ngồi bật dậy, cầu xin Kim Thiên Sư, cầu xin chủ nhân cứu nhà họ Liễu. Xem ra thằng nhãi này muốn khiêu khích bản thiên sư. Vậy thì tôi sẽ cho cậu ta xem ở quận Hoài Giang này, ai là người quyết định. Kim Thiên Sư cười gằn. Báo cho quận trưởng quận Hoài Giang điều động quân quận vệ, phong tỏa toàn thành phố Hoài, không cho phép bất kỳ một ai rời khỏi thành phố Hoài. Báo cho người của ba bang, bốn môn, sáu tộc triệu tập toàn bộ lực lượng tới nhà họ Liễu giết thằng nhãi này cho tôi. Còn nữa, bảo ám minh dẫn theo ám vệ đi bắt cô ả kia của Bách Hoa Lâu về đây cho bản thiên sư. Kim Thiên Sư hờ hững ra lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Cô gái mặc đồ đen gật đầu. Nửa tiếng sau, quận trưởng quận Hoài Giang triệu tập quân quận vệ phong tỏa toàn thành phố Hoài, không cho phép bất kỳ ai rời đi. Người của ba bang, bốn môn, sáu tộc triệu tập toàn bộ lực lượng tới thành phố Hoài. Ở quận Hoài Giang, ngoài ba thế gia vọng tộc ra còn có 13 thế lực lớn khác gồm ba bang, bốn môn, sáu tộc. 13 thế lực lớn này không hề thua kém ba thế gia vọng tộc. Bọn họ có thể phất lên là vì có Kim Thiên Sư làm chỗ dựa. Vì vậy, bọn họ chỉ phục tùng mệnh lệnh của Kim Thiên Sư. Hôm nay ba bang, bốn môn, sáu tộc đều điều động toàn bộ lực lượng của mình tới thành phố Hoài, khiến cả quận Hoài Giang chấn động. Nhất thời mọi người ở quận Hoài Giang đều bàn tán rốt cuộc thành phố Hoài đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến 13 thế lực này đồng thời xuất động. Lúc này, trong phân bộ sở tuần tra quận Hoài Giang, quân quận vệ đã phong tỏa thành phố Hoài, người của ba bang, bốn môn, sáu tộc đã tới thành phố Hoài ư. Thành phố Hoài đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hải nghe thuộc hạ báo cáo, kinh ngạc hỏi. Ông ta là chủ phân bộ sở tuần tra quận Hoài Giang. Chuyện xảy ra gần đây thành phố Hoài chỉ có hôm qua nhà họ Trình bị tiêu diệt, ngoài ra không có chuyện gì khác. Thuộc hạ báo cáo, người có thể điều động quân quận vệ và ba bang, bốn môn, sáu tộc chỉ có vị kia. Lẽ nào thành phố Hoài có người đối địch với vị kia? Ánh mắt Lâm Hải cứng lại, giọng điệu nặng nề. Vị kia trong lời nói của ông ta chính là Kim Thiên Sư. Đại nhân, vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể xen vào chuyện của vị kia, chỉ có thể lẳng lặng quan sát. Lâm Hải lắc đầu. Mặc dù ông ta là chủ phân bộ sở tuần tra một quận, nhưng không dám đắc tội Kim Thiên Sư. Người này quá đáng sợ. Trừ khi cao thủ của tổng bộ sở tuần tra tới, nếu không thì chẳng có ai làm gì được người này. Đi thôi, tới thành phố Hoài. Tôi muốn xem rốt cuộc là ai có gan đối địch với Kim Thiên Sư. Lâm Hải trầm giọng nói.
trong phân điện Điện Long Vương quận Hoài Giang. Chủ phân điện quận Hoài Giang là Cung Kiếm đã nhận tin tức, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, có người dám đối địch với Kim Thiên Sư. Thú vị đấy. Đi thôi, tới thành phố Hoài. Chủ phân điện Điện Long Vương này cũng dẫn người đến thành phố Hoài. Nhất thời cả quận Hoài Giang đều đổ dồn ánh mắt vào thành phố Hoài. Trong thành phố Hoài, Diệp Phàm vừa mới tỉnh lại. Thiếu chủ. Diệp Phàm vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Bách Hợp đang đứng ở đó. Sao vậy? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Bách Hợp. Vừa nhận được tin tức, tam bang tứ môn lục tộc của quận Hoài Giang đều có động tĩnh, người dẫn đầu dẫn theo một lượng lớn người đang tiến về phía thành phố Hoài. Hơn nữa, quận trưởng quận Hoài Giang cũng điều động quân quận vệ phong tỏa cả thành phố Hoài, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Bách Hợp nói, tam bang tứ môn lục tộc. Diệp Phàm sửng sốt. Tam bang tứ môn lục tộc chính là 13 thế lực hàng đầu ở quận Hoài Giang, ngoại trừ 3 gia tộc hào môn lớn ra. Bọn họ đều được Kim Thiên Sư một tay nâng đỡ, lần này cùng nhau hành động, nhất định là do Kim Thiên Sư sai bảo. Bách Hợp nói, xem ra vị Kim Thiên Sư này vì để đối phó với tôi mà đã chơi hết vốn liếng rồi. Cái mạng này của tôi đúng là đáng giá. Diệp Phàm trầm tư cười. Thiếu chủ, tôi đã triệu tập toàn bộ lực lượng của Bách Hoa Lâu ở quận Hoài Giang, tổng cộng có 1.300 người, họ đều thề chết bảo vệ thiếu chủ. Bách Hợp cúi người nói. Thiếu chủ, ngài yên tâm, hôm nay đồ phu tôi dù là liều mạng, cũng sẽ không để ai động đến ngài. Vẻ mặt đồ phu đầy sát khí nói to. Mọi người không cần phải lo lắng như vậy, gì mà tam bang tứ môn lục tộc, cùng lắm cũng chỉ là một đám hề mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu bọn họ muốn chết, vậy tôi sẽ tiễn bọn họ một đoạn. Đi, đến nhà họ Liễu. Diệp Phàm nói. Sau đó bọn họ cùng nhau đến nhà họ Liễu. Mà ở ngoài thành phố Hoài, trong một quán rượu nào đó. Đại Minh Tinh Tô Như Tuyết đang ngồi ở đây. Như Tuyết, tôi đã thu thập đồ xong rồi, chúng ta đi được rồi. Người phụ nữ mặc vest được gọi là chị Hồ nhìn Tô Như Tuyết nói. Chị Hồ, chúng ta có thể ở lại đây thêm vài ngày không? Tô Như Tuyết nhìn chị Hồ nói. Hoạt động của chúng ta đã xong, còn chưa muốn đi sao? Hiện giờ còn chưa điều tra rõ thân phận của đám người cướp máy bay kia, vì sự an toàn của cô, chúng ta vẫn nên mau chóng trở về đế đô đi. Chị Hồ nói xong, liếc nhìn Tô Như Tuyết, Tuyết Tuyết, cô không muốn về, không phải là vì người trên máy bay hôm qua đó chứ. Nhất thời, mặt Tô Như Tuyết đỏ lên, nói, chị Hồ, chị nói lung tung gì vậy? Như Tuyết, tuy rằng người đó đã cứu cô, nhưng cô và anh ta không phải người cùng một thế giới, đừng có suy nghĩ khác. Chị Hồ trầm giọng nói. Lúc này, có người gõ cửa phòng. Chị Hồ đi đến mở cửa, một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng đứng bên ngoài. Đội trưởng Hứa. Chúng tôi đã thu dọn xong rồi, có thể xuất phát rồi. Chị Hồ nói. Chị Hồ, hôm nay e là chúng ta không đi được rồi. Người đàn ông này mở miệng nói. Cái gì, sao lại không đi được? Chị Hồ kinh ngạc nói. Hôm nay chúng ta không đi nữa sao? Tô Như Tuyết đi tới, dò hỏi. Hôm nay quân quận vệ đã phong tỏa cả thành phố Hoài, chúng ta tạm thời không thể rời khỏi đây. Người đàn ông này đáp. Phong tỏa thành phố Hoài, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Như Tuyết kinh ngạc nói. Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng mà chúng tôi sẽ bảo vệ tiểu thư đừng lo. Người đàn ông kia nói. Vậy tôi có thể ra ngoài một lát không? Lúc này, Tô Như Tuyết nói. Tiểu thư, hôm nay thành phố Hoài không an toàn, cô tốt nhất đừng nên ra ngoài. Người đàn ông kia lắc đầu. Như Tuyết, tốt nhất cô nên ở lại khách sạn đi, đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa. Chị Hồ nhìn Tô Như Tuyết nói. Mà tại nhà họ Liễu, gia chủ nhà họ Liễu nhìn thuộc hạ quát, điều tra ra rốt cuộc là ai muốn ra tay với nhà họ Liễu chúng ta chưa? Gia chủ, tạm thời vẫn chưa điều tra được. Thuộc hạ nói. Phế vật, một đám phế vật. Liễu Thành tức giận quát to. Gia chủ, trước mắt ngài đừng lo, nhà họ Liễu chúng ta là hào môn của quận Hoài Giang, sao có thể nói tiêu diệt là tiêu diệt. Một vị trưởng lão nhà họ Liễu lên tiếng. Hôm qua nhà họ Trình đã bị diệt, sao có thể không lo lắng chứ? Vẻ mặt Liễu Thành vô cùng nghiêm trọng. Gia chủ, không hay rồi, có người xông vào. Một người hầu nhà họ Liễu vội vàng chạy tới. Cái gì, ai xông vào?
Liễu Thành biến sắc nói. Không biết, đối phương còn dẫn theo một đám người. Thuộc hạ lắc đầu. Lập tức triệu tập hộ vệ nhà họ Liễu. Mau! Liễu Thành kêu to. Mà trong sân nhà họ Liễu, Diệp Phàm dẫn theo đồ phu, Bách Hợp và một nhóm người Bách Hoa Lâu xuất hiện ở đây. Các người là ai? Liễu Thành dẫn theo trăm hộ vệ nhà họ Liễu đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Người sắp chết, không cần phải biết tôi là ai. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sao cậu lại muốn diệt nhà họ Liễu chúng tôi, nhà họ Liễu chúng tôi có thủ oán gì với cậu? Liễu Thành nhướng mày nhìn Diệp Phàm. Muốn trách thì trách con gái ông đi. Cô ta với tôi là kẻ thù, nên tôi chỉ có thể diệt cả nhà họ Liễu các người mà thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Như thì, nghe thấy lời Diệp Phàm nói, Liễu Thành biến sắc. Giết! Diệp Phàm không nhiều lời, trực tiếp quát. Nếu hắn và Liễu Như thì có thủ oán, vậy nhà họ Liễu cũng không thể tha. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Lúc này người của Bách Hoa Lâu lập tức xông về phía người nhà họ Liễu. Tuy nhà họ Liễu là một trong ba gia tộc hào môn, nhưng thực lực so với nhà họ Trình cũng ngang nhau, sao có thể chống đỡ nổi các cao thủ của Bách Hoa Lâu. Chưa đến 10 phút, trên dưới nhà họ Liễu đều bị giết chết. Báo, bên ngoài có gần vạn người đang bao vây chúng ta. Lúc này, một thành viên của Bách Hoa Lâu đi tới trước mặt Bách Hợp nói. Thiếu chủ, hẳn là người của Tam Bang Tứ Môn Lục Tộc đến. Bách Hợp nhìn Diệp Phàm nói. Đi. Đi xem thử. Diệp Phàm ra ngoài. Bên ngoài nhà họ Liễu có hơn 10.000 người tụ tập, trang phục bất đồng, trong tay cầm vũ khí, tỏa ra sát khí khủng bố. 13 người đứng phía trước này. Đều là người đứng đầu của Tam Bang Tứ Môn Lục Tộc. Diệp Phàm ra ngoài, liếc mắt qua đám người một cái, bầy trận cũng đủ lớn đó. Cậu là Diệp Phàm. Một người đàn ông là một trong 13 người đứng đầu nhìn Diệp Phàm kêu lên. Kim Thiên Sư phái các người tới. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Dám đối đầu với Thiên Sư, tiểu tử này gan không nhỏ nha. Người đàn ông kia hừ lạnh nói. Tên Thiên Sư chó má kia sao không đến vậy? Phái các người đến đây tìm chết sao? Diệp Phàm nói. To gan, dám bất kính với Thiên Sư. Các huynh đệ, giết hắn. Người đứng đầu 13 thế lực phẫn nộ quát. Bảo vệ thiếu chủ. Bách Hợp kêu lên. Hơn ngàn cao thủ Bách Hoa Lâu đứng chắn trước mặt Diệp Phàm. Bách Hợp tiểu thư, chuyện này tốt nhất cô đừng nên xen vào. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Một người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ, cả người tỏa ra sát khí lạnh lùng xuất hiện, nhìn chằm chằm Bách Hợp. Ông là ai? Bách Hợp quét mắt về phía đối phương. Thiên sư muốn gặp đến Bách Hợp tiểu thư, đặc biệt phái tôi đến đón Bách Hợp tiểu thư. Người mặc đồ đen lạnh nhạt nói. Người này chính là ám minh của Kim Thiên Sư. Cảm ơn ý tốt của Kim Thiên Sư, nhưng hôm nay e là không đi được rồi. Bách Hợp nhẹ giọng nói. Người mà Thiên Sư muốn, đi hay không không phải do cô quyết. Ám minh lạnh lùng nói, cơ thể khẽ động, hóa thành một làn xương đen, lao về phía Bách Hợp. Ngay trước khi ám minh lao tới trước mặt Bách Hợp, Diệp Phàm tung ra một trường, đánh bay hắn ta ra ngoài. Ám minh ngã lăn ra đất hộc máu. Đại nhân, ám vệ xuất hiện, đỡ ám minh dậy. Người của tôi, không đến lượt các người động vào. Diệp Phàm khinh thường nói. Giết cho ta. Giết hắn. Ám minh mặt lạnh như băng hét lên. Giết. Thủ lĩnh Tam Bang Tứ Môn Lục Tộc đồng loạt hét lên. 13 thế lực lớn, gần 10.000 người trực tiếp lao về phía Diệp Phàm. Ai dám động vào thiếu chủ, giết không tha. Trong không gian truyền đến tiếng hét tràn ngập ý sát phạt. Giết, 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 cùng với tiếng hét này. Từng tiếng va chạm đỉnh tai nhức óc truyền khắp, bốn phương. Giết, giết, giết. Khi gần vạn người của 13 thế lực lớn chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm, một giọng nói sát phạt vang lên. Giọng nói này to như sấm, vang vọng khắp thành phố Hoài. Nhóm người Diệp Phàm nhìn về phía đó, chỉ thấy cách đó không xa, mấy ngàn bóng người mặc trang phục thống nhất, tay cầm dao sắc bén đi tới. Trang phục trên người họ đều thêu hai chữ Thiên Sách. Một đám người tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ, vẻ mặt lạnh lùng, khiến cho người ta có cảm giác bị áp chế. Mà bọn họ chính là Thiên Sách Vệ, một lực lượng rất mạnh trong quân Thiên Sách. Người dẫn đầu là Mộ Bạch, quân đoàn trưởng số 3 của quân Thiên Sách, mặc áo trắng, trong tay cầm trường kiếm trắng, thống lĩnh 3.000 quân Thiên Sách Vệ tiến đến.
là Mộ Bạch. Đồ Phu nhìn thấy Mộ Bạch xuất hiện, vội vàng kêu lên. Mộ Bạch, quân đoàn trưởng số 3 của quân Thiên Sách. Diệp Phàm nghe thấy lời Đồ Phu nói, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Đồ Phu. Những người khác có mặt trực tiếp bị sự xuất hiện của 3.000 quân Thiên Sách vệ làm cho chấn động. Giết! Mộ Bạch nhìn người của Tam Bang Tứ Môn Lục Tộc, trực tiếp hét lên. Ông ra lệnh một tiếng, 3.000 Thiên Sách vệ như mũi tên rời cung, bắn thẳng về phía người của 13 thế lực lớn. Bọn họ vừa xông tới trước mặt người của Tam Bang Ứ Môn Lục Tộc, liền vung lưỡi dao sắc bén trong tay. 3.000 cái đầu rơi xuống đất, máu bắn tung tóe. 3.000 thi thể, trực tiếp ngã vào vũng máu. Chỉ một chiêu, lưu loát, quyết đoán, trật tự, như thể đã được huấn luyện rất nhiều lần. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, Mộ Bạch thống lĩnh 3.000 Thiên Sách vệ lao vào chém giết người của Tam Bang Tứ Môn Lục Tộc. Tuy rằng Thiên Sách vệ chỉ có 3.000, mà Tam Bang Tứ Môn Lục Tộc lại gần vạn người. Nhưng khi bọn họ đánh nhau, 3.000 Thiên Sách vệ như thể mãnh hổ ra khỏi lồng, khí thế không thể ngăn cản. Mà người của Tam Bang Tứ Môn Lục Tộc như thể lập tức hóa thành cừu, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Nhất thời, 13 thế lực lớn thương vong nghiêm trọng, những người dẫn đầu đều bị dọa sợ ngây ngốc. Cảnh tượng này không chỉ dọa sợ những người đứng đầu của 13 thế lực, càng dọa sợ những người đến xem chiến là Lâm Hải, người phụ trách sở tuần tra quận Hoài Giang và Cung Kiếm, người đứng đầu phân điện Long Vương Điện ở quận Hoài Giang hơn. Họ đều bị Thiên Sách vệ làm cho chấn động. Đó không phải là quân đoàn trưởng số 3, Mộ Bạch sao? Những người bên cạnh ông ấy chẳng lẽ là Thiên Sách vệ trong truyền thuyết? Sao Mộ Bạch và Thiên Sách vệ lại xuất hiện ở đây? Lúc này, Lâm Hải, người phụ trách sở tuần tra nhận ra Mộ Bạch, lộ ra ánh mắt không dám tin, khiếp sợ nói. Mười mấy năm không lộ diện, bây giờ lại xuất hiện ở đây, quả thực khiến người ta phải sợ. Người đó có quan hệ gì với quân Thiên Sách, lại khiến quân đoàn trưởng số 3 của quân Thiên Sách thống lĩnh Thiên Sách vệ đến giúp đỡ? Lâm Hải quét mắt về phía Diệp Phàm, án mắt lóe lên. Bên ngoài nhà họ Liễu, không đến 3 phút sau. Người của 13 thế lực tổn thất trầm trọng, gần vạn người bị giết chỉ còn lại hơn 1.000 người. Mà hơn 1.000 người này bị Thiên Sách vệ dọa sợ, đến cả vũ khí cũng không cầm nổi, cả người run rẩy. Còn Thiên Sách vệ, chém giết đến hiện tại, không tổn thất một người nào, thậm chí còn không có ai bị thương. Chiến lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Ám Minh đại nhân, bây giờ phải làm sao đây? Người đứng đầu 13 thế lực thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn về phía Ám Minh bị Diệp Phàm đả thương. Lui, vẻ mặt Ám Minh ngưng trọng, trầm giọng nói. Lúc này bọn họ chỉ đành phải rút lui. Kết quả Mộ Bạch phung ra một kiếm, đánh lui bọn họ, hơn nữa còn chặn trước mặt bọn họ. Lúc này, 3.000 Thiên Sách vệ đã giết hết hơn 1.000 người còn lại của Tam Bang Tứ Môn Lục Tộc, trực tiếp bao vây người đứng đầu 13 thế lực, Ám Minh, còn có đám ám vệ kia. Các người tưởng các người có thể thoát được sao? Mộ Bạch lạnh lùng nói. Chúng tôi là người của Kim Thiên Sư, các người muốn trở thành kẻ thù của Kim Thiên Sư sao? Ám Minh lạnh lùng nói. Hôm nay, dù là Kim Thiên Sư cũng phải chết. Sáu Mộ Bạch lạnh nhạt nói. Dừng tay. Lúc này, mấy ngàn chiến sĩ tay cầm vũ khí xông tới, là quân quận vệ của quận Hoài Giang. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, chính là quận trưởng quận Hoài Giang, Tăng Hoài. Quận trưởng, cuối cùng ông cũng đến rồi, mau bắt hết bọn chúng đi. Người đứng đầu 13 thế lực thấy Tăng Hoài xuất hiện, kích động kêu lên. Các người là ai? Sao lại dám đại khai sát giới ở thành phố Hoài? Tăng Hoài nhìn Thiên Sách vệ, vẻ mặt uy nghiêm quát. Vũ khí trong tay quân quận vệ trực tiếp nhắm vào Thiên Sách vệ. Quân trưởng số 3 quân Thiên Sách, Mộ Bạch. Mộ Bạch đi đến trước mặt Tăng Hoài, trực tiếp lấy chứng minh thư của mình ra chứng minh. Sau khi Tăng Hoài biết được thân phận của Mộ Bạch, biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ông ta không ngờ nhóm người này lại là người của quân Thiên Sách, hơn nữa dẫn đầu còn là một vị quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách. Mà quân đoàn trưởng này còn có quân hàm 2 sao, thân phận thậm chí còn cao hơn chức vị quận trưởng của ông ta. Hạ quan quận trưởng quận Hoài Giang Tăng Hoài tham kiến quân đoàn trưởng Mộ. Tăng Hoài trực tiếp cung kính chào hỏi Mộ Bạch một tiếng. Quân đoàn trưởng. Đám người Ám Minh nghe Tăng Hoài gọi vậy, đều cả kinh. Quận trưởng Tăng, đám người này muốn giết người, ông không đến,
bây giờ chúng tôi đến rồi, các người lại xuất hiện, đúng lúc thật. Mộ Bạch nhìn Tăng Hoài, lạnh lùng nói. Tăng Hoài biến sắc, khom người nói, quân đoàn trưởng Mộ, tôi. Được rồi, tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa. Nếu ông còn muốn giữ chức vị của mình thì lập tức dẫn đám người này cút đi. Mộ Bạch quát. Được. Tăng Hoài vội vàng gật đầu, dẫn quân quận vệ rút lui. Quận trưởng Tăng, người dẫn đầu 13 thế lực thấy người của Tăng Hoài rút lui, liên tục kêu lên, nhưng Tăng Hoài cũng không quay đầu, trực tiếp biến mất khỏi đó. Hôm nay không ai có thể cứu được các người. Giết. Mộ Bạch liếc nhìn đám người đó một cái, lạnh lùng nói. Lúc này Thiên Sách vệ trực tiếp ra tay, chém giết về phía người dẫn đầu của 13 thế lực và nhóm người của Ám Minh. Người đứng đầu 13 thế lực bị giết trong nháy mắt, còn Ám Vệ cũng chết thảm, mà Ám Minh đánh đuổi hai người Thiên Sách vệ, nhân cơ hội bỏ trốn. Chỉ là Ám Minh vừa chạy được mấy bước, ngực đã bắn máu tung tóe, một thanh trường kiếm đâm xuyên từ sau lưng. Mà chủ nhân của thanh kiếm này là Mộ Bạch. Mộ Bạch rút trường kiếm, máu tươi lại bắn ra. Ám Minh mở to mắt, trực tiếp ngã xuống. Sau khi giải quyết xong đám người này, Mộ Bạch đi về phía Diệp Phàm và Đồ Phu. Mộ Bạch, đến đúng lúc lắm. Đồ Phu nhìn Mộ Bạch cười nói. Đồ Phu, đã lâu không gặp. Mộ Bạch nhìn thấy Đồ Phu, hai anh em trực tiếp ôm một cái. Mộ Bạch, vị này là đệ tử của quân chủ, Diệp Phàm. Đồ Phu chỉ vào Diệp Phàm, giới thiệu. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm, quỳ xuống kêu lên. Quân đoàn trưởng số 3 của quân Thiên Sách tham kiến thiếu quân chủ. Tham kiến thiếu quân chủ. 3.000 Thiên Sách vệ đồng loạt quỳ xuống với Diệp Phàm. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phàm như thể nhìn thấy chiến thần Thiên Sách vậy. Thiếu quân chủ. Chẳng lẽ hắn là... Lúc này, Lâm Hải và Cung Kiếm sắc mặt thay đổi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Mà Bách Hợp nhìn Diệp Phàm, cũng cả kinh. Lời nói tối qua của Đồ Phu khiến cô ta có vài suy đoán. Nhưng không ngờ Diệp Phàm thật sự có quan hệ với quân Thiên Sách, còn là thiếu quân chủ. Vị thiếu chủ này không đơn giản. Quân đoàn trưởng Mộ Bạch, mau đứng dậy đi, đứng dậy hết đi. Diệp Phàm nói. Mộ Bạch và Thiên Sách vệ đều đứng lên. Quân đoàn trưởng Đồ Phu, là ông liên hệ với quân Thiên Sách sao? Diệp Phàm nhìn về phía Đồ Phu. Mong thiếu quân chủ bỏ qua, tôi cũng chỉ lo Kim Thiên Sư sẽ làm thiếu quân chủ bị thương. Vì vậy tối qua đã liên lạc với Mộ Bạch. Đồ Phu cúi người nói với Diệp Phàm. Không sao. Diệp Phàm thản nhiên nói. Thiếu quân chủ, chúng tôi vẫn luôn hy vọng quân chủ có thể trở về quân Thiên Sách. Mười mấy năm qua, quân chủ không có tin tức gì, không ngờ bây giờ thiếu quân chủ xuất hiện, xem ra là ông trời phù hộ quân Thiên Sách ta. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm, kích động nói. Lục sư phụ vì một vài nguyên nhân nên mới không xuất hiện. Hy vọng mọi người không trách ông ấy. Diệp Phàm giải thích. Chúng tôi chưa từng trách quân chủ. Mộ Bạch lắc đầu. Tôi cũng có hiểu biết tình hình hiện giờ của quân Thiên Sách. Mọi người yên tâm, chỉ cần tôi ở đây, ba chữ quân Thiên Sách sẽ vẫn tồn tại, không ai có thể thay thế được. Diệp Phàm cam đoan. Tôi tin tưởng thiếu quân chủ. Mộ Bạch nói. Đúng rồi, bọn họ là Thiên Sách vệ sao? Diệp Phàm quét mắt về phía 3.000 Thiên Sách vệ. Đúng vậy, thiếu quân chủ. Mộ Bạch gật đầu. Trước đây Lục sư phụ thường xuyên nhắc tới Thiên Sách vệ lợi hại thế nào, hôm nay chứng kiến, quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Diệp Phàm nhìn Thiên Sách vệ, gật gật đầu. Thiếu quân chủ, kế tiếp ngài định làm thế nào? Lúc này, Đồ Phu nhìn Diệp Phàm. Nếu hôm nay Kim Thiên Sư không đến tìm tôi, vậy chúng ta đi tìm ông ta đi. Bách Hợp, cô biết chỗ ở của Kim Thiên Sư chứ? Biết. Kim Thiên Sư vẫn luôn ở trong biệt thự Kim Sơn của ông ta. Bách Hợp trầm giọng nói. Vậy đến biệt thự Kim Sơn thử xem. Nhưng mà trước khi đi, còn có chuyện phải bàn. Diệp Phàm nói xong, quét mắt về phía xa, mấy người đang núp trong bóng tối, không định ra mặt một chút sao. Lúc này đám người Mộ Bạch, Đồ Phu cũng đảo mắt qua. Lâm Hải và Cung Kiếm dẫn người bước ra. Bọn họ đầu tiên là liếc nhìn đối phương. Sau đó đi về phía Diệp Phàm. Lâm Hải, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Hoài Giang, tham kiến thiếu quân chủ quân Thiên Sách. Lâm Hải cung kính với Diệp Phàm. Người đứng đầu Long Vương Điện phân điện quận Hoài Giang tham kiến thiếu quân chủ quân Thiên Sách. Cung Kiếm chắp tay nói với Diệp Phàm. Về chuyện thân phận của tôi không hy vọng có quá nhiều người biết.
hiểu chưa? Diệp Phàm nhìn Lâm Hải, lạnh lùng nói. Lâm Hải lập tức cảm nhận hơi thở lạnh lùng bao phủ mình, biến sắc, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Vâng. Lâm Hải gật đầu. Đúng lúc lắm, ông phụ trách thu dọn đống thi thể này đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Khóe miệng Lâm Hải giật giật, mặt đầy hắc tuyến. Ông ta đường đường là người đứng đầu của một phân bộ sở tuần tra ở quận, vậy mà lại trở thành người nhặt xác, chuyện này thật sự rất mất mặt. Nhưng hơi thở vừa rồi của Diệp Phàm khiến Lâm Hải không dám nói thêm lời nào. Còn ông, xử lý xong Kim Thiên Sư sẽ đến tìm ông sau. Diệp Phàm lại quét mắt về phía cung kiếm, sau đó liền đi về phía biệt thự Kim Sơn. Tìm tôi. Cung kiếm nghe Diệp Phàm nói vậy thì sửng sốt, không biết thiếu quân chủ của quân Thiên Sách tìm mình làm gì. Lâm đại nhân, ông nói xem, quân Thiên Sách có thể tiêu diệt Kim Thiên Sư không? Cung kiếm nhìn Lâm Hải nói. Không biết. Lâm Hải lắc đầu. Nếu là người khác, ông ta nhất định sẽ cảm thấy không thể nào tiêu diệt được Kim Thiên Sư. Nhưng hiện giờ quân đoàn trưởng quân Thiên Sách và Thiên Sách vệ ra tay, vậy thì chưa chắc. Dù sao quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách cũng bước ra từ biển máu, hơn nữa trong quân Thiên Sách ngoại trừ sự tồn tại tối cao của chiến thần Thiên Sách, bọn họ còn có chiến lực mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Thiên Sách vệ, chiến lực càng không cần phải bàn. Ông không định đi xem sao? Cung kiếm mỉm cười, đi về phía biệt thự Kim Sơn, ánh mắt Lâm Hải ngưng lại, cũng đi theo. Đương nhiên bọn họ đều muốn biết, Kim Thiên Sư và quân Thiên Sách, cuối cùng ai thắng ai thua. Biệt thự Kim Sơn. Nhóm người Diệp Phàm đi tới nơi này. Ra tay đi, không được để bất kỳ ai chạy thoát. Mộ Bạch trực tiếp kêu lên. 3000 quân Thiên Sách vệ trực tiếp lao về phía biệt thự Kim Sơn. Các người là ai, dám xông vào biệt thự Kim Sơn? Thị vệ trong biệt thự lao ra, chiến đấu với Thiên Sách vệ. Tuy thực lực của những người này mạnh, nhưng so với Thiên Sách vệ thì còn kém xa. Trong nháy mắt, thủ vệ của biệt thự Kim Sơn đều bị giết từng người một. 4 người phụ nữ mặc đồ đen lao ra, trong tay cầm trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng quát, dám quấy rầy Thiên Sư nghỉ ngơi, tìm chết. Bọn họ nói xong liền lao về phía Thiên Sách vệ mà chém giết. Mà thực lực của bọn họ đều đạt tới huyền cảnh. 4 cao thủ huyền cảnh vừa ra tay, mang lại cảm giác áp bức rất lớn cho Thiên Sách vệ. Vụt. Đột nhiên, một tiếng xé gió chói tai truyền đến. Một bạch phung một kiếm, lóe lên thành một tia sáng trắng, lao vào đánh nhau với bọn họ, tiếng kiếm va chạm không ngừng vang lên. 4 người phụ nữ kia bị đánh cho liên tục lùi về sau, kêu lên đau đớn, khóe miệng rướm máu tươi. Bảo Kim Thiên Sư kia lăn ra đây. Mộ Bạch lạnh lùng quát. Mà 4 người phụ nữ kia vẫn tiếp tục công kích Mộ Bạch. Mộ Bạch không chút lưu tình. Thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh to lớn, lập tức lao ra. Giây tiếp theo, Mộ Bạch xuất hiện phía sau 4 người phụ nữ kia. Mà trên cổ bọn họ lần lượt bắn ra một vệt máu. Bọn họ trừng to mắt, trực tiếp ngã xuống đất, tắt thở tại chỗ. Một kiếm của Mộ Bạch, một giây giết chết 4 cao thủ huyền cảnh. Mộ Bạch, kiếm của ông vẫn nhanh như trước ha. Đồ Phu cười nói. Hảo kiếm. Diệp Phàm vỗ tay tán thưởng. Dám giết tỷ nữ của ta, muốn chết sao? Đột nhiên, trong biệt thự truyền ra tiếng quát lạnh lùng, một cơn gió đáng sợ thổi ra. Một người đàn ông tóc tai bù xù, chỉ mặc một bộ trường bào màu đen lao ra, tung một trường về phía Mộ Bạch. Mộ Bạch sắc mặt ngưng trọng, vung kiếm ngăn lại. Một trường vung ra, kiếm Mộ Bạch bị đánh văng, vang lên tiếng động trầm đục. Thân thể Mộ Bạch cũng bị đẩy lui, run lên, máu huyết sôi trào, kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này, người đàn ông kia đáp xuống đất, phất ống tay áo, vẻ mặt lạnh lùng, có cảm giác vô pháp vô thiên. Ông chính là Kim Thiên Sư. Diệp Phàm nhìn người đàn ông, lên tiếng. Cậu chính là Diệp Phàm đó sao? Tên nhóc này, bổn Thiên Sư đúng là đã quá khinh thường cậu rồi, nhiều người như vậy cũng không giết được cậu. Kim Thiên Sư nhìn Diệp Phàm, nói. Chỉ dựa vào đám phế vật kia cũng muốn giết tôi, ông cũng quá ngây thơ rồi. Diệp Phàm khinh thường nói. Không sao, bọn họ không giết được cậu, hôm nay bổn Thiên Sư tiến cậu một đoạn. Kim Thiên Sư nhìn Diệp Phàm, cười lạnh lùng, hai mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. Ngay sau đó, Kim Thiên Sư vung tay lên, lao về phía Diệp Phàm với tốc độ cực nhanh. Mà gã vừa ra tay, sức mạnh bộc phát ra lên đến cực điểm.
Cẩn thận, thiếu quân chủ. Mộ Bạch và Đồ Phù biến sắc, đồng loạt kêu lên với Diệp Phàm. Ầm. Diệp Phàm nhìn Kim Thiên Sư lao đến, ngược lại vô cùng bình tĩnh, tung ra một chưởng về phía Kim Thiên Sư. Cùng với một tiếng nổ, Kim Thiên Sư trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề ngã trên đất hộc máu. Lúc này, Mộ Bạch, Đồ Phu, Bách Hợp cùng với Cung Kiếm và Lâm Hải vừa mới tới đều hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc đến ngây người. Kim Thiên Sư xưng bá cả quận Hoài Giang không có đối thủ vậy mà lại bị Diệp Phàm một chiêu hạ rồi. Không phải đang nằm mơ đó chứ? Lúc này, Lâm Hải và Cung Kiếm thậm chí nghi ngờ vị kia có phải là Kim Thiên Sư thật hay không. Nhưng trước kia bọn họ đã từng gặp Kim Thiên Sư, xác định đối phương thật sự chính là Kim Thiên Sư. Nhưng kết quả này bọn họ ngàn vạn lần không ngờ được. Cho dù đoán Kim Thiên Sư có thể sẽ thua, nhưng cũng là thua dưới tay Thiên Sách Vệ và Mộ Bạch, lại không ngờ đối phương bị thiếu quân chủ của quân Thiên Sách hạ gục trong một chiêu. Điều này khiến người ta không dám tin. Khụ khụ khụ. Kim Thiên Sư nằm trên đất hộc máu, ho khan, hai mắt mở to, không dám tin nhìn Diệp Phàm. Đây là thực lực của ông sao? Chỉ có vậy còn dám tự xưng Thiên Sư, ai cho ông dũng khí đó vậy? Diệp Phàm đi về phía Kim Thiên Sư, khinh thường nói. Tiểu tử, xem ra bổn Thiên Sư thật sự đã xem thường cậu rồi. Nhưng dù thế nào hôm nay cậu cũng phải chết. Kim Thiên Sư đứng dậy, hai mắt dán chặt vào Diệp Phàm. Gã niệm chú, hai tay đột nhiên vung lên. Giây tiếp theo, trong lòng bàn tay Kim Thiên Sư bốc lên một ngọn lửa, tản ra khí cực nóng. Đám người Mộ Bạch thấy cảnh tượng này, đều sửng sốt. Đây là chiêu thức gì vậy? Cung Kiếm kinh ngạc nói. Đây chẳng lẽ là... Lâm Hải nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên nghĩ tới gì đó, kinh ngạc nói. Thuật pháp. Hóa ra là thuật sĩ, chẳng trách lại tự xưng Thiên Sư. Diệp Phàm thấy chiêu này của Kim Thiên Sư, cười lạnh một tiếng. Thuật sĩ, cũng là một loại võ giả. Nhưng khác với chiêu thức luyện tâm pháp của võ giả, thuật sĩ có thần lực mạnh mẽ, có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên trong trời đất, tạo thành thuật pháp, tiến hành công kích, giống như Mao Sơn đạo sĩ trên phim truyền hình vậy. Đó chính là thuật sĩ. Nhưng muốn trở thành thuật sĩ cực kỳ khó khăn, trong số trăm ngàn võ giả cũng chưa chắc sinh ra một vị thuật sĩ. Nhưng một khi trở thành thuật sĩ, sẽ có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng thuật sĩ rất hiếm thấy, bởi vậy không bao nhiêu người biết được sự tồn tại của thuật sĩ. Cho nên thuật sĩ thường bởi vì có thuật pháp thần bí, sẽ được người ngoài ca tụng là thiên sư, cực kỳ tôn kính. Mà Kim Thiên Sư là một thuật sĩ, cho nên mới đáng sợ như vậy. Đối với thuật sĩ, Diệp Phàm cũng là biết được từ miệng của Tam Sư Phụ. Quỷ Cốc Nhất Mạch, ngoài trừ nghiên cứu y thuật, còn nghiên cứu rất sâu về thuật pháp. Quỷ Cốc từng sinh ra rất nhiều thuật sĩ đáng sợ. Theo lời Tam Sư Phụ nói, thuật sĩ mạnh mẽ thật sự, chỉ cần phất tay một cái là có thể hô mưa gọi gió, thậm chí là dẫn động sấm sét, đáng sợ vô cùng. Mà Kim Thiên Sư này, thực lực còn kém xa thuật sĩ chân chính. Tiểu tử, đi chết đi. Kim Thiên Sư nhìn Diệp Phàm, gầm lên một tiếng. Gã vung hai tay, ngọn trong tay biến thành một quả cầu lửa, bay về phía Diệp Phàm. Uy lực của quả cầu lửa này có thể so sánh với một viên đạn, cực kỳ mạnh. Mộ Bạch và Đồ Phu cùng Bách Hợp đều lộ ra vẻ lo lắng. Ầm, Diệp Phàm tung chưởng, khiến cho quả cầu lửa nổ tung, đốn lửa văng khắp nơi, lại không tổn thương hắn chút nào. Cậu, thấy cảnh tượng này, Kim Thiên Sư trừng to mắt. Không đợi gã nói hết câu, Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt, đấm một quyền, xuyên qua lồng ngực gã, tim trực tiếp bị đánh nổ tung. Kim Thiên Sư phun ra một ngụm máu tươi, trừng to hai mắt nhìn Diệp Phàm, tràn đầy sự không cam tâm. Diệp Phàm đớ một cái, Kim Thiên Sư trực tiếp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, vị vua xưng bá quận Hoài Giang mấy năm đã bị Diệp Phàm giết chết. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần, hít từng ngụm khí lạnh. Thiếu quân chủ thật đáng sợ. Đồ Phu rung động nói. Đệ tử của quân chủ sao có thể kém được, hơn nữa vừa rồi thiếu quân chủ gọi quân chủ là Lục sư phụ, chứng tỏ thiếu quân chủ vẫn còn nhiều vị sư phụ khác, xếp phía trước quân chủ. Có được nhiều sư phụ đáng sợ như vậy, sức mạnh của thiếu quân chủ đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mộ Bạch nghiêm túc nói. Lúc này, Bách Hợp đi tới trước mặt Diệp Phàm, lấy ra một cái khăn tay chi kỷ lau bàn tay dính máu của hắn. Thật đáng sợ.
Lâm Hải và Cung Kiếm đồng thanh. Đi xem người phụ nữ họ Liễu kia còn trong biệt thự không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Vâng. Bách Hợp gật đầu, dẫn theo người nhảy vào biệt thự lục soát. Sau một lúc lâu, Bách Hợp đi ra nói, thiếu chủ, người phụ nữ kia trước đây thật sự ở biệt thự Kim Sơn, nhưng đã chạy trốn bằng đường cửa sổ rồi, tôi đã phái người đuổi theo. Người phụ nữ này đúng là có chút bản lĩnh đó. Tiếp tục đuổi theo, đồng thời tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Liễu và Kim Thiên Sư, không có hai chỗ dựa vững chắc này, tôi muốn xem thử một người phụ nữ trói gà không chặt như cô ta có thể đi đâu được. Vâng, thiếu chủ. Bách Hợp gật đầu. Sau đó, bọn họ rời khỏi biệt thự Kim Sơn. Mà bên trong phân điện Long Vương Điện quận Hoài Giang, Diệp Phàm xuất hiện ở đây. Không biết thiếu quân chủ tìm tôi có chuyện gì. Cung Kiếm nhìn Diệp Phàm thăm dò. Diệp Phàm trực tiếp lấy Long Vương ban chỉ ra. Cung Kiếm nhìn thấy Long Vương ban chỉ, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt khiếp sợ. Long Vương ban chỉ. Sao ngài lại có Long Vương ban chỉ? Cung Kiếm không dám tin nhìn Diệp Phàm. Điện chủ Long Vương Điện là ngũ sư phụ của tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Cung Kiếm chấn động, cơ thể run rẩy, nhìn Diệp Phàm. Người này vậy mà lại là đệ tử của lão điện chủ. Cung Kiếm lập tức quỳ trước mặt Diệp Phàm, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Đứng lên đi. Diệp Phàm nói. Cung Kiếm lập tức đứng lên, trán toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt kính sợ nhìn Diệp Phàm. Cung Kiếm không ngờ, người này không chỉ là thiếu quân chủ của Quân Thiên Sách, còn là đệ tử của lão điện chủ. Điều này khiến người ta chấn kinh. Thuộc hạ không biết thiếu chủ đến đây nên lúc trước tiếp đón không được chu đáo, kính mong thiếu chủ thứ tội. Cung Kiếm vừa nói vừa ôm quyền với Diệp Phàm. Nghe nói cấp cao của Điện Long Vương đều đang tranh giành vị trí Long Vương, ông suy nghĩ thế nào? Diệp Phàm nhìn Cung Kiếm, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Cung Kiếm lập tức thay đổi, ông ta vội vàng nói, thuộc hạ sẽ luôn trung thành với điện chủ, nếu bây giờ lão điện chủ đã ban nhẫn Long Vương cho thiếu chủ, vậy thiếu chủ chính là chủ nhân mới của Điện Long Vương, thuộc hạ thề sẽ liều mạng ủng hộ thiếu chủ. Nhớ kỹ những gì ông vừa nói. Về chuyện ngày hôm nay tôi xuất hiện, tôi không muốn bất cứ ai khác biết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thuộc hạ hiểu. Không biết thiếu chủ cần thuộc hạ làm gì. Cung Kiếm nói. Chờ tin tức của tôi. Diệp Phàm nói một câu rồi trực tiếp rời đi. Phù. Sau khi Diệp Phàm rời đi, Cung Kiếm thở ra một hơi, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thiếu chủ trở về vào lúc này, xem ra Điện Long Vương sắp trình diễn một vở kịch lớn rồi. Cung Kiếm tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tin tức nhà họ Liễu và ba đảng, bốn môn phái, sáu gia tộc cũng như Kim Thiên Sư bị tiêu diệt đã lan truyền khắp thành phố Hòa và thậm chí toàn bộ quận Hoài Giang. Trong chốc lát, quận Hoài Giang vô cùng chấn động. Thống lĩnh quận Hoài Giang, có thể nói là cấm kỵ Kim Thiên Sư lại có thể bị tiêu diệt. Điều này sao có thể? Vô số người ở quận Hoài Giang đều cảm thấy khó tin vào sự thật này. Những gì Kim Thiên Sư thể hiện lúc trước thật sự quá đáng sợ, để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với tất cả thế lực ở quận Hoài Giang, kết quả là đối phương đột nhiên chết làm bọn họ khó có thể chấp nhận được. Chẳng mấy chốc, tất cả thế lực ở quận Hoài Giang đều đang điều tra xem rốt cuộc là ai lại có năng lực giết chết Kim Thiên Sư. Nhưng không ai có thể tìm ra chi tiết cụ thể. Giờ phút này, Diệp Phàm người gây ra chấn động toàn quận Hoài Giang đang đi trên đường phố của thành phố Hoài. Đột nhiên một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai hắn. Thật sự là anh. Theo giọng nói này truyền đến, một mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi hắn. Một người phụ nữ đeo kính râm và khẩu trang xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, mang theo sự ngạc nhiên và hưng phấn. Cô là, Diệp Phàm nhìn đối phương. Là tôi đây. Tô Nhược Tuyết tháo kính và khẩu trang xuống nhìn Diệp Phàm. Là ai? Diệp Phàm nhìn Tô Nhược Tuyết với ánh mắt chấp chấp. Tôi đúng là may mắn, vừa mới ra đường đã đụng phải anh. Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm mỉm cười nói. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm nhìn đối phương hỏi. Đến bây giờ mà anh còn không biết tôi sao? Tô Nhược Tuyết lại hỏi. Tôi không biết. Diệp Phàm trả lời rất nghiêm túc. Đột nhiên, Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt chán nản và buồn bực. Anh có phải trở từ sao hỏa không vậy? Ngay cả tôi mà cũng không biết. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chỉ thấy một nhóm người áo đen xuất hiện trước mặt Tô Nhược Tuyết, nhìn cô với ánh mắt dữ tợn, hơn nữa bên hông bọn họ đều phình ra,
hiển nhiên đều mang theo vũ khí. Các người là ai? Tô Nhược Tuyết nhìn nhóm người này, sắc mặt thay đổi. Hôm qua không bắt được cô, hôm nay cô đừng hòng trốn thoát nữa. Nhóm người lạnh lùng quát. Rõ ràng bọn họ cùng một nhóm với nhóm người cướp máy bay ngày hôm qua. Nói xong, bọn họ muốn xông lên bắt Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết vội vàng trốn sau lưng Diệp Phàm, nắm chặt quần áo của hắn, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng. Thằng nhóc này, cút ngay. Nhóm người nhìn Diệp Phàm, không tử tế nói. Có thể nói chuyện tử tế không? Diệp Phàm bĩu môi. Muốn chết à? Ngay lập tức, nhóm người kia dứt khoát rút vũ khí ra muốn giết Diệp Phàm. Vù vù vù. Ngay khi Diệp Phàm vung tay lên, hơn 10 cây châm bạc bắn ra đâm xuyên qua thân thể của nhóm người này, bọn họ lần lượt ngã xuống đất, mắt trợn trừng. Bọn họ bị làm sao vậy? Tô Nhược Tuyết nhìn thấy vậy, kinh ngạc nói. Đã chết. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Tiểu thư. Nhược Tuyết. Hồ Tỷ và đội trưởng Hứa dẫn theo một nhóm người xuất hiện ở đây, vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Nhược Tuyết. Cậu là ai? Đội trưởng Hứa nhìn Diệp Phàm với ánh mắt cảnh giác và nói. Những cao thủ khác của nhà họ Tô đều đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đội trưởng Hứa, đừng hiểu lầm, anh ấy là người đã cứu tôi trên máy bay ngày hôm qua. Tô Nhược Tuyết vội vàng nói. Vậy nhóm người này? Đội trưởng Hứa nhìn nhóm người trên mặt đất, nghi hoặc nói. Bọn họ với đám cướp trên máy bay ngày hôm qua là cùng một hội, vừa rồi bọn họ muốn bắt tôi nhưng may là anh ấy lại cứu tôi một lần nữa. Tô Nhược Tuyết nói, con bé này, đã bảo em ở lại khách sạn rồi, kết quả em lại lẻn ra ngoài, lần này suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Nếu em xảy ra chuyện, chị làm sao có thể giải thích với ông và gia chủ đây? Chị Hồ nhìn Tô Nhược Tuyết, lo lắng nói. Xin lỗi chị Hồ, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Tô Nhược Tuyết le lưỡi. Tiểu thư, xin người lập tức trở về với chúng tôi đi. Đội trưởng Hứa nhìn Tô Nhược Tuyết nói. Được. Tô Nhược Tuyết gật đầu, ánh mắt quét về phía Diệp Phàm, anh tên là gì? Diệp Phàm. Diệp Phàm trả lời. Tôi tên là Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết nói, đột nhiên bước lên phía trước ôm lấy Diệp Phàm, thì thầm vài câu vào tai hắn. Lúc này, vẻ mặt chị Hồ và đội trưởng Hứa đều sửng sốt. Đằng kia hình như là đại minh tinh Tô Nhược Tuyết. Nhìn kìa, thật sự là Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết vậy mà đang ôm một người đàn ông. Đám đông xung quanh đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của Tô Nhược Tuyết, kinh ngạc thốt lên. Thậm chí có không ít người đã lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chụp ảnh Tô Nhược Tuyết và Diệp Phàm. Tô Nhược Tuyết cũng nhanh chóng buông Diệp Phàm ra, đeo khẩu trang lên nhìn Diệp Phàm, anh nhất định phải nhớ rõ tôi đó. Ngay sau đó, cô cùng chị Hồ và đội trưởng Hứa nhanh chóng rời đi. Đại minh tinh Tô Nhược Tuyết. Diệp Phàm lẩm bẩm. Lúc này điện thoại của Diệp Phàm đột nhiên reo lên. Ngay lúc hắn ấn nút trả lời, giọng nói của Xuân Lan truyền đến từ bên kia điện thoại, thiếu chủ, thiếu phu nhân bị tập kích rồi. Cái gì, sở sở thế nào rồi? Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi nói. Thiếu phu nhân hiện giờ không sao ạ? Xuân Lan nói. Tôi lập tức trở về ngay. Sắc mặt Diệp Phàm cứng đờ, vội vàng nói xong. Hắn lập tức quay trở về chỗ ở. Đám người Bách Hợp, Đồ Tể, Mộ Bạch, Đại Hổ Nhị Hổ đều ở đây. Bách Hợp, lập tức mua vé cho tôi phải lập tức trở về Thiên Hải. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, Bách Hợp gật đầu. Thiếu quân chủ, đã xảy ra chuyện gì? Đồ Phu và Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm hỏi. Vợ tôi bị người ta tập kích, tôi phải trở về ngay lập tức. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cái gì, thiếu phu nhân bị người ta tập kích? Ai lại to gan vậy? Đồ Phu khiếp sợ nói. Thiếu quân chủ, tôi sẽ dẫn theo quân Thiên Sách trở về với ngài. Dám tập kích cả thiếu phu nhân, vậy thì chính là địch nhân của quân Thiên Sách ta. Mộ Bạch lạnh lùng nói. Tôi cũng muốn đi. Đồ Phu nói. Quân đoàn trưởng Đồ Phu, ông ở lại đây liên lạc với những tư lệnh quân đoàn đã nghỉ hưu khác trước đi. Còn nữa, tôi sẽ kê cho ông một đơn thuốc. Ông có thể dựa theo đơn thuốc đó để bốc thuốc và chế thành nước tắm, có thể giúp ông khôi phục thực lực. Diệp Phàm nói với Đồ Phu. Được rồi. Đồ Phu gật đầu. Nửa giờ sau, Bạch Hợp dứt khoát thuê một chiếc chuyên cơ cho Diệp Phàm và những người khác, đặc biệt đưa nhóm người Diệp Phàm trở về Thiên Hải. Giờ phút này,
ở Thiên Hải, sóng ngầm cũng bắt đầu khởi động, sát khí tứ phía. Tập đoàn Đường Thị, Thiên Hải. Lúc này, một đám người đang bảo vệ ở đây, canh phòng nghiêm ngặt. Tất cả bọn họ đều là người của Bách Hoa Lâu. Rất nhanh, Diệp Phàm đã dẫn Đại Hổ, Nhị Hổ và Mộ Bạch cộng thêm 3.000 thiên sách vệ xuất hiện ở đây. Thiếu chủ, Hạ Trúc đứng ở đây, thấy Diệp Phàm trở về, vội vàng gọi. Bà xã tôi thế nào rồi? Diệp Phàm lập tức hỏi. Thiếu phu nhân đang ở trong phòng làm việc, không có gì đáng ngại. Hạ Trúc nói. Diệp Phàm đi thẳng về phía phòng làm việc ở trên tầng. Đại Hổ, Nhị Hổ và Mộ Bạch đều đi lên theo, còn tất cả thiên sách vệ thì ở lại dưới tầng. Lúc này, Đường Sở Sở đang ngồi trong phòng làm việc của cô, bên cạnh cô còn có một ông già, chính là ông già lúc trước muốn nhận cô làm đồ đệ kia, Xuân Lan cũng đứng ở đây. Bà xã. Lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra, Diệp Phàm xông thẳng vào. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở đứng dậy, nhìn Diệp Phàm gọi. Bà xã, em không sao chứ? Diệp Phàm ôm lấy Đường Sở Sở, nói. Em không sao. Đường Sở Sở lắc đầu. Xin lỗi thiếu chủ, là thuộc hạ không làm hết chức trách, không bảo vệ tốt cho thiếu phu nhân, khiến thiếu phu nhân hoảng sợ rồi. Xuân Lan cúi người với Diệp Phàm, nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh băng hỏi. Mấy tiếng trước, thiếu phu nhân vừa rời khỏi công ty, thì bị một đám người tập kích. Đông Mai và thành viên Bách Hoa Lâu liều chết ngăn chặn, kết quả lại không đánh lại, Đông Mai bị thương, người khác tất cả đều chết thảm. Xuân Lan nói. Cũng may Mặc Tiền Bối ra tay kịp lúc, nếu không chắc em đã bị đám người kia bắt đi rồi. Đường Sở Sở chỉ ông già kia nói. Là ông. Ánh mắt Diệp Phàm liếc nhìn về phía ông già kia. Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hôm nay lão phu đã cứu bà xã cậu một mạng, cậu muốn cảm ơn lão phu thế nào? Ông già này mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Sao ông lại đúng lúc bắt gặp Sở Sở có nguy hiểm? Không lẽ ông còn chưa từ bỏ suy nghĩ nhận bà xã tôi làm đồ đệ ư? Diệp Phàm nhìn ông già này, lạnh lùng hỏi. Lão phu chỉ là đúng lúc gặp đám người kia, nhận ra thân phận bọn họ không tầm thường, nên đi theo xem sao. Không ngờ người bọn họ muốn đối phó lại là cô Đường, nên lão phu ra tay giúp đỡ thôi. Ông già này thản nhiên nói. Cha rõ ràng thân phận của đám người kia chưa? Diệp Phàm nhìn Xuân Lan. Bọn họ là người của Hắc Kiếm Điện thế lực cấp A thế giới ngầm. Xuân Lan nói. Hắc Kiếm Điện. Tại sao bọn họ lại muốn đối phó Sở Sở? Diệp Phàm cau mày. Theo như chúng tôi điều tra, điện chủ Hắc Kiếm Điện chính là Ngô Thiên Kiếm lão tam nhà họ Ngô Quân Thiên Phủ. Xuân Lan nhìn Diệp Phàm nói. Là hắn ta, vậy hắn ta bắt Sở Sở chính là nhắm vào tôi rồi. Hắn ta là muốn trả thù cho nhà họ Ngô. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng vậy, mấy ngày trước, Hắc Kiếm Điện phát ra Hắc Kiếm lệnh, triệu tập thành viên của cả Hắc Kiếm Điện đến Thiên Hải. Bây giờ chắc bọn họ đã đến Thiên Hải hết rồi, chỉ là không tìm thấy thiếu chủ, nên mới ra tay với thiếu phu nhân. Xuân Lan trả lời. Tra ra điểm dừng chân của bọn họ, tôi muốn khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh băng quát, trong mắt lấp lóe sát ý ngút trời. Rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ phải chết. Dám động vào bà xã hắn, nhất định phải chết. Bách Hoa Lâu đã tra được điểm dừng chân của bọn họ rồi. Xuân Lan nói. Thiếu quân chủ, đám người này giao cho tôi đi, tôi sẽ giải quyết toàn bộ bọn họ không sót một ai. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm, nói. Không, tôi muốn chính tay giết chết điện chủ Hắc Kiếm Điện kia. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Lão già, bà xã tôi giao cho ông bảo vệ, nếu cô ấy có chuyện gì, vậy ông xong đời rồi. Diệp Phàm nhìn ông già kia nói một câu, để Đại Hổ Nhị Hổ ở lại, rồi dẫn Mộ Bạch rời khỏi nơi này. Tên này, xin người giúp đỡ còn thái độ này, đúng là tức chết ông già tôi rồi. Ông già kia bị lời nói của Diệp Phàm làm cho tức tới dựng râu trợn mắt. Với thực lực và thân phận của ông ta, có khi nào phải chịu loại ấm ức này? Nếu không phải ông ta không đánh lại tên nhóc này, thì chắc chắn ông ta sẽ đánh tên này một trận cho hả giận. Mặc Tiền Bối, ông đừng tức giận, anh Tiểu Phàm là như vậy, thực ra anh ấy không có ý xấu đâu. Ông đừng để bụng. Đường Sở Sở vội vàng nói với ông già này. Vẫn là cô nhóc này biết nói chuyện, cũng không biết cô nhìn trúng điểm nào của tên kia.
hay là ông già tôi giới thiệu mấy người tuấn tú tài giỏi cho cô, mặc dù thực lực không bằng tên nhóc kia, nhưng chắc chắn tính tình tốt hơn hắn. Ông già này nhìn Đường Sở Sở, vuốt râu nói. Tiền bối, trong lòng tôi mãi mãi đều chỉ có một mình anh Tiểu Phàm. Trên mặt Đường Sở Sở là biểu cảm kiên định. Cô nhóc này ngược lại có tình cảm đủ thắm thiết đối với hắn, nhưng mà phong cách làm việc của tên nhóc này cuồng ngạo như vậy, sợ rằng về sau sẽ bị một vố đau. Cây cao thì đón gió. Có lúc quá cuồng ngạo không phải một chuyện tốt. Ông già này lắc đầu. Ở bên khác, Diệp Phàm và Mộ Bạch dẫn đầu Thiên Sách Vệ trực tiếp đến điểm dừng chân của Hắc Kiếm Điện. Ngô Thiên Kiếm lạnh mặt đứng ở điểm dừng chân của Hắc Kiếm Điện, nhìn thuộc hạ quát, vô dụng, ngay cả một người phụ nữ cũng không bắt được. Mong điện chủ bớt giận, chúng tôi vốn đã sắp bắt được người phụ nữ kia, nhưng không biết một lão già ở đâu nhảy ra, thực lực rất mạnh, chúng tôi không phải đối thủ, chỉ đành rút lui. Thuộc hạ này báo cáo. Xem ra vẫn phải để bổn điện chủ đích thân ra mặt. Đợi ta bắt được người phụ nữ của tên nhóc kia, ta lại muốn xem hắn còn có thể trốn bao lâu. Trong mắt Ngô Thiên Kiếm lấp lóe sát ý lạnh lẽo. Không cần ông ra mặt, tôi đến rồi. Bỗng nhiên, một tiếng nói lạnh băng vô tình vang lên, nhóm người Diệp Phàm trực tiếp xuất hiện ở đây. Lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm đầy sát khí nhìn chằm chằm Ngô Thiên Kiếm. Soạt soạt soạt. Sau khi nhóm người Diệp Phàm xuất hiện, mấy nghìn thành viên của Hắc Kiếm Điện có mặt ở đây tay cầm vũ khí, vẻ mặt cảnh giác nhìn nhóm người Diệp Phàm. Mày chính là Diệp Phàm. Ánh mắt Ngô Thiên Kiếm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh lùng quát. Động vào bà xã tôi, chết. Diệp Phàm nhìn Ngô Thiên Kiếm, lạnh lùng nói. Nhóc con, tao còn chưa đi tìm mày, mày ngược lại đã dâng đến tận cửa rồi, diệt nhà họ Ngô tao, tao muốn mày. Răng rắc. Ngô Thiên Kiếm nhìn Diệp Phàm, phẫn nộ nói. Chỉ là lời hắn ta còn chưa nói xong, bóng dáng Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn ta, một tay bóp lấy yết hầu của hắn ta, bóp nát tại chỗ. Điện chủ Hắc Kiếm Điện thế lực cấp A của thế giới ngầm, cường giả siêu cấp xếp thứ 29 Hắc Bảng, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có đã bị Diệp Phàm một chiêu miểu sát. Cho dù là cao thủ Hắc Bảng cũng không chặn được một chiêu của Diệp Phàm. Lúc này, tất cả thành viên Hắc Kiếm Điện đều sợ ngây người. Giết! Mộ Bạch kêu lên. Ông dẫn đầu Thiên Sách Vệ trực tiếp chém giết về phía người của Hắc Kiếm Điện. Người của Thiên Sách Vệ và Hắc Kiếm Điện lập tức chém giết lẫn nhau. Bên Hắc Kiếm Điện, bởi vì điện chủ bị miểu sát, nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sĩ khí của bọn họ. Cộng thêm Mộ Bạch một người một kiếm đánh đầu thắng đó, khiến thành viên Hắc Kiếm Điện mất hết ý chí chiến đấu, hoàn toàn không chặn nổi sự giết chóc của Thiên Sách Vệ. Sau mười mấy phút, mấy nghìn thành viên Hắc Kiếm Điện đã bị giết hết toàn bộ. Ngay sau đó, điện thoại của Diệp Phàm vang lên. Anh Tiểu Phàm, anh mau về biệt thự, vừa rồi Tiểu Manh gọi điện thoại tới nói biệt thự xảy ra chuyện rồi. Đường Sở Sở sốt ruột nói. Soạt. Vẻ mặt Diệp Phàm ngưng lại, hắn trực tiếp trở về khu biệt thự Tử Kinh. Lúc này, trong biệt thự của mấy người Diệp Phàm có mười mấy thi thể. Có bốn người mặc áo đen đứng trước mấy thi thể đó. Bọn họ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ này chính là A Cơ. Trần Tiểu Manh đứng bên cạnh A Cơ, khẩn trương nhìn nhóm người này. Tham kiến thánh nữ. Xin thánh nữ trở lại tộc với chúng tôi. Một người trong bốn người áo đen này quỳ xuống nói. Tôi không biết mấy người. A Cơ nhìn bốn người này, nói. A, nghe vậy, sắc mặt của bốn người này thay đổi. Nhìn chằm chằm vào A Cơ, thánh nữ, người không biết chúng tôi. Tôi không biết các người, mấy người đi đi. Tôi sẽ không đi cùng mấy người. A Cơ lạnh nhạt nói. Bốn người này nhìn nhau. Không lẽ thánh nữ bị thương mất trí nhớ trong trận chiến đó? Bốn người thầm suy đoán. Thánh nữ, ngài là thánh nữ của huyết tộc, xin thánh nữ trở về huyết tộc với chúng tôi, các đại nhân trong tộc sẽ giúp thánh nữ phục hồi ký ức. Bốn người này nhìn A Cơ, nói. A Cơ đã nói không biết mấy người còn mặt dày ở lại đây làm gì. Trần Tiểu Manh nhìn bốn người này, lẩm bẩm. Ta đang nói chuyện với thánh nữ, đến lượt ngươi xen mồm. Một người trong bốn người kia nhìn Trần Tiểu Manh, quát to, vung tay, một đạo kình khí đáng sợ lao đến chỗ Trần Tiểu Manh. Trần Tiểu Manh đơ ra. Lúc nguy hiểm nhất, Diệp Phàm đứng chắn trước mặt Trần Tiểu Manh, phá hủy đạo kình khí kia. Anh rể, cuối cùng anh cũng tới. Dọa chết tôi rồi.
Trần Tiểu Manh lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Phàm, sợ hãi nói. Mấy người là ai? Diệp Phàm nhìn bốn người này, nói. Ngươi không có tư cách biết được thân phận của ta. Bốn người này lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Anh rể, bọn họ đến mang A Cơ đi. Trần Tiểu Manh nói. Dẫn A Cơ đi. A Cơ, cô biết bọn họ. Diệp Phàm nhìn về phía A Cơ lắc đầu, không quen biết. Ngươi đã làm gì thánh nữ? Lúc này, bốn người kia nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Nếu A Cơ không biết mấy người, vậy lập tức cút ngay cho tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, bốn người bọn họ nhìn nhau, bay thẳng về phía Diệp Phàm. Bốn người này ra tay, bộc phát ra thực lực khủng bố, vượt xa huyền cảnh. Diệp Phàm nhìn bốn người bọn họ, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, tung ra một trường. Đùng, đùng, đùng. Bốn người này bị vứt ra xa, nện nôn máu trên mặt đất, bị thương nặng. Cút, nếu không chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nếu không phải thấy bốn người này có quan hệ với A Cơ, bọn họ đã chết trong tay Diệp Phàm từ lâu. Bốn người kia nằm trên mặt đất, nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra sự khiếp sợ. Nếu ngươi dám làm tổn thương thánh nữ, huyết tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Bốn người bọn họ nhìn Diệp Phàm, sau đó rời đi. Huyết tộc. Cô là thánh nữ huyết tộc. Diệp Phàm nhìn A Cơ, hỏi. Hắn cũng từng nghe tứ sư phụ kể về huyết tộc. Đây là một chủng tộc cổ xưa, có lịch sử truyền thừa mấy ngàn năm, thực lực cực mạnh. Nhưng Diệp Phàm không ngờ A Cơ sẽ là thánh nữ huyết tộc. Tôi không biết. Đối mặt với vấn đề của Diệp Phàm, lắc đầu. Tiểu Manh, những người này là sao? Nhìn thấy bộ dạng này của A Cơ, Diệp Phàm cũng biết không hỏi ra gì. Hắn liếc nhìn mười mấy thi thể trên mặt đất, dò hỏi Trần Tiểu Manh. Vừa rồi những người này vọt đến tìm anh rể, tôi nói anh rể không ở, bọn họ sắp ra tay với tôi, ngay sau đó bốn người kia xuất hiện, giết chết bọn họ. Trần Tiểu Manh nói. Đúng lúc này, lại thêm một đám người xuất hiện. Bọn họ cầm các kiểu vũ khí, tản ra sát khí đáng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm. Nhóm người này nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra sự hưng phấn và tham lam, giống như Diệp Phàm là thịt đường tăng. Mấy người lại là ai? Diệp Phàm nhìn nhóm người này, lạnh nhạt nói. Diệp Phàm, không ngờ mạng của mày lại đáng giá 5 tỷ. Tổ chức thiên sát muốn mạng của thằng nhãi này. Một người đàn ông mang theo sát khí quát. Hừ. Mạng của tên đó là của dòng binh đoàn hùng sư bọn tao. Một người đàn ông khác, tay cầm súng ống lạnh nhạt nói. Tổ chức ám u muốn mạng của tên này, nếu ai dám đoạt với tổ chức ám u, vậy chờ ngày mai bị cả tổ chức sát thủ ám sát đi. Một người mặc đồ đen kín mít, trong mắt lộ ra sự lạnh lẽo, mang theo sát ý cực hạn quát. Mấy người đều đến vì giải thưởng 5 tỷ trên ám võng. Diệp Phàm nhìn đám người này, lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Đám người này nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Bây giờ ở trong mắt các cường giả ở thế giới ngầm, Diệp Phàm là một ngọn núi vàng. Bảo vệ thiếu quân chủ. Lúc này, Mộ Bạch dẫn theo quân Thiên Sách đuổi đến. Thiên Sách vệ gia nhập chiến đấu, lao đến chém giết đám người đến từ thế giới ngầm này. Mộ Bạch cầm kiếm, một bước giết một người, thanh kiếm này giống như lưỡi hái tử thần, không ngừng thu hoạch mạng sống của đám cường giả thế giới ngầm này. Diệp Phàm đứng nhìn. Thỉnh thoảng có mấy người vọt đến trước mặt Diệp Phàm đều bị ngân châm trên người hắn đánh gục. Trải qua trận chém giết kịch liệt, toàn bộ người của thế giới ngầm đều bị giết chết. Thiếu quân chủ, sao lại có nhiều người của thế giới ngầm muốn đối phó với ngài như vậy? Mộ Bạch hỏi. Diệp Phàm nói chuyện bị treo thưởng cho Mộ Bạch. Vậy mà lại có chuyện này. Rốt cuộc là ai có thù hận lớn như vậy với thiếu quân chủ, bỏ được 5 tỷ lấy mạng của ngài? Mộ Bạch kinh ngạc nói. Không biết, tôi đắc tội rất nhiều người, ai cũng có khả năng. Diệp Phàm nói. Thiếu quân chủ, 5 tỷ, đủ để rất thế lực ngầm điên cuồng, không thể tiếp tục như vậy được. Mộ Bạch nghiêm túc nói. Ừ, phải rửa sạch hết bọn họ mới được. Diệp Phàm gật đầu. Rất nhanh, Đường Sở Sở, Xuân Lan, Đại Hổ Nhị Hổ đi vào trong biệt thự. Tiểu Manh, em có sao không? Đường Sở Sở nhìn Trần Tiểu Manh, hỏi. Chị họ, em không sao. Cũng may anh rể về kịp. Trần Tiểu Manh nói. Xuân Lan, cô có cách nào tìm ra tất cả người của thế lực ngầm đang ở bên trong thiên hải không?
Diệp Phàm nhìn Xuân Lan, nói. Thiếu chủ, lần này có hơn 1.000 người của thế giới ngầm đột nhập vào Thiên Hải, tôi đã cho Bách Hoa Lâu đi tìm vị trí của bọn họ. Tôi chuẩn bị triệu tập người của Bách Hoa Lâu đi tiêu diệt hết bọn họ. Nhưng hiện tại bên tôi không đủ người, cần phải chờ tổng bộ cho người đến. Xuân Lân nói. Chuyển vị trí của đám người này cho tôi dẫn người đi tiêu diệt. Mộ Bạch nhìn Xuân Lan, nói. Xuân Lan, cô cho người và quân đoàn trưởng Mộ Bạch đi giải quyết đám người kia đi. Diệp Phàm nói. Vâng. Xuân Lan gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm liên hệ với Khương Uyên, bảo hắn ta dẫn người của Điện Long Vương đến cùng giải quyết đám người thế giới ngầm này. Bách Hoa Lâu, Điện Long Vương, Thiên Sách Vệ, ba thế lực lớn cùng ra tay, đám người thế giới ngầm kia lợi hại đến mấy cũng xong đời. Màn đêm buông xuống, đám người Mộ Bạch, Xuân Lan và Khương Uyên dẫn theo người của mình bắt đầu càn quét đám người thế giới ngầm muốn giết Diệp Phàm ở Thiên Hải. Đêm nay, giết chóc có mặt ở mọi ngóc ngách của Thiên Hải. Ở một nơi tối tăm của Long Quốc, có hai người đứng ở đây, một người mặc áo choàng đen, nhìn không rõ hình dáng, một người khác quỳ trên mặt đất. Kim Thiên Nhất đã chết. Người mặc áo choàng đen gằn giọng nói, trong giọng nói lộ ra vài phần ngạc nhiên. Đúng vậy, tôi vừa nhận được tin, hôm nay hắn bị người giết chết. Người quỳ trên mặt đất nói. Hắn là một quân cờ quan trọng của chúng ta, vậy mà lại bị giết chết. Với thực lực và thân phận thuật sĩ của hắn, không nhiều người có thể giết hắn, đi điều tra xem ai làm. Dám phá hỏng kế hoạch của chủ công, đều bị diệt trừ. Người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói. Vâng. Người đàn ông quỳ trên mặt đất gật đầu. Đại hội Long Vương sắp bắt đầu rồi, mọi chuyện sắp xếp sao rồi? Người mặc áo choàng tiếp tục hỏi. Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Đại hội Long Vương bắt đầu, lúc đó có thể bắt hết đám người của Điện Long Vương. Người đàn ông quỳ trên mặt đất lên tiếng. Rất tốt, bắt lấy Điện Long Vương, kế hoạch của chủ công sẽ nhanh hơn một bước. Đi nhìn chằm chằm, tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào. Người đàn ông mặc áo choàng lạnh nhạt nói. Vâng. Người đàn ông quỳ trên đất trả lời. Hôm sau, ở phân bộ của sở tuần tra quận Giang Nam. Cái gì, tất cả đám người của thế giới ngầm đều bị tiêu diệt trong một đêm. Lý Kiến nghe cấp dưới báo cáo, khiếp sợ nói. Đúng vậy, dựa theo điều tra, tối qua người của Bách Hoa Lâu, Điện Long Vương đều ra tay, còn có cả sự tham gia của quân Thiên Sách. Cấp dưới báo cáo. Quân Thiên Sách. Tại sao bọn họ cũng ở đó? Rốt cuộc tên Diệp Phàm này có địa vị gì, không chỉ có quan hệ với Bách Hoa Lâu, Điện Long Vương, bây giờ còn kéo cả quân Thiên Sách vào. Lý Kiến nói. Đột nhiên, điện thoại của ông ta reo lên, bắt máy, sắc mặt thay đổi. Vâng. Lý Kiến nghe điện thoại, cung kính nói. Sau khi ông ta cúp máy, cấp dưới hỏi, đại nhân, có chuyện gì vậy? Sở trưởng sở tuần tra Hắc Kiếm sắp đến quận Giang Nam. Lý Kiếm nói. Cái gì, sở trưởng sở tuần tra Hắc Kiếm? Cấp dưới ngạc nhiên nói. Sở trưởng sở tuần tra Hắc Kiếm là một trong 5 người phụ trách sở tuần tra, quản lý tất cả chuyện lớn nhỏ ở sở tuần tra, quyền cao chức trọng, tại sao lại tự mình đến? Khả năng cao đến vì Diệp Phàm. Lý Kiến nói. Ở một chỗ nào đó ở Thiên Hải, một vài bóng người đứng tụ lại. Đều chết hết. Một người đàn ông đeo nửa mặt nạ ngạc nhiên nói. Đúng vậy, đội trưởng, nhiều cao thủ thế giới ngầm như vậy nhưng lại bị rửa sạch chỉ trong một đêm. Xem ra tên này không đơn giản. Một người đàn ông gầy ốm nói. Nếu cậu ta đơn giản, Long Soái cũng sẽ không phái chúng ta đến âm thầm bảo vệ cậu ta. Một người đàn ông lạnh lùng nói. Đội trưởng, có tin tức mới, người của tổ chức Cô Lang xuất hiện ở Thiên Hải. Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ đen đeo kính xuất hiện, nói với người đàn ông đeo nửa mặt nạ. Tổ chức Cô Lang, là tổ chức sát thủ cấp S trong giới sát thủ, không lẽ cũng đến đối phó với Diệp Phàm? Người đàn ông gầy ốm ngạc nhiên nói. Ai đến? Người đàn ông đeo mặt nạ hỏi. Sát thủ vương bài của tổ chức Cô Lang, U Ảnh. Người phụ nữ này trả lời. U Ảnh. Sắc mặt mấy người ở đây đều thay đổi. U Ảnh, sát thủ đứng thứ 17 của bảng sát thủ. Người đàn ông gầy ốm khiếp sợ nói. Đúng vậy. Người phụ nữ này gật đầu. Bảng sát thủ là một bảng đơn trong thế giới ngầm. Nhưng khác với bảng đen, bảng sát thủ là một bảng đơn chuyên xếp hạng các sát thủ.
Bảng đơn này tổng hợp xếp hạng dựa theo lượng nhiệm vụ hoàn thành và khó khăn cùng với thực lực của sát thủ. Bảng đơn này chỉ có 30 người, ít hơn cả số lượng ở bảng đen. Bởi vậy có thể đứng trên bảng sát thủ đều là sát thủ đứng đầu thế giới, mỗi người đều là nhân vật từng chém giết trăm ngàn người, cực kỳ đáng sợ. U Ảnh, người đứng thứ 17 ở bảng sát thủ, tiếng tăm lẫy lừng trong thế giới sát thủ, được gọi là sát thủ bóng dáng. Bởi vì hắn ta ra tay cực nhanh, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy bóng dáng, mục tiêu đã chết. Đã 20 năm kể từ lúc U Ảnh xuất hiện, nhưng lại chưa ai nhìn thấy mặt của người này, cho dù tổ chức Cô Lang cũng không ai biết mặt hắn ta. Tổ chức Cô Lang có thể trở thành tổ chức cấp S cũng vì có sự gia nhập của U Ảnh. Không ngờ ngay cả sát thủ lâu đời như U Ảnh cũng đến. Người đàn ông đeo mặt nạ nói. Đội trưởng, theo tư liệu của U Ảnh, đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nếu hắn ta ra tay, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không cứu được tên nhóc kia. Người đàn ông lạnh lùng nhìn người đeo mặt nạ, nói. Dù thế nào, Long Soái đã ra lệnh, người này không thể xảy ra chuyện. Nếu chúng ta ra tay, vậy tuyệt đối không thể để cậu ta chết, nếu không mặt mũi của Long Hồn để ở đâu. Đi. Người đàn ông đeo mặt nạ nói. Bọn họ rời khỏi đây, đi đến khu biệt thự Tử Kinh. Bọn họ chính là người của đội ngũ Long Hồn, vương bài thần bí nhất chiến bộ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đang chuẩn bị bữa sáng. Anh rể, anh lên hot search rồi kìa. Trần Tiểu Manh kinh ngạc reo lên, cầm điện thoại lao đến. Con nhóc này, sáng sớm tinh mơ gào cái gì? Diệp Phàm trừng mắt nhìn cô nhóc này. Anh rể, anh và siêu sao Tô Nhược Tuyết ôm nhau. Hai người có quan hệ gì vậy? Trần Tiểu Manh nhìn điện thoại, khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Tiểu Manh, sao vậy? Đường Sở Sở đi ra. Chị họ, chị xem này, anh rể và Tô Nhược Tuyết ôm nhau bị người chụp lại, bây giờ đang đứng ở vị trí đầu tiên của bảng hot search. Trần Tiểu Manh đưa điện thoại cho Đường Sở Sở xem. Điện thoại hiển thị tin tức nữ thần quốc dân Tô Nhược Tuyết và bạn trai khác phái ôm nhau bên đường, hình như đang công khai tình yêu. Tô Nhược Tuyết, đây không phải là nữ thần quốc dân đang nổi trong giới giải trí sao? Đường Sở Sở nhìn tin tức trên hot search, ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Tô Nhược Tuyết chính là thần tượng của vô số người trong trường bọn em, rất nhiều sinh viên nam coi cô ấy là nữ thần trong mơ, dán đầy ảnh trong ký túc xá. Em còn định đi xem buổi biểu diễn của Tô Như Tuyết, không ngờ anh rể và cô ấy lại có một chân với nhau. Trần Tiểu Manh lẩm bẩm. Con nhóc này, đừng nói vớ vẩn. Đưa anh xem nào. Diệp Phàm cầm điện thoại của Trần Tiểu Manh. Ảnh chụp là hắn và Tô Như Tuyết, có lẽ là chụp lúc Tô Nhược Tuyết ôm hắn ở Hoài Thành. Người phụ nữ này nổi tiếng như vậy sao? Nhiều người chú ý như vậy. Diệp Phàm tò mò nói. Tất nhiên, Tô Nhược Tuyết chính là siêu sao nổi tiếng nhất giới giải trí Long Quốc bây giờ, không chỉ xinh đẹp quyến rũ, còn là có tài múa hát, diễn kịch rất lợi hại. Bây giờ cô ấy chính là siêu sao toàn năng, được vô số cư dân mạng gọi là nữ thần quốc dân, nổi tiếng cả ra nước ngoài. Trần Tiểu Manh nói, anh Tiểu Phàm, anh quen Tô Nhược Tuyết này sao? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm. Không thân, mới gặp hai lần. Diệp Phàm lắc đầu. Hừ, anh rể, anh coi bọn em ngốc hả, mới gặp mặt hai lần, hai người đã ôm nhau trên đường cái. Nếu gặp thêm vài lần, chẳng lẽ con cũng có luôn? Trần Tiểu Manh không tin, nói. Cô ấy ôm anh, không liên quan đến anh. Diệp Phàm vội vàng làm rõ. May mắn ảnh chụp không chụp rõ mặt anh, nếu không anh đi trên đường, sợ rằng sẽ bị fan của Tô Nhược Tuyết chém chết. Trần Tiểu Manh trêu chọc. Đế Đô, nhà họ Tô. Hồ Cầm, chuyện này là sao? Một người đàn ông trung niên, khí thế uy nghiêm nhìn người phụ nữ mặc vest, quát to. Người phụ nữ này là người đi theo Tô Nhược Tuyết. Ba, chuyện này không liên quan đến chị Hồ. Tô Nhược Tuyết đứng bên cạnh, nói. Câm mồm, con nhóc này. Ôm ấp trên đường lớn với người khác còn ra thể thống gì? Người đàn ông trung niên trách mắng Tô Nhược Tuyết. Gia chủ, tôi đã cho người đi xử lý đống ảnh chụp kia, nhưng không biết bị ai tuôn ra, tôi lập tức cho người đi xử lý. Chị Hồ nói. Lập tức xử lý tin tức này cho tôi, tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến danh tiếng của Nhược Tuyết, điều tra rõ xem ai đứng sau tin nóng này, dám nhằm vào con gái tôi, lá gan không nhỏ. Người đàn ông trung niên uy nghiêm quát. Vâng. Hồ Cầm gật đầu, xoay người rời đi.
Ba, ba đừng tức giận. Tô Nhược Tuyết lôi kéo cánh tay của người đàn ông trung niên. Người đàn ông này chính là Tô Uy, ba của Tô Nhược Tuyết. Con nhóc này, ba đã nói gì, con là đại tiểu thư nhà họ Tô, sao lại không chút rụt rè như vậy? Người kia là ai? Tô Uy nhìn Tô Nhược Tuyết, hỏi. Anh ấy là người đã cứu con hai lần, tên là Diệp Phàm. Hôm qua con ôm anh ấy vì để cảm ơn, không có ý gì khác. Ba, ba đừng nghĩ nhiều. Tô Nhược Tuyết vội vàng nói. Diệp Phàm. Tô Uy nhớ kỹ tên này. Con cũng không còn nhỏ, nếu yêu đương, ba cũng không phản đối. Nhưng nhà họ Tô chúng ta không phải gia đình bình thường, không phải ai cũng có tư cách làm con rể nhà họ Tô. Tô Uy nhắc nhở Tô Nhược Tuyết. Vâng, con biết rồi. Tô Nhược Tuyết chu miệng, nói. Đúng rồi, vẫn chưa điều tra ra thủ phạm đứng sau lưng đám người bắt cóc kia, trong khoảng thời gian này con ở lại đế đô, đừng chạy lung tung, nếu con xảy ra chuyện gì, ông cụ sẽ lột ra ba. Tô Uy nghiêm túc nói. Vâng, mặc dù trong lòng Tô Nhược Tuyết không muốn, nhưng đành phải đồng ý. A Tam, đi điều tra tất cả thông tin liên quan đến Diệp Phàm. Sau đó, Tô Uy nói với người đàn ông đứng bên cạnh. Vâng, gia chủ. Người đàn ông này gật đầu. Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh. Biệt thự số 3. Hai bóng người đi vào nơi này, chính là Hoa N và Khương Vân Hy. Ông Hoa, vị thần y kia ở đây. Khương Vân Hy nói. Ừ. Hoa N gật đầu, ấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa biệt thự mở, Diệp Phàm đi ra. Thần y. Khương Vân Hy nhìn thấy Diệp Phàm, nhận ra đối phương chính là thần y từng ra tay ở bệnh viện. Là ông? Sao ông lại đến đây? Diệp Phàm nhìn Hoa N, nói. Diệp công tử, lần này tôi đến dẫn theo một người đến gặp cậu. Đây là cháu gái một người bạn cũ của tôi, tên là Khương Vân Hy, lần này con bé đến để bái cậu làm thầy. Hoa N chỉ vào Khương Vân Hy, nói. Bái tôi làm thầy. Diệp Phàm nhìn Khương Vân Hy, sửng sốt. Xin chào thần y, tôi tên Khương Vân Hy, là một bác sĩ. Tôi từng xem video cứu người của ngài, vô cùng sùng bái y thuật của ngài, vì vậy cố ý đến đây, hy vọng có thể bái thần y làm sư phụ, truyền thụ y thuật cứu người. Khương Vân Hy cúi người nói. Xin lỗi, tôi không thu đồ đệ. Cô muốn học y, tìm vị bên cạnh cô là được. Mặc dù y thuật của ông ấy không cao, nhưng dạy cô vẫn thừa sức. Diệp Phàm bĩu môi. Diệp công tử, con nhóc Vân Hy này chướng mắt y thuật của ông già này. Con bé muốn học y thuật có thể khởi tử hồi sinh của cậu. Hoa N nói. Tôi không dạy được. Cô đi đi. Diệp Phàm nói thẳng. Thần. Khương Vân Hy còn định nói thêm, đột nhiên một đoàn người xuất hiện ở đây. Chính là đám người Long Hồn. Mấy người lại là ai? Diệp Phàm nhìn đám người này, hỏi. Diệp công tử, tổ chức cô lang phái U Ảnh đến giết cậu, mong cậu rời đi cùng chúng tôi. Người đàn ông đeo mặt nạ nói. Tổ chức cô lang, U Ảnh. Diệp Phàm lẩm bẩm, nhìn đối phương, anh lại là ai? Chúng tôi là thành viên Long Hồn lệ thuộc vào chiến bộ, vâng mệnh bảo vệ sự an toàn của cậu. Hiện tại cậu rất nguy hiểm, xin rời đi với chúng tôi. Người đàn ông đeo mặt nạ vội vàng nói. U Ảnh kia muốn giết tôi, vậy để hắn đến. Diệp Phàm không để ý, nói. Sắp chết đến nơi rồi còn ngông cuồng như vậy, anh biết U Ảnh đáng sợ đến mức nào không? Nếu hắn ta ra tay, chắc chắn anh sẽ chết. Nếu muốn sống, nhanh chóng đi cùng chúng tôi. Trong đội ngũ Long Hồn, một người phụ nữ đeo kính không vui nhìn Diệp Phàm, quát. Vậy hả, vậy tôi càng muốn xem U Ảnh này lợi hại đến mức nào. Diệp Phàm mỉm cười. Người trẻ tuổi, rất kiêu ngạo. Đột nhiên. Một giọng nói âm u lạnh lẽo quanh quẩn trong biệt thự. Người trẻ tuổi, quá kiêu ngạo. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo âm u quanh quẩn trong biệt thự, truyền vào trong tai đám người Diệp Phàm, Long Hồn, Hoa N, Khương Vân Hy. U Ảnh. Đám người Long Hồn nghe thấy giọng nói này, sắc mặt thay đổi, cảnh giác quan sát xung quanh, muốn tìm ra vị trí của U Ảnh. Người đang nói chuyện chắc chắn là U Ảnh, sát thủ đứng thứ 17 của bảng sát thủ. Trong lúc đám người Long Hồn đang tìm kiếm tung tích của U Ảnh, một trận gió thổi qua. Chỉ trong chớp mắt, một bóng đen như U Linh xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, tấn công vào chỗ yếu hại của hắn.
Những người khác còn chưa hiểu ra sao, một tiếng nặng nề vang lên. Đám người Long Hồn nhìn về phía Diệp Phàm, xem đối phương có bị giết hay chưa. Nhưng bọn họ không ngờ, Diệp Phàm vẫn còn hoàn hảo không bị thương đứng ở đó, ngược lại bóng người tấn công hắn lại liên tục lùi về sau, rên rỉ. Bóng người này mặc một bộ đồ đen, đeo mặt nạ u minh, chỉ lộ ra con ngươi lạnh lẽo. Ông ta chính là U Ảnh, đứng thứ 17 trong bảng sát thủ, thành danh 20 năm, được gọi là sát thủ bóng dáng. U Ảnh. Đám người Long Hồn nhìn U Ảnh, chuẩn bị vũ khí, nhìn chằm chằm đối phương. Người trẻ tuổi, không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy. Trong mắt U Ảnh lóe lên sự ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Đây là lần đầu tiên ông ta lộ ra sắc mặt ngạc nhiên như vậy. Thực lực của Diệp Phàm vượt xa tưởng tượng của ông ta. Nhiều năm như vậy, người này là người thứ hai có thể cản lại đòn tấn công của ông ta. Mặc dù ông ta đứng thứ 17 bảng sát thủ, nhưng bảng xếp hạng này là mười mấy năm trước. Mấy năm nay, ông ta rất ít chấp hành nhiệm vụ, cũng không tham gia vòng bình xét bảng sát thủ, bởi vậy xếp hạng của ông ta vẫn luôn không đổi. Nhưng thực lực chân chính của ông ta cũng không hề kém cạnh 10 sát thủ đứng đầu. Nhưng dù như vậy, người này vẫn chặn được một đòn của ông ta, thậm chí trong trận tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, đối phương còn đành lùi ông ta về sau. Điều này làm U Ảnh vô cùng chấn động. Từ lúc ông ta thành danh đến nay, ngoại trừ người kia, Diệp Phàm là người thứ hai làm ông ta bị chấn động như vậy. Thực lực của ông không tệ, nhưng muốn giết tôi, còn kém xa lắm. Diệp Phàm nhìn U Ảnh, lắc đầu. Đám người Long Hồn kinh sợ khi nghe thấy Diệp Phàm nói vậy. Bọn họ không ngờ Diệp Phàm có thể nói ra lời nói ngông cuồng như vậy. Quá ngông cuồng. Thân hình của U Ảnh lại biến mất lần nữa. Diệp Phàm cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc ập đến. U Ảnh xuất hiện phía sau Diệp Phàm, thi triển ra chiêu tấn công đáng sợ nhất. Một đòn này khủng bố gấp 10 lần đòn vừa rồi. Đám người Long Hồn lộ ra sự lo lắng. Hoa N và Khương Vân Hy cũng rất khẩn trương. Đột nhiên Diệp Phàm thi triển ra một chiêu thức quỷ dị, đoạt vũ khí trong tay U Ảnh, đặt trên cổ đối phương. Chỉ trong nháy mắt, vị sát thủ đỉnh cấp này đã bị Diệp Phàm bắt lấy trong một chiêu. Những người khác hoàn toàn không hiểu ra sao. Nhưng U Ảnh lại rất kích động, nhìn Diệp Phàm, vừa rồi cậu thi triển chiêu thức gì vậy? Người chết không cần biết điều này. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Chủ nhân của cậu là ai? U Ảnh nhìn Diệp Phàm, hỏi. Diệp Phàm nghe thấy đối phương hỏi vậy, sửng sốt, nói, chủ nhân. Chính là sát thần Tu La. U Ảnh nói. Diệp Phàm nghe đối phương nói vậy, ánh mắt lộ ra sự kinh dị, thu tay, nói, ông nói chủ nhân của ông là sát thần Tu La. Sát thần Tu La. Đám người Long Hồn nghe thấy cái tên này, sắc mặt thay đổi, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Sát thần Tu La. Đây là nhân vật truyền kỳ trong thế giới ngầm. Khoảng 20 năm trước, một vị cao thủ xuất hiện trong thế giới ngầm, một mình tàn sát 5 tổ chức cấp SS của thế giới ngầm, chém giết mấy vạn cao thủ ngầm. Cuối cùng, một mình nhổ tận gốc tổ chức cấp SS, chấn động toàn thế giới, làm vô số quốc gia, tài phiệt, tổ chức nghe tiếng sợ vỡ mật. Người đó tự xưng là Tu La. Vô số người còn gọi người này với cái tên sát thần. Dùng thủ đoạn Tu La đạt được tên sát thần. Sát thần Tu La. Bốn chữ này trở thành truyền kỳ trong thế giới ngầm, được vô số cao thủ ngầm sùng bái. Nhưng sát thần Tu La chỉ xuất hiện trong 2 năm ngắn ngủi rồi biến mất, không còn bất cứ tin tức gì. Nhưng bốn chữ sát thần Tu La vẫn truyền lưu trong thế giới ngầm. Truyền thuyết về người này chưa bao giờ kết thúc. Mặc dù người của Hồn Long còn trẻ tuổi, nhưng cũng biết được rất nhiều truyền thuyết liên quan đến sát thần Tu La. Chính vì vậy, khi nghe thấy bốn chữ sát thần Tu La, bọn họ mới phản ứng mạnh như vậy. Nhưng U Ảnh này lại gọi sát thần Tu La là chủ nhân. Rốt cuộc là sao? Cậu và chủ nhân có quan hệ gì? Cậu trẻ như vậy, không lẽ cậu là... U Ảnh nhìn Diệp Phàm, suy đoán được gì đó, khiếp sợ nhìn hắn. Sát thần Tu La thật sự là chủ nhân của ông. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào U Ảnh, ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, năm đó ta từng ngông cuồng đi ám sát chủ nhân. Kết quả bại dưới tay ngài ấy, trở thành người hầu của ngài ấy. U Ảnh cảm thán. Ông chính là một trong 9 người hầu mà tứ sư phụ từng nói. Diệp Phàm nhìn U Ảnh, ngạc nhiên nói. Tứ sư phụ.
Quả nhiên cậu là đệ tử của chủ nhân. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. U Ảnh kích động nhìn Diệp Phàm, quỳ xuống kêu lên. Cậu ta là đệ tử của sát thần Tu La. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, đám người Long Hồn đang nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được, ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Thiếu chủ, thuộc hạ không biết thân phận của người, dám ra tay với thiếu chủ, xin thiếu chủ giáng tội. U Ảnh quỳ trên đất, nói. Đứng lên đi. Diệp Phàm nói. Sau đó, U Ảnh đứng lên, cung kính nhìn Diệp Phàm. Không ngờ ông lại là một trong những người hầu mà tứ sư phụ từng nói. Đúng là không đánh không biết. Diệp Phàm cảm thán. Lúc trước ở trên núi, tứ sư phụ từng nói, năm đó lúc lang bạt bên ngoài, ông từng thu 9 người hầu. Không ngờ người hầu đầu tiên lại xuất hiện nhanh như vậy. Diệp Phàm nhìn U Ảnh, còn định nói gì đó, đột nhiên một đám sát thủ xuất hiện. Bọn họ là thành viên của tổ chức Cô Lang, trong đó có huấn luyện viên của tổ chức Cô Lang từng bị đại hổ nhị hổ đánh bị thương. U Ảnh đại nhân, ngài không sao chứ? Huấn luyện viên kia nói với U Ảnh. Sao mấy người lại ở đây? U Ảnh nhìn đám người này, lạnh nhạt nói. Thủ lĩnh sợ ngài không đối phó được nên cố ý bảo tôi đến trợ giúp ngài giết chết mục tiêu. Huấn luyện viên này lên tiếng. Hắn ta cho mấy người đến giám sát tôi đúng không? U Ảnh lạnh nhạt nói. Thủ lĩnh. Phụt. Vị huấn luyện viên này còn định nói gì đó, kết quả U Ảnh xuất hiện trước mặt hắn ta, giết chết trong vòng một chiêu. Sau đó máu tươi bắn tung tóe. Thân thể của vị huấn luyện viên này ngã xuống đất. Đám sát thủ của tổ chức Cô Lang đều sửng sốt khi thấy U Ảnh ra tay. U Ảnh đại nhân, ngài. Mấy người đều đáng chết. Sát thủ của tổ chức Cô Lang còn đang định nói gì đó đã bị U Ảnh giết chết. U Ảnh hóa thành một cái bóng xuyên qua đám sát thủ, giết chết tất cả bọn họ, không để lại một ai. So với U Ảnh, đám sát thủ này giống như trẻ con đang chơi với người lớn, không hề có sức phản kháng. Thiếu chủ, những người này muốn ra tay với ngài, đã bị thuộc hạ giết chết. Sau đó, U Ảnh cúi người nói. Làm rất tốt. Diệp Phàm gật đầu. Diệp Phàm. Lúc này, một tiếng quát uy nghiêm truyền đến. Lúc này, lại có mấy người xuất hiện, người cầm đầu là người đàn ông mặc đồng phục luyện võ màu đen. Cả người hắn ta tản ra uy áp cực mạnh, thực lực vượt xa huyền cảnh. Người đàn ông này xuất hiện, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Thất hộ pháp của Võ Phiệt. Người đàn ông này lạnh lùng nói. Võ Phiệt. Đám người Long Hồn nghe thấy hai chữ Võ Phiệt, sắc mặt lại thay đổi. Bọn họ không ngờ người của Võ Phiệt lại xuất hiện. Người này cũng đắc tội với cả Võ Phiệt. Đúng là không sợ chết. Đến giết tôi. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Cậu. Phụt. Thất hộ pháp còn chưa nói xong đã bị một tia sáng đen xuyên thủng ngực, máu bắn ra. Ngay lập tức, thất hộ pháp của Võ Phiệt ngã xuống, một thanh kiếm ngắn cắm trên ngực. Thanh kiếm ngắn này chính là thanh kiếm mà Diệp Phàm lấy được từ hội đấu giá. Thất hộ pháp. Mấy cao thủ còn lại của Võ Phiệt nhìn thấy thất hộ pháp bị giết, sắc mặt thay đổi, kêu to. Phụt phụt phụt. U Ảnh xông ra ngoài, giết chết tất cả đám cao thủ Võ Phiệt, sau đó rút thanh kiếm ngắn kia ra, đưa cho Diệp Phàm. Còn đám người Long Hồn, nhìn thấy hộ pháp của Võ Phiệt bị đánh gục trong nháy mắt đều ngây ra như phỗng. Đó chính là hộ pháp Võ Phiệt. Võ Phiệt, đó chính là một trong 9 Phiệt lớn nhất Long Quốc, truyền thừa ngàn năm, nội tình rất sâu, không thể tưởng được. Thân là hộ pháp của một Phiệt, thực lực mạnh đến mức nào, không cần nghĩ cũng biết. Đối mặt với cao thủ cấp bậc này, cho dù là Long Hồn, phải xuất đám cao thủ kia ra mới đối phó được. Nhưng bây giờ bị thất hộ pháp của Võ Phiệt này lại bị Diệp Phàm giết chết trong nháy mắt. Điều này khiến đám người Long Hồn nghi ngờ, liệu 9 Phiệt có phải là hư danh hay không? Sao lại kém như vậy? Tất nhiên bọn họ không biết, không phải thực lực của hộ pháp Võ Phiệt kém, mà là Diệp Phàm quá mạnh. Được rồi, mấy người rửa sạch thi thể đi. Diệp Phàm nói với đám người Long Hồn. Cái gì, làm bọn tôi đi dọn thi thể? Đám người Long Hồn sửng sốt. Sao hả, không muốn? Diệp Phàm nói. Làm. Người đàn ông đeo mặt nạ lập tức nói. Còn có, tôi hy vọng ngoại trừ những người có mặt ở đây, sẽ không còn người khác biết được quan hệ giữa tôi và sát thần Tu La.
Nếu để tôi biết việc hôm nay bị lộ ra ngoài, kết cục của mấy người cũng giống như bọn họ. Diệp Phàm nhìn đám người Long Hồn, lạnh lùng nói. Sau đó, một hơi thở khủng bố bao phủ đám người Long Hồn. Sắc mặt bọn họ thay đổi, thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Đã hiểu. Người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu. Những người khác cũng vội vàng gật theo, không dám nhiều lời. Tiếp theo, đám người Long Hồn xử lý hết tất cả thi thể trong sân. Diệp Phàm nhìn về phía Hoa N và Khương Vân Hy. Hai người cũng nhìn thấy tất cả, sắc mặt chấn động. Hoa N còn ổn, dù sao cũng là viện trưởng ngữ y viện, từng chứng kiến rất nhiều chuyện, tâm lý vẫn còn ổn. Nhưng Khương Vân Hy chưa bao giờ tiếp xúc với những việc này, mặc dù cô từng nhìn thấy người chết, nhưng tận mắt nhìn thấy một đám người sống bị giết, đây là lần đầu tiên cô trải qua chuyện này, bị chấn động rất mạnh. Sau đó, Khương Vân Hy lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch, nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Sao hả, sợ tôi? Bây giờ cô còn coi tôi như thần y, muốn học tập y thuật cứu người với tôi không? Diệp Phàm mỉm cười nói. Khương Vân Hy nhìn nụ cười của Diệp Phàm, trong đầu nhớ lại hình ảnh đối phương giết người không chớp mắt, thân thể run lên. Cô đi đi. Diệp Phàm nói. Vân Hy, chúng ta đi về trước. Hoa N nói. Ông ấy biết cháu gái của bạn cũ Lương Thiện Nhân từ nhỏ, một lòng muốn cứu người, bây giờ lại nhìn thấy thần y mình sùng bái giết người không chớp mắt, cú sốc này quá lớn. Sau đó, Hoa N dẫn Khương Vân Hy rời đi. Hoa N còn định nói về chuyện thi đấu với Diệp Phàm, nhưng bây giờ đành phải tìm cơ hội khác. Ông! Diệp Phàm nhìn về phía U Ảnh. Không chờ Diệp Phàm nói xong, U Ảnh quỳ xuống đất, nói, thiếu chủ, xin cho thuộc hạ đi theo ngài. Ông muốn đi theo tôi? Diệp Phàm nói. Đúng vậy, thuộc hạ là người hầu của chủ nhân, bây giờ chủ nhân không ở, thuộc hạ nguyện trung thành với thiếu chủ. U Ảnh nói. Tôi nghe nói ông là người của tổ chức Cô Lang, ông không trở về tổ chức của mấy người sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi và tổ chức Cô Lang không có quan hệ gì cả, chẳng qua 3 năm trước tôi bị người đuổi giết, bị thương nặng, được thủ lĩnh tổ chức Cô Lang cứu, vì báo ơn và dưỡng thương, tôi đồng ý ở lại tổ chức Cô Lang. Tôi ở trong tổ chức Cô Lang, giúp bọn họ trở thành thế lực cấp S, coi như tận tình tận nghĩa. Hơn nữa bây giờ tổ chức Cô Lang muốn giết thiếu chủ. Tôi sẽ không hợp tác với bọn họ nữa. U Ảnh nói. Vậy ông ở lại đi. Diệp Phàm nói. Bây giờ hắn đắc tội không ít người, cũng là lúc tìm vài tên thuộc hạ. Mặc dù hắn có đại hổ nhị hổ, nhưng thực lực của hai anh em không quá mạnh. Cùng lúc đó, tập đoàn Đường Thị, văn phòng chủ tịch. Ai đã mua mấy miếng đất đó? Đường Sở Sở nhìn Tôn Tiểu Tiểu. Mấy miếng đất chúng ta nhìn chúng đã bị Sở Hà dùng giá cả cao gấp 10 lần mua rồi. Chủ tịch, tôi thấy người này cố ý nhằm vào chúng ta. Bây giờ chúng ta không lấy được mấy miếng đất đó, không thể mở rộng tuyến sản xuất mới, cũng không thể sản xuất kem trị sẹo, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôn Tiếu Tiếu nói. Đường Sở Sở nói, tra được thân phận của anh ta không? Xin lỗi, chủ tịch, thân phận của người này quá thần bí, tôi không tra được gì cả. Tôn Tiếu Tiếu cúi đầu. Cô hẹn anh ta giúp tôi, nói tôi mời anh ta ăn một bữa cơm. Đường Sở Sở nói. Vâng. Tôn Tiếu Tiếu gật đầu. Một tiếng sau. Khách sạn Thiên Hải. Trong một căn phòng. Đường Sở Sở ngồi ở đây. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một người đàn ông với khí chất phi phàm đi vào. Anh ta là người đã mua lại 3 miếng đất từ trong tay Đường Sở Sở với giá cao, tên là Sở Hà. Chủ tịch Đường, tôi biết ngay rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt. Sở Hà mỉm cười. Sở tiên sinh, mời ngồi. Đường Sở Sở đứng dậy, nói. Hôm nay chủ tịch Đường hẹn tôi vì mấy miếng đất kia đúng không? Sở Hà ngồi ở phía đối diện, nói. Không biết Đường Thị đã đắc tội Sở tiên sinh chỗ nào, sao Sở tiên sinh lại nhằm vào Đường Thị? Đường Sở Sở đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì một người. Sở Hà mỉm cười. Một người, ai? Đường Sở Sở tò mò hỏi. Người này là ai, cô sẽ sớm biết thôi. Sở Hà nhìn Đường Sở Sở cười thần bí. Đường Sở Sở nhướng mày, nói, Sở tiên sinh, tôi không biết anh lấp lửng cái gì, nhưng tôi không hy vọng sẽ trở thành kẻ thù của anh, nếu anh có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Tôi muốn nắm cổ phần trong tập đoàn Đường Thị.
Sở Hà nói thẳng. Nắm cổ phần của Đường thị. Đường Sở Sở ngạc nhiên. Đúng vậy, tôi sẵn sàng bỏ ra 30 tỷ để đầu tư vào tập đoàn Đường thị. Sở Hà nói một câu khiến ánh mắt Đường Sở Sở lộ vẻ khiếp sợ. 30 tỷ, đây không phải là số tiền nhỏ. Với số tiền này có thể trực tiếp thu mua một công ty đã niêm yết. Sở tiên sinh, tôi muốn biết vì sao anh muốn nắm cổ phần của Đường thị. Đường Sở Sở mở miệng hỏi. Bởi vì Đường thị có đan chú nhan, bởi vậy tôi cũng muốn chia một chén canh, không biết chủ tịch Đường có nể tình hay không. Sở Hà mỉm cười nói. Thật ngại quá, tôi không hiểu rõ thân phận lai lịch của Sở tiên sinh, bởi vậy tôi sẽ không đồng ý để Sở tiên sinh nhập cổ phần. Về phần mấy mảnh đất kia, nếu Sở tiên sinh thích, vậy thì Sở tiên sinh cứ lấy đi. Thiên hải lớn như vậy, tôi tin tưởng dựa vào năng lực của Đường thị, tìm mấy mảnh đất hẳn là không thành vấn đề. Bàn thức ăn này tôi đã tính tiền rồi, Sở tiên sinh cứ từ từ dùng. Đường Sở Sở đứng thẳng dậy nói. Cô nói xong lập tức rời đi. Có cá tính. Sở Hà nở nụ cười nhẹ nhàng, anh ta lấy di động ra bấm một dãy số, cô ấy từ chối rồi. Vậy thì tiến hành bước tiếp theo. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói điềm tĩnh mà tràn ngập từ tính. Tôi rất tò mò, với thân phận của anh, muốn có được người phụ nữ này, cần gì hao công phí sức làm những thứ này làm gì? Sở Hà không khỏi tò mò hỏi. Đây là điều anh nên hỏi ư? Giọng nói của chủ nhân đầu dây bên kia lạnh lẽo vang lên, lộ ra một cảm giác áp bách vô hình. Cách một cái điện thoại nhưng Sở Hà vẫn cảm thấy hít thở không thông, trái tim dường như ngừng đập. Không nên, là tôi lắm mồm. Sở Hà vội vàng nói. Đầu dây bên kia lập tức cúp máy, Sở Hà ở bên này thở ra một hơi thật sâu, trán toát mồ hôi lạnh. Sau đó, anh ta lại gọi một cuộc điện thoại, giúp tôi liên lạc với Đường Chính Nghĩa. Về phần Đường Sở Sở, sau khi cô rời khỏi khách sạn thì trở về công ty. Chủ tịch, thế nào rồi? Tôn Tiểu Tiểu dò hỏi. Đối phương bỏ ra 30 tỷ muốn nhập cổ phần Đường thị, nhưng bị chị từ chối. Đường Sở Sở nói thẳng. Cái gì, 30 tỷ đầu tư vào Đường thị, Sở Hà kia là ai? Lại có số tiền lớn như vậy? Sắc mặt Tôn Tiểu Tiểu giật mình, nhìn Đường Sở Sở, nhưng vì sao chủ tịch lại từ chối? Nếu có 30 tỷ này, Đường thị sẽ phát triển nhanh hơn. Thân phận người này rất bất thường, tất nhiên chị không thể đồng ý, một khi anh ta đầu tư 300 tỷ vào Đường thị, tất sẽ nắm giữ cổ phần không nhỏ của Đường thị, thậm chí ngay cả cổ phần trong tay chị cũng bị pha loãng giảm bớt, lỡ anh ta có ý đồ gì với Đường thị, vậy thì hỏng bét. Vẻ mặt Đường Sở Sở nghiêm túc nói. Chủ tịch nói đúng, nhưng còn nhà máy mới phải làm sao đây? Tôn Tiểu Tiểu hỏi. Tiếp tục tìm, thiên hải lớn như vậy, chị cũng không tin anh ta có thể thu mua toàn bộ đất ở đây. Đường Sở Sở lạnh nhạt nói. Hiểu rồi. Tôn Tiểu Tiểu gật đầu. Đúng rồi, đã tìm được người phát ngôn cho Đường thị chưa? Đường Sở Sở hỏi. Đã tìm được, là một nữ diễn viên hàng đầu trong nước, rất nổi tiếng, nghe nói cô ấy chỉ đứng sau vị nữ thần quốc dân Tô Nhược Tuyết kia. Ngày mai cô ấy sẽ đến thiên hải bắt đầu quay phim. Nhưng yêu cầu của nữ diễn viên này không thấp, ăn ở đi lại đều yêu cầu chất lượng cao nhất, phỏng chừng là người khó hầu hạ. Nhưng bởi vì cô ấy rất nổi tiếng nên bên phía bộ phận quảng cáo đã chọn cô ấy làm người phát ngôn cho công ty chúng ta, chủ tịch, chị nghĩ sao? Tôn Tiểu Tiểu trả lời. Nếu bộ phận quảng cáo đã quyết định rồi, vậy cứ làm thế đi. Đại Minh Tinh sao, khẳng định yêu cầu cao một chút. Tiểu Tiểu. Ngày mai em thay chị đi nói chuyện với đối phương nhé, phải đảm bảo không được xảy ra bất luận sai lầm gì. Đường Sở Sở dặn dò Tôn Tiểu Tiểu. Vâng, chủ tịch. Tôn Tiểu Tiểu lập tức gật đầu. Trong khi đó, ở nơi nào đó trong thiên hải. Đám người long hồn tụ tập ở đây. Không ngờ tên Diệp Phàm kia lại là đệ tử của sát thần Tu La, thảo nào hắn lại khủng bố như vậy. Người đàn ông ốm yếu như khỉ cảm thán nói. Đội trưởng. Chúng ta có nên lập tức bẩm báo việc này cho Long Soái không? Một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt hỏi. Mấy người quên lời hắn nói sao? Nếu chúng ta tiết lộ chuyện này ra ngoài, vậy chúng ta phải chết. Người đàn ông gầy yếu như khỉ vội vàng nói. Tôi cũng không tin hắn thật sự dám giết chúng ta là người của Long Hồn mà. Người phụ nữ mặc quần áo màu đen hừ lạnh nói. Lãnh Nguyệt, cô chớ nên không tin.
tên kia ngay cả người của Vũ Phiệt cũng dám giết, giết mấy người long hồn như chúng ta có tính là cái gì? Hầu tử tôi còn trẻ, còn chưa lấy vợ, tôi không muốn chết như vậy đâu, đây chẳng phải quá bất công sao? Người đàn ông gầy yếu như khỉ kia bĩu môi. Có thể là Long Soái đã biết được thân phận của hắn từ lâu rồi, cho nên mới để chúng ta tới, nếu hắn chỉ là một người bình thường, Long Soái sao có thể bảo chúng ta tới bảo vệ hắn được? Người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng nói. Đội trưởng nói có lý, vậy chúng ta không cần phải báo cáo cho Long Soái nữa. Hầu tử cười nói. Đội trưởng, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Người phụ nữ tên Lãnh Nguyệt mở miệng hỏi. Trước tiên báo cáo chuyện hôm nay cho Long Soái biết, về phần chuyện giữa hắn và sát thần Tu La thì không cần báo cáo, chờ Long Soái quyết định. Vị đội trưởng kia nói thẳng. Khi bọn họ đang bàn luận về Diệp Phàm, thì lúc này Diệp Phàm đi tới Bách Hoa Lâu. Thiếu chủ, Xuân Lan đi tới trước mặt Diệp Phàm. Thi Âm có khỏe không? Diệp Phàm hỏi. Tâm trạng của cô Lâm coi như đã ổn định, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích của ba cô ấy. Ba cô ấy hẳn là đã rời khỏi Thiên Hải rồi. Xuân Lan trầm giọng nói. Vậy để tôi lên xem cô ấy. Diệp Phàm đi thẳng lên một căn phòng trên tầng cao nhất. Lúc trước vì bảo vệ Lâm Thi Âm, hắn đã cố ý sắp xếp chỗ này, nơi này hội tụ toàn bộ cao thủ Bách Hoa Lâu, là nơi an toàn nhất. Diệp Phàm gõ cửa, nhưng không ai đáp lại. Hắn đi thẳng vào, nhưng không thấy Lâm Thi Âm đâu. Ken két. Đang lúc Diệp Phàm nghi ngờ không biết Lâm Thi Âm đi đâu. Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Lâm Thi Âm tóc tai ướt sũng, trên người quấn một cái khăn tắm đi ra, một vùng lớn cảnh xuân lộ ra ngoài. Nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng yên tĩnh. Thật ngại quá, vừa rồi tôi gõ cửa không ai trả lời, nên tôi đi vào, thật ngại quá. Vẻ mặt Diệp Phàm xấu hổ nhìn Lâm Thi Âm. Còn Lâm Thi Âm thì đỏ mặt, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Đợi đến khi cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh lần nữa, đã mặc xong quần áo. Vừa rồi. Không có việc gì, vừa rồi tôi đang tắm, nên không nghe thấy tiếng anh gõ cửa. Lâm Thi Âm đỏ mặt, hơi ngượng ngùng nói. Tôi đến thăm cô, mấy ngày nay cô có khỏe không? Diệp Phàm hỏi. Chị Xuân Lan chăm sóc tôi rất tốt, chỉ là ba tôi vẫn không có chút tin tức gì, anh nói xem có phải ông đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Vẻ mặt Lâm Thi Âm lo lắng nói. Yên tâm, chú ấy nhất định không có việc gì, đoán chừng là chú ấy sợ liên lụy cô, cho nên mới rời đi. Diệp Phàm an ủi. Tôi chỉ có một người thân là ba. Nếu ông ấy xảy ra chuyện, tôi cũng không biết sống như thế nào. Giờ phút này vành mắt Lâm Thi Âm phiếm hồng, trông rất đáng thương. Mà Diệp Phàm cũng không biết làm thế nào, hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thi Âm, nói, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm được chú Lâm. Cảm ơn anh, Diệp Phàm. Lâm Thi Âm tựa vào người Diệp Phàm, dường như tìm được chỗ dựa mới. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ vang. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Lâm Thi Âm vội vàng hỏi. Diệp Phàm đi thẳng ra ngoài. Trong đại sảnh lầu một Bách Hoa Lâu. Một đám người xông tới, dọa khách hàng trong Bách Hoa Lâu chạy mất. Các anh là ai? Dám gây sự ở Bách Hoa Lâu của tôi, thật to gan. Xuân Lan đi ra, vẻ mặt lạnh như băng nói, xung quanh lập tức xuất hiện một đám cao thủ Bách Hoa Lâu. Bách Hoa Lâu thì sao? Tôi là người của Lâm Phiệt. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng đầu đám người hừ lạnh nói. Hắn ta chính là Lâm Phong. Lần này Lâm Phong mang đến một đám cường giả Lâm Phiệt, để bắt lấy Lâm Thi Âm và chém giết Diệp Phàm. Với lực lượng của Lâm Phiệt, trong vòng vài ngày đã tìm ra tung tích của Lâm Thi Âm. Bởi vậy Lâm Phong trực tiếp dẫn người đến. Mặc dù đối phương ẩn thân trong Bách Hoa Lâu, nhưng Lâm Phong cũng không để ý. Lâm Phiệt cũng không kém Bách Hoa Lâu. Lâm Phiệt. Người của Lâm Phiệt các người đến Bách Hoa Lâu làm gì? Ánh mắt Xuân Lan cố định, trầm giọng hỏi. Người phụ nữ Lâm Thi Âm kia là bị các cô giấu ở đây đúng không? Giao cô ta ra đây. Lâm Phong quát lên. Nếu tôi không giao thì sao? Xuân Lan mở miệng nói. Hôm nay tôi sẽ đập nát Bách Hoa Lâu, giết sạch từng người các cô. Vẻ mặt Lâm Phong hùng mạnh kêu lên. Sắc mặt đám người Xuân Lan lạnh lẽo. Trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Anh có thể đập một cái thử xem. Bỗng nhiên, một giọng nói quyến rũ dễ nghe từ bên ngoài truyền đến.
Bên ngoài Bách Hoa Lâu, một nhóm người tràn vào. Trên người nhóm người này đều mặc quần áo thêu nhiều hoa văn khác nhau, trên mặt mang khăn che mặt, trên cơ thể toát ra khí chất lạnh lùng và đáng sợ. Hơn nữa tất cả đều là phụ nữ, khí chất không tầm thường. Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc váy dài màu tím tà xẻ cao, người phụ nữ này sinh ra đã cao quý, hào phóng, cử chỉ quyến rũ vô hình, duyên dáng như trăng tròn, đúng là một người đẹp bẩm sinh. Người phụ nữ này không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn có làn da trắng nõn, vòng eo thon gọn, đường xẻ cao dưới chiếc váy dài để lộ trọn vẹn đôi chân thon trắng như tuyết, đôi chân mịn màng như ngọc mang một đôi giày cao gót thạch anh tím cao 5 tấc, tôn lên vóc dáng cao ráo hoàn mỹ, tạo cho người ta cảm giác quyến rũ mị hoặc, cô gái này khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã có cảm giác tim đập loạn nhịp. Ngay cả Lâm Phong cũng cảm thấy hormone của mình tăng vọt khi nhìn người phụ nữ này. Hắn ta tự thấy mình có ý chí kiên định, không bị lay động bởi sắc đẹp của phụ nữ, nhưng bây giờ hắn ta nhìn vào người phụ nữ này, thế mà trong lòng lại thấy bồn chồn. Đại tiểu thư, đám người Xuân Lan nhìn thấy người phụ nữ mặc váy tím, vội vàng bước đến cung kính chào hỏi. Người phụ nữ này này chính là Cơ Như Yên, con gái của người đứng đầu hiện tại của Bách Hoa Lâu. Kể từ khi lâu chủ của Bách Hoa Lâu biến mất, Bách Hoa Lâu đã do phó lâu chủ trước đó phụ trách. Cũng chính là người đang nắm quyền hiện tại. Trong vài năm qua, người nắm quyền Bách Hoa Lâu đã bàn giao dần mọi công việc lớn nhỏ trong Bách Hoa Lâu cho con gái Cơ Như Yên của mình quản lý. Vì vậy, Cơ Như Yên hiện là người phụ trách của Bách Hoa Lâu. Ở Đế Đô, Cơ Như Yên còn được xưng là hoa khôi đệ nhất của Bách Hoa Lâu, được vô số thanh niên ở Đế Đô săn đón. Vô số cậu ấm nhà giàu quyền thế nằm mơ cũng muốn được âu yếm với cô hoa khôi này, nhưng đều thất bại. Hơn nữa, nhiều cậu ấm còn bắt đầu đặt cược xem ai cuối cùng sẽ lấy được sự âu yếm của cô hoa khôi này. Anh muốn đập Bách Hoa Lâu của tôi. Cơ Như Yên nhìn Lâm Phong mỉm cười quyến rũ. Hít. Ngay lập tức, Lâm Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác rung động trong lòng và hormone đang tăng lên của mình xuống. Hắn ta lạnh lùng nói, người mà Lâm Phiệt muốn tìm đang ở trong Bách Hoa Lâu của cô. Nếu hôm nay cô không giao người ra thì đừng trách Lâm Phiệt tôi không nể mặt. Bách Hoa Lâu đã được thành lập ở Long Quốc nhiều năm như vậy, anh có biết đến Bách Hoa Lâu gây sự sẽ có hậu quả gì không? Cơ Như Yên bước đi uyển chuyển đến trước mặt Lâm Phong, nét mặt dịu dàng quyến rũ nói. Kết quả gì? Lâm Phong nhướng mày nhìn Cơ Như Yên. Những kẻ gây sự ở Bách Hoa Lâu, phải chết. Vẻ mặt Cơ Như Yên quyến rũ nói một câu, trong khi nói, cô ta dùng tay phải đặt lên cổ Lâm Phong, những móng tay trên bàn tay phải của cô ta nhọn như một lưỡi dao. Rạch một đường trên cổ Lâm Phong. Cô, biểu cảm của Lâm Phong đột nhiên thay đổi, hắn ta đưa tay che cổ, hai mắt trợn to nhìn Cơ Như Yên. Lúc này, bàn tay che cổ họng của hắn ta nhuộm đầy máu tươi, máu từ chỗ bị rạch không ngừng phun ra. Bịch một tiếng, Lâm Phong ngã xuống đất không nói được lời nào, chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, một nhân vật đứng đầu của nhánh phụ Lâm Phiệt. Một thế hệ trẻ tài năng được xếp vào top 5 trong toàn bộ Lâm Phiệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người ta cắt cổ, chết không nhắm mắt. Mọi người có mặt đều kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh này. Sau khi Cơ Như Yên giết Lâm Phong, cô ta lấy một chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch đầu ngón tay. Sau khi lau tay xong, cô ấy ném chiếc khăn tay đi, che phủ khuôn mặt của Lâm Phong. Lâm Thiếu! Lúc này đám người Lâm Phiệt mới phản ứng lại, vội vàng hét lên. Những cường giả của Lâm Phiệt có mặt tại đây nhìn chằm chằm Cơ Như Yên với khuôn mặt giận dữ, tấn công về phía cô ta, đám người đứng sau lưng Cơ Như Yên cũng đồng thời ra tay, đối chiến cùng với cường giả Lâm Phiệt. Mặc dù nhóm người do Cơ Như Yên mang đến đều là phụ nữ, nhưng họ là những thành viên ưu tú nhất của Bách Hoa Vệ trong Bách Hoa Lâu, Bách Hoa Vệ đều là cao thủ là do lâu chủ Bách Hoa Lâu năm đó tự mình bồi dưỡng, năng lực chiến đấu rất mạnh. Trải qua nhiều năm như vậy, năng lực chiến đấu của Bách Hoa Vệ đã được nâng cao đến cấp độ cao nhất, bất kỳ ai trong số họ đều có thể trở thành cao thủ võ thuật một vùng. Mặc dù người Lâm Phiệt phái đi đều là cường giả nhân cảnh cửu trọng trở lên, trong đó còn có cường giả huyền cảnh cửu trọng, nhưng ở trước mặt đám người Bách Hoa Vệ cũng không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, toàn bộ cường giả của Lâm Phiệt đều bị giết. Xuân Lan, em cử người đưa toàn bộ thi thể về Lâm Phiệt. Nói với người của Lâm Phiệt, Bách Hoa Lâu không phải ai muốn đến gây sự cũng được. Cơ Như Yên nhẹ nhàng nói. Dạ, đại tiểu thư.
Xuân Lan cung kính nhẹ gật đầu. Bốp, bốp, bốp. Lúc này một chàng vỗ tay vang lên. Diệp Phàm vừa vỗ tay vừa bước tới, nhìn về phía Cơ Như Yên, làm tốt lắm. Đại tiểu thư, đây. Anh là đệ tử của lâu chủ. Xuân Lan đang định giới thiệu Diệp Phàm với Cơ Như Yên, nhưng đối phương đã nói thẳng với Diệp Phàm. Lúc này, đôi mắt Cơ Như Yên nhìn Diệp Phàm xẹt qua tia sáng kỳ lạ. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu. Thuộc hạ là Cơ Như Yên, con gái của người dẫn dắt Bách Hoa Lâu, bái kiến thiếu chủ. Cơ Như Yên ôm quyền nói với Diệp Phàm. Cô giống như không tán thành vị trí thiếu chủ này của tôi nhỉ. Diệp Phàm nhìn Cơ Như Yên, khẽ mỉm cười. Thuộc hạ không dám. Vẻ mặt Cơ Như Yên thay đổi, cúi đầu nói. Thật không? Diệp Phàm đến trước mặt Cơ Như Yên, đưa tay nâng cằm Cơ Như Yên, nâng đầu cô ta lên, khoảng cách hai người nhìn nhau rất gần. Cơ Như Yên đã từng gặp vô số đàn ông, đối mặt với bất kỳ cường giả nào vẻ mặt cũng chưa bao giờ thay đổi, nhưng khi đối mặt với Diệp Phàm, trong lòng lại bối rối, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Từ trong ánh mắt của cô, tôi có thể nhìn thấy tham vọng của cô. Cô muốn làm chủ của Bách Hoa Lâu. Diệp Phàm nhìn Cơ Như Yên và nói thẳng. Bịch. Nghe được lời nói của Diệp Phàm, vẻ mặt của đám người Xuân Lan và những thành viên khác của Bách Hoa Lâu đều thay đổi. Cơ Như Yên mở to mắt, đối mặt với lời nói của Diệp Phàm, cô ta trực tiếp quỳ xuống nói, thuộc hạ tuyệt đối trung thành với lâu chủ, hoàn toàn không có bất cứ ý định phản bội nào. Cô trung thành tuyệt đối với thất sư phụ của tôi, nhưng không có lòng trung thành với tôi, phải không? Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tôi. Đứng lên đi. Cơ Như Yên muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Diệp Phàm kêu đứng lên. Một người có tham vọng là tốt, tôi cũng không quan tâm đến tham vọng của cô. Với lại tôi cũng không có hứng thú với vị trí lâu chủ của Bách Hoa Lâu, nếu cô muốn làm thì sẽ là của cô. Nhưng lúc tôi cần Bách Hoa Lâu, các cô nhất định phải lấy ra. Nếu ai dám có bất kỳ ý định khác nào, vậy cũng đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc. Vẻ mặt Diệp Phàm lãnh đạm nói. Nói xong, hắn còn cố ý nhìn lướt qua Cơ Như Yên, chỉ ánh mắt này đã khiến trong lòng Cơ Như Yên run lên, cảm giác như tóc gáy dựng lên, toát mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên Cơ Như Yên có cảm giác sợ hãi mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng Diệp Phàm không làm gì, nhưng Cơ Như Yên lại có cảm giác như mình bị lột sạch quần áo trước mặt đối phương, không gì có thể che giấu được đôi mắt của đối phương, nội tâm của cô ta đến cả mẹ cô ta cũng nhìn không ra, lại bị Diệp Phàm nhìn thấu. Người thiếu chủ này thật đáng sợ. Trước đó Cơ Như Yên đã biết về sự tồn tại của Diệp Phàm, cô ta rất coi thường người thiếu chủ này, hơn nữa còn có ý định loại bỏ hắn, bởi vì cô ta có tham vọng rất lớn, muốn kiểm soát toàn bộ Bách Hoa Lâu. Mà sự xuất hiện của Diệp Phàm, tất nhiên là điều Cơ Như Yên không muốn nhìn thấy nhất, nhưng hôm nay khi thật sự trông thấy người thiếu chủ này, cô ta mới cảm nhận sâu sắc được sự đáng sợ của đối phương. Chỉ vài câu nói, một cái liếc mắt, nhưng đã khiến Cơ Như Yên trải qua cảm giác sợ hãi và áp lực chưa từng có. Cho dù trong số những cậu ấm đứng đầu đế đô cũng không ai có thể khiến Cơ Như Yên có cảm giác như vậy. Vị thiếu chủ này, thâm sâu không lường được. Thuộc hạ nhớ kỹ lời dạy của thiếu chủ. Cơ Như Yên khom người nói với Diệp Phàm. Những người sau lưng cô hẳn là Bách Hoa Vệ do thất sư phụ thành lập đúng không? Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía thành viên của Bách Hoa Vệ. Đúng vậy. Cơ Như Yên gật đầu, sau đó nhìn sang những người kia, còn không mau bái kiến thiếu chủ. Tham kiến thiếu chủ. Người của Bách Hoa Vệ quỳ gối hô to trước mặt Diệp Phàm. Cô cũng thật có bản lĩnh, ngay cả Bách Hoa Vệ do thất sư phụ thành lập cũng có thể thu phục. Diệp Phàm nhìn về phía Cơ Như Yên, cơ thể cô ta run rẩy, cúi thấp đầu. À, đúng rồi, những người vừa nãy là ai vậy? Diệp Phàm hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ. Bọn họ là người của Lâm Phiệt, một trong cửu đại môn Phiệt. Cơ Như Yên đáp, cửu đại môn Phiệt là thế lực như thế nào? Diệp Phàm hỏi, trước kia có một võ Phiệt muốn giết hắn, giờ lại thêm một Lâm Phiệt. Đây là những thế lực nào? Cửu đại môn Phiệt chính là 9 dòng họ quý tộc cổ xưa ở Long Quốc, bọn họ có truyền thừa cả nghìn năm lịch sử, chứng kiến biết bao triều đại quật khởi rồi lụi tàn. Nhưng cửu đại môn Phiệt vẫn luôn tồn tại tới tận bây giờ. Nội bộ thâm sâu khó lường. Cho đến ngày nay, thế lực của cửu đại môn Phiệt đã trải rộng khắp Long Quốc, bọn họ giống như một con quái vật khổng lồ, không một ai có thể lay chuyển được địa vị. Lâm Phiệt chính là một trong cửu Phiệt.
Cơ Như Yên giải thích. Hóa ra là như vậy. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Diệp Phàm, bọn họ tới mắt tôi sao? Lúc này, Lâm Thi Âm bước xuống nói. Ừ, bọn họ cùng phe với nhóm người xông vào nhà cô, người của Lâm Phiệt, một trong cửu đại môn phiệt của Long Quốc. Diệp Phàm trầm giọng nói. Cửu đại môn phiệt. Ánh mắt Lâm Thi Âm lộ ra vẻ khó hiểu. Chính là chín dòng họ cường đại, ba cô hẳn là tới từ Lâm Phiệt kia. Diệp Phàm đáp. Bọn họ không phải là người thân của tôi sao? Vậy mà còn? Lâm Thi Âm ngạc nhiên hỏi. Chuyện này có lẽ rất phức tạp, nhưng lần này Lâm Phiệt tới bắt cô chắc chắn là có mưu đồ, yên tâm, tôi sẽ không để họ bắt cô đi. Diệp Phàm nhìn Lâm Thi Âm nói. Diệp Phàm, cảm ơn anh. Nhưng mà tôi cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, cái gì cũng làm không xong, không bảo vệ được ba, còn phải để anh bảo vệ. Lâm Thi Âm cô đơn tự trách. Sao cô lại vô dụng? Cô quên những lời tôi đã nói với cô rồi sao? Diệp Phàm nói. Lâm Thi Âm nhớ lại những gì Diệp Phàm nói với mình, ánh mắt cô nheo lại. Diệp Phàm, anh nói với tôi, theo đại sư phụ của anh học đàn sẽ có bản lĩnh bảo vệ bản thân, là thật sao? Không sai. Diệp Phàm gật đầu. Tôi muốn theo đại sư phụ anh học đàn, học bản lĩnh bảo vệ bản thân và ba, có được không? Lâm Thi Âm nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên có thể, nhưng cô phải lên núi một thời gian ngắn, có lẽ sẽ rất nhàm chán. Diệp Phàm đáp. Không sao. Tôi có thể làm được. Lâm Thi Âm kiên định nói. Được, ngày mai tôi sẽ cho người dẫn cô tới chỗ đại sư phụ. Diệp Phàm mỉm cười nhìn Lâm Thi Âm nói. Thất sư phụ, đại sư phụ, lẽ nào? Cơ Như Yến ở bên cạnh nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy thì hai mắt lóe lên, trong lòng thầm suy đoán. Diệp Phàm gọi người đứng đầu Bách Hoa là thất sư phụ, đương nhiên là phía trước còn có 6 vị sư phụ. Với thân phận chủ nhân Bách Hoa mà chỉ là thất sư phụ của Diệp Phàm, vậy 6 vị kia phải mạnh như thế nào? Trong lòng Cơ Như Yên chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Diệp Phàm. Vị thiếu chủ này, quả nhiên là không đơn giản. Trong khu biệt thự Tử Kinh, Trần Tiểu Manh vừa ăn vừa lẩm bẩm. Vậy đừng ăn nữa. Diệp Phàm bày ra bộ dáng muốn tịch thu chén đũa của Trần Tiểu Manh. Đừng mà, anh rể, em nói đùa đó. Trần Tiểu Manh vội vàng giữ lấy chén đũa, lấy lòng nói. Tiểu Manh, ngực em to lên rồi. Đường Sở Sở cười cười nhìn Trần Tiểu Manh. Chị họ, sao chị biết? Trần Tiểu Manh ngạc nhiên hỏi. Lúc trước chị lấy nhầm đồ lót, phát hiện áo ngực của em lại tăng lên một size. Đường Sở Sở nói. Vâng, đúng thế. Em sắp không mua được áo lót vừa kích cỡ rồi, phiền chết đi được. Trần Tiểu Manh bĩu môi, bất lực nói. Đường Sở Sở nhìn Trần Tiểu Manh, sau đó lại nhìn bản thân rồi bày ra vẻ mặt hâm mộ. Bà xã, có phải em cũng muốn ngực lớn như con nhóc này không? Anh có một phương pháp xoa bóp nở ngực, có cần anh giúp đỡ không? Bảo đảm còn to hơn của nhóc kia. Diệp Phàm cười gian trá. Anh Tiểu Phàm, em đâu có. Đường Sở Sở đỏ mặt. Vội vàng cúi đầu ăn cơm. Anh rể, phương pháp massage gì vậy, em thấy anh muốn dở trò lưu manh thì có. Trần Tiểu Manh liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Anh cũng đâu có nói sai. Diệp Phàm đường đường chính chính nói. Vậy anh xoa bóp cho em đi, em có to hơn được không? Trần Tiểu Manh to gan nói. Em, bỏ đi, em mà còn to nữa là thành khinh khí cầu đó. Diệp Phàm liếc Trần Tiểu Manh, trực tiếp lắc đầu từ chối. Hừ, anh rể lại bắt nạt em. Trần Tiểu Manh kiêu ngạo nói. Vút, đột nhiên một cơn gió thổi qua, vang lên tiếng rít gào. Lúc này, Trần Tiểu Man run cầm cập nói. Đường Sở Sở nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Mọi người ăn tiếp đi, anh ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Diệp Phàm nói. Hắn đứng dậy đi ra khỏi biệt thự. Người đàn ông khoác áo xám, tóc tai bù xù đứng giữa sân biệt thự. Mang lại cho người ta một cảm giác u ám. Bóng người xuất hiện ở nơi này, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này, Diệp Phàm bước tới, hắn nhìn người đàn ông nói, ông là ai? Nửa đêm nửa hôm đứng ở đây, định dọa chết người à? Cút ra! Người đàn ông liếc Diệp Phàm với vẻ âm trầm, hắn lạnh giọng quát lớn. Đây là nhà tôi, bảo tôi cút, ông chui ở đâu ra vậy? Diệp Phàm bực mình đáp. Lúc này, Đường Sở Sở nghe thấy động tĩnh cũng đi ra ngoài. Người kia là ai vậy, trông sợ quá.
Trần Tiểu Manh sợ hết hồn khi trông thấy người đàn ông. Thân thể huyền âm. Người đàn ông chăm chú nhìn Đường Sở Sở, hưng phấn nói. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Thân thể huyền âm là của bổn tọa. Người đàn ông nhìn Đường Sở Sở với ánh mắt tham lam. Diệp Phàm nghe được những lời đối phương nói cũng hiểu ra, xem ra người này nhắm tới cơ thể huyền âm của Đường Sở Sở. Đường Sở Sở nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Vụt! Sau đó, người đàn ông đã xông về phía Đường Sở Sở, hắn ta muốn bắt cô lại. Bịch! Ngay khi hắn ta lao tới chỗ Đường Sở Sở, Diệp Phàm đã đạp một cước khiến cho người này bay ra ngoài. Bịch bịch bịch! Người đàn ông bị Diệp Phàm đạp lùi về phía sau, ông ta rên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ máu, nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi, cậu! Vợ của tôi mà cũng dám động! Diệp Phàm khinh thường liếc nhìn đối phương. Cậu là người của thế lực nào? Người đàn ông trầm giọng hỏi Diệp Phàm. Người chết không cần biết những chuyện này. Dương Bách Xuyên đi về phía đối phương. Nếu như đã để mắt tới thân thể huyền âm của Đường Sở Sở, vậy thì hắn càng không thể bỏ qua được. Danh con, miệng lưỡi cũng ghê nhỉ, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với bổn tọa như vậy. Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Trên người ông ta tản ra hơi thở đáng sợ, xung quanh bắt đầu nổi lên từng cơn gió, mang lại cho người ta một loại cảm giác gió lạnh gào thét, ác quỷ phủ xuống. Lúc này, người đàn ông tỏa ra sức mạnh vượt qua huyền cảnh, có thể làm cho người khác hít thở không thông, không khí xung quanh dường như bị đông lại. Mạnh quá! U Ảnh trông thấy khí tức toát ra từ người đàn ông này, hai mắt co rút lại, vẻ mặt chấn động nói. Thực lực của người này mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ riêng luồng khí tức này đã làm ông khó thở. Doãn Thiên Phong. Ông lão muốn nhận Đường Sở Sở làm đồ đệ đột nhiên xuất hiện, lão ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia. Đi chết đi. Hai tay người đàn ông hóa thành móng nhọn trực tiếp xiết về phía Diệp Phàm, móng vuốt của ông ta ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, kèm theo gió lạnh gào thét, giống như lốc xoáy được chiếu trên TV, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Cẩn thận. Ba người Đường Sở Sở nhìn thấy cảnh này. Ai nấy đều lo lắng gọi tên Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đang tới. Móng vuốt của đối phương mạnh đến mức một khi rơi xuống cũng đủ làm cho cơ thể con người nổ tung. Cường giả bình thường không thể nào đỡ được đòn tấn công này. Người này có thực lực mạnh như vậy, ông ta là người giỏi nhất trong số cao thủ Diệp Phàm gặp được từ khi xuống núi. Giây sau, một tiếng nổ vang lên. Móng vuốt của người đàn ông này còn cách Diệp Phàm một tấc thì đã gặp trở ngại. Ông ta mở to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy Diệp Phàm tung quyền đánh thẳng lên người đối phương, một kích đoạt mạng. Cậu! Người đàn ông nhìn chằm chằm với vẻ khó tin. Phụt! Ngay sau đó, ông ta nằm lăn trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, ông già kia bước nhanh tới, nhìn người này nói, đúng là Quân Thiên Phong. Ông biết ông ta. Diệp Phàm nhìn sang ông cụ. Ông ta tên là Quân Thiên Phong, một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc, người này tu luyện tà thuật, ông ta thích cưỡng hiếp con gái cướp đoạt âm khí trong cơ thể họ để tu luyện. Lần này là nhắm tới thân thể huyền âm của cô Đường, muốn dùng nó để tu luyện, không ngờ lại chết trong tay cậu. Ông cụ cảm thán nói. Ác nhân cốc, cái quái gì thế? Diệp Phàm bĩu môi, hắn chỉ biết quỷ cốc, ác nhân cốc thì chưa nghe bao giờ. Ác nhân cốc là một nơi vô cùng nguy hiểm, đáng sợ nhất của Long Quốc, nơi đó có nhất nhiều kẻ ác, bọn họ không chỉ hung hãn tàn bạo mà còn tu luyện công pháp tà ma, tất cả đều rất độc ác và tàn nhẫn, những người như vậy tập hợp lại với nhau, hình thành nên ác nhân cốc. Ở trong ác nhân cốc có bốn thủ lĩnh, bọn họ là bốn người có thực lực mạnh nhất, ngoài ra còn có thập đại ác nhân, mỗi người trong số họ đều là cao thủ hạng nhất. Trước kia, triều đình và các thế lực khắp nơi Long Quốc muốn diệt trừ ác nhân cốc. Nhưng đáng tiếc là không thành công. Ác nhân cốc cũng trở thành nơi ẩn náu của vô số võ giả phạm tội nghiêm trọng, thế lực càng ngày càng lớn, bây giờ muốn diệt được ác nhân cốc lại càng khó hơn. Ông cụ khẽ vuốt chòm râu, nhỏ giọng giới thiệu. Long Quốc còn có nơi như thế này, thú vị. Diệp Phàm khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía ông cụ, lão già như ông biết cũng nhiều đấy chứ nhỉ, ông rốt cuộc là ai? Nói. Lúc này, Diệp Phàm nhìn ông cụ với vẻ mặt lạnh lẽo. Lão phu Mạc Trường Hà, tới từ nhà họ Mạc. Ông cụ nhẹ giọng nói. Nhà họ Mạc. Ông là người là họ Mạc.
Diệp Phàm nghe thấy đối phương nói như vậy, ánh mắt hơi cứng lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, xem ra cậu cũng biết nhà họ Mạc. Mạc Trường Hà cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Thời đại bây giờ, người biết tới nhà họ Mạc cũng không nhiều. Nhưng nếu đã biết nhà họ Mạc thì thân phận cũng không phải tầm thường. Không ngờ ông lại là người nhà họ Mạc. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên khi nhìn Mạc Trường Hà. Hắn từng nghe Tam sư phụ nhắc tới nhà họ Mạc, đây là một dòng họ không hề đơn giản, truyền thừa lâu đời, hơn nữa còn có một mối liên hệ nhất định với quỷ cốc. Không nghĩ tới lại gặp được người nhà họ Mạc ở nơi này. Hình như cậu hiểu rất rõ về nhà họ Mạc. Cho hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Mạc Trường Hà cũng tò mò nhìn Diệp Phàm. Quỷ cốc. Diệp Phàm nói ra hai chữ. Nghe thấy Diệp Phàm trả lời, vẻ mặt Mạc Trường Hà thay đổi, rồi nhìn hắn với vẻ chấn động, cậu vậy mà. Được rồi, bây giờ ông cũng đã biết, nhưng tốt nhất là đừng nói linh tinh. Diệp Phàm thản nhiên, hắn nhìn sang U Ảnh, ông xử lý thi thể của tên này đi. Vâng, thiếu chủ. U Ảnh gật đầu nhận lệnh. Vào trong thôi. Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía ba người còn lại, bọn họ quay trở lại biệt thự. Mạc Trường Hà đứng tại chỗ, ánh mắt không ngừng lóe lên. Cậu ta lại là người của quỷ cốc, thân thủ cao như vậy, lẽ nào là đệ tử của vị kia? Mạc Trường Hà nheo mắt, trong lòng thầm suy đoán. Nếu đã như thế, vậy nhà họ Mạc có lẽ. Lúc này, trong đầu Mạc Trường Hà có hàng vạn suy nghĩ, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Trong một gian phòng ở Bách Hoa Lâu, Thiên Hải, Cơ Như Yên đang gọi điện thoại. Gặp thiếu chủ rồi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của con gái. Ừ. Cơ Như Yên gật đầu. Cảm thấy thế nào? Giọng nữ đó lại vang lên. Thâm sâu khó lường. Cơ Như Yên im lặng vài giây rồi nói ra bốn chữ. Người đầu dây bên kia nghe thấy vậy thì cũng trầm mặc một lúc rồi đáp. Có năng lực khiến cô đánh giá như vậy. Xem ra vị thiếu chủ này không hề đơn giản. Tôi đã nói với cô rồi. Đệ tử được lâu chủ bồi dưỡng. Sao có thể là người bình thường? Anh ta không chỉ có một người sư phụ là lâu chủ. Hẳn là vẫn còn 6 vị sư phụ nữa, lâu chủ chỉ là thất sư phụ của anh ta. Cơ Như Yên nói. Gì cơ, anh ta còn có 6 vị sư phụ, lâu chủ chúng ta chỉ xếp thứ 7. Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng bất ngờ. Ừ, hơn nữa, anh ta đã nhìn ra ý đồ của tôi. Cơ Như Yên thản nhiên nói. Nhìn ra ý đồ của cô, vậy anh ta. Giọng điệu của người kia đổi sang lo lắng. Cơ Như Yên nhắc lại lời của Diệp Phàm. Anh ta nói như vậy thật à? Đúng thế. Vậy xem ra, vị thiếu chủ này quả thật rất có bản lĩnh. Như Yên, cô nhớ kỹ, không được có bất cứ ý nghĩ nào khác với thiếu chủ. Người ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói. Tôi biết rồi. Dứt lời, Cơ Như Yên nhanh chóng cúp điện thoại, trong đôi mắt quyến rũ hiện ra tia sáng, cũng không biết đang nghĩ gì. Lâm Phiệt. Khi Lâm Báo nhìn thấy thi thể của con trai mình, trên người ông ta toát ra đầy sát khí, trong mắt ông tràn đầy lửa giận. Phong Nhi. Lâm Báo ngửa mặt lên trời hét lớn, trong mắt đầy tia máu, hai tay siết chặt. Một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể ông ta, phá hủy mọi thứ trong căn phòng, trên bức tường xung quanh còn xuất hiện vô số vết nứt. Lúc này, Phiệt chủ Lâm Phiệt đi tới. Phiệt chủ. Lâm Báo thấy Phiệt chủ xuất hiện. Ông ta áp chế lại cơn tức giận trong lòng. Lâm Phong bị giết, tôi biết ông rất tức giận, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh. Phiệt chủ nhìn Lâm Báo nói. Phiệt chủ, Bách Hoa Lâu ức hiếp người quá đáng, xin Phiệt chủ cho phép tôi dẫn người đi diệt bọn họ. Lâm Báo nhìn Phiệt chủ Lâm Phiệt với vẻ mặt đầy dữ tợn. Nếu Bách Hoa Lâu dễ diệt như vậy thì sớm đã không tồn tại nữa rồi. Phiệt chủ Lâm Phiệt lạnh giọng nói. Chẳng lẽ cứ để Lâm Phong chết một cách vô ích như vậy sao? Lâm Báo nói với vẻ không can tâm. Lâm Phong là con cháu của Lâm Phiệt ta, đương nhiên không thể chết như vậy được. Huống hồ lần này Bách Hoa Lâu còn giết của Lâm Phiệt chúng ta nhiều người như vậy. Nếu Lâm Phiệt không làm gì, truyền ra ngoài thì chúng ta đâu còn mặt mũi. Ông mang người đi diệt một vài phân bộ của Bách Hoa Lâu là được, dạy cho bọn họ một bài học, để chúng ngoan ngoãn giao ra con gái của Lâm Lang Thiên. Nếu không đừng trách Lâm Phiệt chúng ta không nể mặt lâu chủ Bách Hoa Lâu. Phiệt chủ Lâm Phiệt nói với giọng lạnh như băng. Vâng thưa Phiệt chủ. Lâm Báo nghiến răng nghiến lợi đáp. Trong lầu các cổ kính nào đó ở Long Quốc. Chủ nhân, đây là toàn bộ thông tin hiện có về Diệp Phàm.
một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt một người đàn ông mặc mãng bào, trong tay cầm một tập tài liệu ghi lại tất cả các thông tin về Diệp Phàm sau khi xuống núi, bao gồm cả những thế lực đối địch có thù oán với hắn đều rất chi tiết. Sau khi xem xong, người đàn ông mặc mãng bào nhíu mày hỏi, thực lực của tên này mạnh như vậy sao? Trong những năm này cậu ta đã trải qua những gì? Không điều tra được những thông tin về trước ư? Không ạ, thông tin trước khi cậu ta xuất hiện ở Thiên Hải hoàn toàn trống rỗng, không tra được người này. Người đàn ông mặc đồ đen trầm giọng trả lời. Xem ra trước đây tôi đã coi thường cậu ta. Người đàn ông mặc mãng bào lạnh lùng nói. Chủ nhân, tiếp theo có cần Bảo Thiên Phạt tiếp tục ra tay không? Người đàn ông mặc đồ đen hỏi. Báo cho Thiên Phạt lập tức bắt người này bằng bất cứ giá nào cho tôi, nhưng không được giết cậu ta. Người đàn ông mặc mãng bào nói với vẻ mặt uy nghiêm. Vâng, thưa chủ nhân. Người đàn ông mặc đồ đen gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chủ công không giết cậu ta vì muốn điều tra người đứng sau cậu ta sao? Lúc này, lão giả mặc quần áo vải đi tới, nói với người đàn ông mặc mãng bào. Ninh lão, lúc trước chúng ta đã xem nhẹ cậu ta, chắc chắn phía sau người này có một thế lực lớn mạnh. Vẻ mặt của người đàn ông mặc mãng bào cực kỳ thâm trầm. Chủ công đừng lo, hiện tại Diệp Thiên Long đã chết, cho dù phía sau cậu ta có ai hoặc thế lực nào, chúng ta cũng dễ dàng xử gọn, họ không thể gây trở ngại cho chủ công. Lão giả mặc quần áo vải nhẹ giọng nói. Nhưng nếu Diệp Thiên Long không chết thì sao? Người đàn ông mặc mãng bào thình lình lên tiếng. Nét mặt của lão giả mặc quần áo vải chợt cứng đờ. Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không thấy. Sao có thể chứ? Chẳng phải năm đó ông ta đã bị giết rồi sao? Lão giả mặc quần áo vải gằn giọng nói. Đúng thế, nhưng không tìm thấy thi thể của ông ta. Người đàn ông mặc mãng bào nhíu mày. Chủ công, ngài nghĩ nhiều rồi. Năm xưa Thiên Phạt tự tay giết ông ta, với chút thực lực còn lại của ông ta lúc đó thì không thể thoát chết. Lão giả mặc quần áo vải lạnh nhạt đáp lời. Mong là thế, biết vậy thì lúc đó tôi nên đích thân ra tay hoặc là nhìn tận mắt ông ta chết, như vậy tôi mới có thể yên tâm. Người đàn ông mặc mãng bào trầm giọng nói. Hiện tại kế hoạch đã bắt đầu, không ai có thể cản trở chủ công không cần lo lắng. Lão giả mặc quần áo vải khom người nói. Đúng vậy, không ai có thể cản trở tôi, cho dù Diệp Thiên Long sống lại cũng không thể. Người đàn ông mặc mãng bào gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn trong đầu, nghiêm nghị nói. Trong một cung điện âm u nào đó ở nước ngoài. Đại nhân, hiện tại thánh nữ đã mất trí nhớ, chúng ta phải làm thế nào? Bốn hộ pháp ám giả tìm kiếm A Cơ lúc trước quỳ dưới đất, nói với một bóng người đứng trong bóng tối. Đưa thánh nữ về bằng mọi giá. Với tình trạng hiện tại của thánh nữ, một khi đám người kia biết tung tích của thánh nữ thì thánh nữ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sẽ lập tức báo lại với gia tộc và xin tiếp viện. Bóng người kia hờ hững cất lời. Rõ. Bốn hộ pháp gật đầu. Nháy mắt một ngày mới đã đến. Anh rể, hành xóm của chúng ta chuyển đi rồi. Lại có một mỹ nữ chuyển tới. Diệp Phàm đang nấu bữa sáng thì Trần Tiểu Manh đột nhiên nói. Hàng xóm mới đến rồi hả? Diệp Phàm kinh ngạc, đi ra ngoài xem thử. Đúng là lại có người chuyển đến nhà của Thượng quan Lưu Ly ở bên cạnh. Xin chào Diệp thần y. Lúc này, một cô gái từ trong biệt thự bên cạnh đi ra chào hỏi Diệp Phàm qua hàng rào. Là cô à? Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn đối phương. Cô gái này không phải ai khác mà chính là Khương Vân Hy. Diệp thần y, sau này chúng ta là hàng xóm rồi. Khương Vân Hy mỉm cười nói với Diệp Phàm. Sao cô lại chuyển đến đây? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Tôi chuyển đến đây tất nhiên là muốn gần gũi với Diệp thần y rồi. Có lẽ làm như vậy thì một ngày nào đó Diệp thần y sẽ đồng ý nhận tôi làm đệ tử. Khương Vân Hy trả lời. Cô vẫn còn muốn tôi nhận cô làm đồ đệ hả? Cô không sợ tôi ư? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Hắn còn tưởng sau chuyện ngày hôm qua, cô gái này sẽ từ bỏ ý nghĩ bái hắn làm sư phụ. Tôi không sợ. Tôi biết hôm qua những người đó đều là kẻ xấu muốn giết Diệp thần y. Đã là kẻ xấu thì bọn họ bị giết là chuyện rất bình thường. Vẻ mặt Khương Vân Hy bình tĩnh như thể cô không bị ảnh hưởng bởi chuyện ngày hôm qua. Diệp Phàm bĩu môi, dứt khoát đi vào biệt thự. Tôi sẽ không từ bỏ. Khương Vân Hy siết chặt tay, vẻ mặt kiên định. Anh rể,
anh quen hàng xóm mới à? Sao cô ta lại muốn làm đồ đệ của anh? Trong biệt thự, Trần Tiểu Manh tò mò hỏi Diệp Phàm. Em hỏi nhiều thế. Diệp Phàm lườm cô nhóc này. Hừ, anh không nói nhất định là vì có gì đó mờ ám. Trần Tiểu Manh hừ mũi. Sau đó, Diệp Phàm đi đến Bách Hoa Lâu. Hắn yêu cầu Xuân Lan sắp xếp người đưa Lâm Thi M đến núi Cửu Long. Hơn nữa, hắn còn bảo Đại Hổ và Nhị Hổ đi cùng để tránh xảy ra sự cố. Tạm biệt Diệp Phàm. Lâm Thi M nhìn Diệp Phàm, bước tới ôm hắn. Tôi sẽ tiếp tục tìm ba cô đừng lo. Diệp Phàm hứa hẹn. Ừm. Lâm Thi M gật đầu, mắt sáng lấp lánh. Đột nhiên cô ấy hôn lên má Diệp Phàm rồi xoay người rời đi. Diệp Phàm bị Lâm Thi M tập kích cũng ngây ra. Xem ra Lâm cô nương có ý với thiếu chủ. Cơ Như Yên đi tới, nở nụ cười quyến rũ. Vậy cô có ý với tôi không? Diệp Phàm nhìn Cơ Như Yên, nở nụ cười nghiền ngẫm. Nếu thiếu chủ đồng ý thì thuộc hạ sẵn lòng hiến thân cho thiếu chủ. Cơ Như Yên dán sát vào Diệp Phàm, một mùi hương như hoa lan xông vào mũi khiến người ta mê đắm. Thôi quên đi. Diệp Phàm thẳng thừng lắc đầu. Cơ Như Yên không đơn giản, Diệp Phàm không định chọc vào đối phương. Cơ Như Yên thấy Diệp Phàm lắc đầu, không hiểu sao trong lòng hơi hụt hẫng. Thiếu chủ, tôi vừa nhận được tin lại có thêm rất nhiều cao thủ thế giới ngầm tới Thiên Hải, trong đó có nhiều cao thủ hàng đầu cấp A, thậm chí còn có người của hai thế lực cấp S. Xuân Lan đi tới báo cáo với Diệp Phàm. Lại tới nữa hả? Đám người này không chịu thôi đúng không? Diệp Phàm nhướng mày, lạnh lùng nói. Thiếu chủ, giờ chúng ta phải giải quyết triệt để mối phiền phức này. Một là yêu cầu kẻ treo thưởng hủy nhiệm vụ, hai là làm cho người của thế giới ngầm không dám động đến thiếu chủ. Cơ Như Yên lên tiếng. Chúng tôi còn đang điều tra kẻ treo thưởng, có điều đối phương ẩn nấp rất kỹ, không để lại bất kỳ manh mối nào, có lẽ còn cần thêm mấy ngày mới có thể tra ra thân phận của đối phương. Xuân Lan đáp. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai thôi. Cơ Như Yên nói với Diệp Phàm. Làm sao để đám người đó không dám động vào tôi nữa? Ánh mắt Diệp Phàm lấp lóe. Thiếu chủ, tôi có một biện pháp. Lúc này, U Ảnh đột nhiên cất lời. Biện pháp gì? Diệp Phàm đưa mắt nhìn U Ảnh. Nếu chủ nhân lộ diện với danh hiệu sát thần Tu La thì có thể đe dọa các cao thủ bóng tối không dám ra động vào thiếu chủ nữa. U Ảnh nói với Diệp Phàm. Chút chuyện nhỏ này mà phải tìm đến tứ sư phụ thì chắc chắn tôi sẽ bị mắng té tát. Không được. Diệp Phàm lắc đầu. Nhưng mà... Diệp Phàm chợt nhớ ra điều gì? Sao vậy? Đám Cơ Như Yên, U Ảnh đều nhìn Diệp Phàm. Trước kia tứ sư phụ từng nói ông có một tài khoản trên đanh web, trước kia đã từng đăng bài. Vừa hay tôi biết tài khoản này. Nếu tôi dùng tài khoản này đăng bài thì những người đó sẽ tưởng là tứ sư phụ đăng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cách này được đấy. U Ảnh trầm giọng nói. Vậy để tôi thử xem. Tuy Diệp Phàm không sợ đám cao thủ bóng tối này, nhưng hắn cũng không muốn bị bọn họ làm phiền suốt gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn. Kế tiếp, Cơ Như Yên kiếm cho Diệp Phàm một chiếc máy tính, hắn lập tức đăng nhập dark web. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm đăng nhập dark web. Trên dark web đầy dãy thông tin về thế giới ngầm, còn có danh sách hắc bảng và bảng sát thủ. Mà Diệp Phàm đăng nhập bằng tài khoản của tứ sư phụ. Tên tài khoản của tứ sư phụ chỉ có hai chữ, Tu La. Nhưng đối với toàn bộ thế giới ngầm mà nói, hai chữ này chính là một truyền kỳ. Tiếp theo, Diệp Phàm dùng tài khoản của tứ sư phụ đăng một bài. Kẻ nào dám nhận nhiệm vụ treo thưởng 5 tỷ này thì kẻ đó phải chết. Diệp Phàm dựa theo tính cách của tứ sư phụ viết ra câu này rồi đăng lên. Xong rồi. Hắn ấn đăng rồi nói. Bài đăng của Diệp Phàm vừa xuất hiện, cả dark web lập tức sôi trào. Đó là tài khoản của sát thần Tu La sao? Là thật đấy. Sát thần Tu La đã tái xuất giang hồ. Không phải tôi đang nằm mơ chứ. Sát thần Tu La muốn cảnh cáo chúng ta kẻ nào dám nhận nhiệm vụ treo thưởng này thì hắn sẽ giết kẻ đó sao? Lẽ nào sát thần Tu La và tên nhóc Long Quốc kia có quan hệ? Oh my god, cuối cùng thần tượng của tôi cũng xuất hiện rồi. Lúc này, một đống bình luận nhảy ra. Vô số người theo dõi trên dark web giật mình kinh ngạc. Bọn họ không ngờ sát thần Tu La đã biến mất mấy chục năm lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn xuất hiện vì người Long Quốc bị treo thưởng 5 tỷ kia.
chẳng mấy chốc tin tức trên đanh web đã lan truyền khắp thế giới ngầm. Các quốc gia trên thế giới và người đứng đầu các thế lực lớn đều nhận được tin tức. Qua mười mấy năm, sát thần Tu La lại xuất hiện. Nhất thời nơi nơi chấn động, thế giới ngầm xôn xao. Vô số thế lực đều đang bàn tán. Mà bài đăng này của sát thần Tu La đã khiến cho những cao thủ muốn đối phó với Diệp Phàm đổi lấy tiền thưởng 5 tỷ lập tức từ bỏ ý định này. 5 tỷ tuy tốt nhưng phải có mạng cầm mới được. Đến nay chiến tích năm xưa của sát thần Tu La vẫn còn lưu truyền trong thế giới ngầm. Ai dám đối đầu với sát thần Tu La chẳng khác nào tìm chết. Thậm chí sau khi biết đến bài đăng của sát thần Tu La, các thế lực ngầm và cao thủ bóng tối đã tới Thiên Hải hoặc đang trên đường tới Thiên Hải đều sợ đến mức vội vàng chạy luôn. Sát thần Tu La tái xuất sau mười mấy năm mất tích đã gây ra chấn động cực lớn. Nhất là 8 người còn lại trong 9 tùy tùng đi theo sát thần Tu La hồi xưa. Khi bọn họ biết tin tức này, mắt ai nấy đều sáng ngời. Chủ nhân xuất hiện rồi. Lẽ nào chủ nhân đang ở Thiên Hải? Đi thôi, tới Thiên Hải ngay lập tức. Mấy tùy tùng của sát thần Tu La nhao nhao chuẩn bị tới Thiên Hải. Trong rừng rậm nguyên thủy ở một nơi khác, mấy trăm thi thể mãnh thú nằm la liệt trên đất, máu chảy lênh láng. Một bóng người đứng giữa đống thi thể, tay cầm một thanh kiếm vẫn đang nhỏ máu, toàn thân toát ra sát khí vô tận. Chủ nhân, sát thần Tu La xuất hiện rồi. Lúc này, một nam tử xuất hiện, quỳ xuống nói với người đàn ông cầm kiếm. Tu La xuất hiện rồi. Con người của người đàn ông co lại, trong mắt phóng ra hai luồng sát quang kinh người, trên người tỏa ra sát ý ngút trời. Đúng vậy, 10 phút trước ông ta đăng một bài trên dark web. Nam tử báo cáo lại sự việc cho đối phương. Long Quốc, treo thưởng, Diệp Phàm. Có thể khiến Tu La mất tích mấy chục năm đích thân lên tiếng, xem ra Diệp Phàm không đơn giản. Thông qua cậu ta chắc chắn có thể tìm được Tu La. Lập tức sắp xếp, tôi muốn đi Long Quốc. Người đàn ông dứt khoát ra lệnh. Vâng. Nam tử kia gật đầu, xoay người rời đi. Tu La, năm xưa ông mang đến cho tôi nỗi nhục nhã, lần này chúng ta nên kết thúc rồi. Trong mắt người đàn ông này lóe lên sát khí lạnh lẽo. Trong căn cứ dưới lòng đất ở một hải đảo nào đó. Tu La, cuối cùng thì ông cũng xuất hiện rồi. Lúc này, một nam tử vô cùng kích động sau khi biết tin sát thần Tu La xuất hiện. Năm xưa ông diệt Hắc Thiên Sứ của tôi, giết ba của tôi, lần này tôi phải bắt ông nợ máu trả máu. Nam tử này siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Thiếu chủ, lần này Tu La công khai lên tiếng vì thằng nhóc Long Quốc kia, chứng tỏ mối quan hệ giữa ông ta và người này tuyệt đối không đơn giản. Nếu chúng ta bắt được người này thì sẽ là một vũ khí đối phó với Tu La. Một người đàn ông trung niên mũi ưng đứng trước mặt nam tử này lên tiếng. Ông nói không sai, có thể khiến sát thần biến mất mấy chục năm lên tiếng vì cậu ta, thằng nhóc này chắc chắn có quan hệ mật thiết với Tu La. Bắt cậu ta thì có thể áp chế Tu La, đến lúc đó tôi có thể báo thù cho ba mình và Hắc Thiên Sứ. Ông lập tức dẫn người tới Thiên Hải, nhất định phải bắt thằng nhóc này cho tôi. Nam tử lạnh lùng nói với người đàn ông trung niên mũi ưng. Rõ. Người đàn ông mũi ưng gật đầu. Ngoại vực. Trong một cung điện đỏ như máu nào đó. Một giọng nói khàn đặc vang lên, ẩn náu mấy chục năm, cuối cùng cũng không nhịn được nữa hả? Lập tức cử người đi Long Quốc bắt Diệp Phàm, ép hỏi tung tích của Tu La. Vâng. Sau khi giọng nói khàn đặc này vang lên, một giọng nói khác tiếp lời. Chiến bộ ở Long Quốc. Cậu ta có quan hệ với sát thần Tu La. Long Chiến Thiên thốt lên đầy kinh ngạc. Đúng vậy, không ngờ sát thần Tu La trong truyền thuyết lại vì cậu ta mà đích thân lên tiếng cảnh cáo thế lực ngầm. Đoán chừng lần này không còn ai dám ra tay với cậu ta vì tiền thưởng 5 tỷ nữa. Quân Đao trầm giọng nói. Người này không chỉ có quan hệ với chiến thần Thiên Sách, mà còn có quan hệ với sát thần Tu La, hơn nữa còn có liên hệ mật thiết với Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương. Địa vị của thằng nhóc này vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Long Chiến Thiên cảm thán. Long Soái, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Quân Đao nhìn Long Chiến Thiên. Hiện tại Mộ Bạch đã đi đón thằng nhóc này, vậy chúng ta chờ xem cậu ta làm thế nào để đưa quân Thiên Sách trở lại thời kỳ đỉnh phong. Long Chiến Thiên trầm giọng đáp, sau đó nhìn Quân Đao, à đúng rồi, trước đó có tin trong 9 quân đoàn có kẻ cấu kết với nước địch, cậu âm thầm điều tra xem kẻ này là ai.
trong chín quân đoàn có kẻ dám cấu kết với nước địch ư? Quân Đao biến sắc, lạnh lùng nói. Đúng vậy, yên ổn vài chục năm, có một số kẻ dần sa đọa, thậm chí còn nảy sinh dã tâm và dục vọng không nên có. Có lẽ Long Quốc phải trải qua một trận đại chiến một lần nữa mới có thể khiến chín quân đoàn lớn sục sôi ý chí chiến đấu. Long Chiến Thiên thở dài. Tôi sẽ điều tra ngay. Nếu tôi biết được kẻ nào dám phản quốc, thì tôi nhất định sẽ chém chết không tha. Quân Đao lạnh lùng nói, sau đó đi thẳng ra ngoài. Sau khi Quân Đao rời đi, chiếc điện thoại cơ mật trước mặt Long Chiến Thiên đột nhiên đổ chuông. Long Chiến Thiên bắt máy, có tin tức gì không? Tám nước âm mưu chinh phạt Long Quốc. Bên kia điện thoại truyền đến tám chữ. Long Chiến Thiên nghe thấy tám chữ này, con người co lại, mặt biến sắc. Tôi biết rồi. Ông ta cúp máy, thở dài cảm thán, xem ra thời thế sắp thay đổi rồi. Bách Hoa Lâu, Thiên Hải. Thiếu chủ, người của thế lực ngầm lẻn vào Thiên Hải đã rút hết, không còn một ai. Người của hai thế lực cấp S kia cũng chạy luôn rồi. Quả nhiên cách này rất hiệu quả. Xuân Lan đi tới trước mặt Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Xem ra tên tuổi của tứ sư phụ vẫn rất hữu hiệu. Diệp Phàm cười khẽ. Đối với người của thế giới ngầm mà nói, tên của chủ nhân chính là ác mộng, không ai dám chọc vào. U Ảnh trầm giọng nói. Cuối cùng cũng không cần lo lắng bị ám sát mỗi ngày nữa. Diệp Phàm bật cười. Xuân Lan, phải mau chóng điều tra kẻ nào đã phát nhiệm vụ treo thưởng này. Nhất định phải giải quyết mầm họa này càng sớm càng tốt. Diệp Phàm dặn dò Xuân Lan. Vâng, thưa thiếu chủ. Xuân Lan gật đầu. Khu biệt thự Tử Kinh. Diệp Phàm về đến nhà, còn chưa vào cửa mà Khương Vân Hy đã xuất hiện trước mặt. Diệp thần y, tôi muốn mời anh ăn cơm, không biết anh có thời gian không? Mời tôi ăn cơm, cô muốn hối lộ tôi để tôi dạy cô y thuật chứ gì? Tôi đã nói rồi, cô đừng phí công. Tôi sẽ không dạy cô đâu. Diệp Phàm nhìn Khương Vân Hy, giọng điệu bất đắc dĩ. Diệp thần y, tôi chỉ muốn mời anh ăn cơm mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Vẻ mặt Khương Vân Hy rất chân thành. Diệp Phàm đang định nói gì đó thì lại có một cô gái xuất hiện, là Triệu Hữu Dung. Sao cô cũng tới vậy? Diệp Phàm hỏi Triệu Hữu Dung. Tôi tìm anh có việc. Triệu Hữu Dung đáp. Triệu tiểu thư cũng quen Diệp thần y sao? Lúc này, Khương Vân Hy nhìn sang Triệu Hữu Dung, kinh ngạc nói. Khương tiểu thư, sao lại là cô? Sao cô lại ở đây? Triệu Hữu Dung nhìn thấy Khương Vân Hy cũng vô cùng kinh ngạc. Hai người họ, một người là đại tiểu thư nhà họ Triệu giàu có ở Đế Đô, một người là đại tiểu thư nhà họ Khương thế gia vọng tộc ở Đế Đô. Trước đây ở Đế Đô hai người đã từng gặp nhau, tuy không thân nhưng cũng tính là quen biết. Song hai người đều không ngờ họ lại gặp nhau ở đây. Hai người quen nhau à? Diệp Phàm hỏi. Triệu tiểu thư, tôi tới mời Diệp thần y ăn cơm, cô có muốn đi cùng không? Khương Vân Hy mỉm cười nói với Triệu Hữu Dung. Ăn cơm, được thôi, tôi cũng chưa ăn. Triệu Hữu Dung gật đầu. Hay là hai người đi ăn với nhau đi? Diệp Phàm bĩu môi. Hai cô gái xinh đẹp chúng tôi ăn cơm cùng anh mà anh dám từ chối. Chúng tôi không cần thể diện chắc. Đi nào. Triệu Hữu Dung dứt khoát tiến lên kéo tay Diệp Phàm đi ra ngoài. Diệp Phàm đang định từ chối thì cánh tay đụng phải một nơi mềm mại, khiến hắn nhất thời không nỡ từ chối. Trong một nhà hàng, Diệp Phàm, Triệu Hữu Dung, Khương Vân Hy ngồi một bàn. Một nam hai nữ, tổ hợp này khiến phái nam có mặt trong nhà hàng lộ vẻ hâm mộ và ghen tị. Cô tìm tôi có chuyện gì thế? Diệp Phàm hỏi Triệu Hữu Dung. Tôi nhận được tin sở trưởng sở tuần tra Hắc Kiếm sắp tới Thiên Hải. Triệu Hữu Dung trả lời. Sở trưởng sở tuần tra Hắc Kiếm là ai? Diệp Phàm tò mò. Ông ta là một trong năm người phụ trách sở tuần tra, Dương Mạc là đệ tử của ông ta. Lần này ông ta tới, tôi sợ Dương Mạc sẽ gây bất lợi cho anh nên có lòng nhắc nhở anh. Triệu Hữu Dung nói với Diệp Phàm. Ồ! Nếu hai thầy trò bọn họ muốn tìm chết thì tôi sẽ tiễn bọn họ một đoạn đường. Diệp Phàm hờ hững nói. Cái tên này lúc này cũng bạo lực như thế. Không biết tại sao chủ tịch xinh đẹp Đường Sở Sở lại thích anh nữa. Triệu Hữu Dung lẩm bẩm. Diệp thần y có bạn gái rồi ư. Lúc này, Khương Vân Hy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, sao thế, cô muốn làm bạn gái của tôi à?
Diệp Phàm liếc nhìn Khương Vân Hy. Không phải, Diệp thần y hiểu lầm rồi. Khương Vân Hy đỏ mặt, cuống quýt lắc đầu. Ôi tiếc ghê, nếu cô làm bạn gái của tôi thì tôi có thể dạy y thuật cho cô. Xem ra chúng ta thật sự không có duyên. Diệp Phàm cảm thán. Hả? Nghe Diệp Phàm nói vậy, Khương Vân Hy sững sờ. Cái tên này to gan thật, ngay cả Khương Tiểu Thư mà anh cũng dám đùa giỡn. Anh có biết Khương Tiểu Thư có thân phận gì không? Triệu Hữu Dung lườm Diệp Phàm. Vân Hy. Lúc này, một giọng nói vang lên. Một nhóm người xuất hiện trong nhà hàng. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc vest trắng, ngoại hình anh tuấn, toát ra khí chất cao quý. Anh ta nhìn thấy Khương Vân Hy liền đi thẳng tới. Người này chính là U Dương Mục, đại thiếu gia nhà U Dương. U Dương Mục, sao anh lại ở đây? Khương Vân Hy nhìn U Dương Mục, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Vân Hy, anh nghe nói em đến Thiên Hải nên vội vàng theo tới, không ngờ tình cờ gặp được em, thật trùng hợp. U Dương Mục mỉm cười nói với Khương Vân Hy. Mày là U Dương Mục. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Âu Dương Mục. Mày là ai? Sao mày và Vân Hy lại đi ăn cùng nhau? Lúc này Âu Dương Mục mới chú ý tới Diệp Phàm. Khi anh ta thấy Diệp Phàm và Vân Hy ăn cơm cùng nhau, sắc mặt lập tức tối sầm, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Anh ta đã hẹn Vân Hy nhiều lần nhưng chưa từng có cơ hội ăn cơm cùng đối phương. Vậy mà bây giờ lại có một người đàn ông khác ăn cơm với Vân Hy, điều này khiến Âu Dương Mục cực kỳ tức giận và bất mãn. Trước đây mày từng sai người tới Thiên Hải giết tao, mới đó mà mày đã quên rồi à? Diệp Phàm cười gằn. Là mày. Mày là thằng nhãi Diệp Phàm đã tiêu diệt nhà họ Bạch. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nét mặt Âu Dương Mục cứng đờ, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Các anh quen nhau à? Khương Vân Hy kinh ngạc hỏi. Vân Hy, sao em lại ăn cơm cùng hạng người này? Âu Dương Mục chất vấn Khương Vân Hy. Âu Dương Mục, tôi ăn cơm với anh mà anh cũng muốn can thiệp sao? Khương Vân Hy nhíu mày. Nhãi danh, tao cảnh cáo mày tránh xa Vân Hy một chút. Nếu mày dám tơ tưởng đến Vân Hy, tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Âu Dương Mục nhìn Diệp Phàm, cất giọng ngang ngược quát. Mày đang đe dọa tao đấy à? Diệp Phàm nhìn Âu Dương Mục. Phải, tao đang đe dọa mày đấy. Âu Dương Mục lạnh lùng nói. Diệp Phàm lập tức vươn tay bóp cổ Âu Dương Mục, không ai có thể đe dọa tao. Âu Dương Mục bị Diệp Phàm bóp cổ, sắc mặt đỏ lịm, lập tức giãy giụa. Nhưng đối mặt với Diệp Phàm có thực lực nhân cảnh tầng 7, anh ta không giãy ra được. Khương Vân Hy và Triệu Hữu Dung thấy vậy thì hoảng sợ. Thả thiếu gia ra. Vệ sĩ mà Âu Dương Mục dẫn theo đều xông tới tấn công Diệp Phàm. Vèo vèo vèo. Diệp Phàm vung tay kia, mấy chục cây kim bạc phóng ra, giết chết đám người này trong nháy mắt. Lúc trước mày sai người khử tao, tao còn chưa tìm mày tính sổ, vậy mà mày đã tự dâng tới cửa. Đã thế thì hôm nay tính sổ một thể đi. Diệp Phàm hừ mũi nhìn Âu Dương Mục. Tao là đại thiếu gia nhà Âu Dương, một trong 10 thế gia lớn nhất đế đô. Nếu mày dám giết tao, nhà Âu Dương sẽ không tha cho mày đâu. Âu Dương Mục hét to. Diệp thần y đừng kích động. Khương Vân Hy biến sắc, vội vàng lên tiếng. Thả Âu Dương công tử ra. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một thanh kiếm sắc bén màu đen xé rách không gian lao về phía Diệp Phàm. Thanh kiếm sắc bén kia lao tới, Diệp Phàm ngước mắt, ném Âu Dương Mục xuống đất, đồng thời dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm sắc bén này. Trong thanh kiếm này chứa lực lượng đáng sợ, nhưng lại bị hai ngón tay của Diệp Phàm kẹp chặt không thể nhúc nhích. Người cầm chuôi kiếm là một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu đen, vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Nhãi danh, đây là sư phụ của tôi, sở trưởng sở tuần tra Hắc Kiếm. Cậu to gan thật, dám ra tay với sở trưởng sở tuần tra. Còn không buông tay. Dương Mạc xuất hiện, hét lên với Diệp Phàm. Sở trưởng sở tuần tra Hắc Kiếm. Sắc mặt Triệu Hữu Dung chợt thay đổi. Giác. Diệp Phàm nhìn sở trưởng sở tuần tra Hắc Kiếm, ngón tay bóp nhẹ, tức thì thanh kiếm sắc bén màu đen của đối phương bị hai ngón tay của hắn bóp gãy. Phút. Diệp Phàm tiện tay quăng ra, nửa lưỡi kiếm gãy trong kẽ tay hắn bắn về phía Dương Mạc. Dương Mạc ngây ra như phỗng. Sở trưởng sở tuần tra Hắc Kiếm biến sắc, vung thanh kiếm gãy trong tay đánh bay nửa lưỡi kiếm kia. Trong vài giây ngắn ngủi,
Dương Mạc đã lượn một vòng quanh quỷ môn quan, trán túa mồ hôi, cơ thể run bần bật. Chàng trai đừng quá ngông cuồng. Sở trưởng sở tuần tra hắc kiếm lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Thì sao nào? Diệp Phàm khinh thường. Là người Long Quốc thì phải tuân theo pháp luật Long Quốc, cậu tùy tiện giết người là coi thường pháp luật Long Quốc ta. Tôi có thể bắt giữ cậu ngay lập tức. Sở trưởng sở tuần tra hắc kiếm nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm nghị. Bắt tôi, dựa vào ông á. Diệp Phàm cười khẩy, sau đó ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Sư phụ, giết cậu ta đi. Nét mặt Dương Mạc cực kỳ dữ tợn. Vừa rồi anh ta bị Diệp Phàm dọa sợ suýt tè ra quần, có thể nói hiện tại anh ta hận Diệp Phàm thấu xương. Phải đó sở trưởng sở tuần tra hắc kiếm, ông giết nó ngay đi. Âu Dương Mục đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nói với sở trưởng sở tuần tra hắc kiếm. Vèo vèo. Đột nhiên Diệp Phàm vung tay, hai chiếc đũa trong tay hắn phóng thẳng tới hai người này. Sở trưởng sở tuần tra hắc kiếm biến sắc. Ông ta lập tức lao tới trước người Âu Dương Mục đánh gãy chiếc đũa kia giúp anh ta. Phụt. Một chiếc đũa khác đâm xuyên qua cổ Dương Mạc, máu tươi bắn tung tóe. Dương Mạc mở to mắt nhìn Diệp Phàm, ngã lăn ra đất. Dương Mạc bị giết, sắc mặt Triệu Hữu Dung thay đổi. Âu Dương Mục sợ đến mức liên tục nuốt nước bọt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cậu! Sở trưởng sở tuần tra hắc kiếm thấy đệ tử của mình bị giết, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn Diệp Phàm. Ông điên thật đấy, không cứu đệ tử của mình mà lại cứu người ngoài. Diệp Phàm nhìn sở trưởng sở tuần tra hắc kiếm, cười gằn. Nếu hôm nay Âu Dương công tử chết ở đây thì cậu chết chắc, cả thiên hải cũng loạn theo. Sở trưởng sở tuần tra hắc kiếm lạnh lùng quát. Ông ta không cứu đệ tử của mình mà cứu Âu Dương Mục bởi vì ông ta biết thân phận của Âu Dương Mục, lại càng biết rõ thế lực phía sau. Nếu Âu Dương Mục chết, nhà Âu Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đây không phải điều quan trọng nhất là thế lực ẩn sau nhà Âu Dương mới là đáng sợ nhất. Một khi thế lực phía sau nhà Âu Dương dục dịch, Long Quốc sẽ loạn, thậm chí ông ta sẽ bị liên lụy, vì vậy ông ta không tiếc hy sinh đệ tử của mình để cứu Âu Dương Mục. Cậu giết đồ đệ của tôi nhớ kỹ khoản nợ này. Chúng ta đi. Sở trưởng sở tuần tra hắc kiếm nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh. Ông ta dứt khoát hộ tống Âu Dương Mục rời khỏi đây. Diệp Phàm nhìn Âu Dương Mục bằng ánh mắt lạnh như băng, đang định ra tay thì Khương Vân Hy túm lấy tay hắn. Diệp thần y, tôi thay Âu Dương Mục xin lỗi anh tha cho anh ta đi. Quan hệ giữa cô và Âu Dương Mục rất tốt à? Diệp Phàm hỏi Khương Vân Hy. Quan hệ giữa hai nhà chúng tôi không tệ, anh ta vẫn luôn theo đuổi tôi, nhưng tôi không thích anh ta. Lần này anh ta vì tôi mới đến Thiên Hải, nếu anh ta chết ở đây thì tôi sẽ áy náy bất an. Khương Vân Hy nói khẽ, giọng điệu cực kỳ dịu dàng, có phần mủi lòng. Cô rất lương thiện, tôi nể mặt cô tha cho gã. Ăn cơm thôi. Diệp Phàm cười khẽ. Sau đó bọn họ tiếp tục ăn cơm. Nhưng chỉ có Diệp Phàm ăn ngon lành, Khương Vân Hy và Triệu Hữu Dung đều sầu lo. Sau khi ăn xong, Triệu Hữu Dung đi trước. Để tôi đưa cô về. Diệp Phàm nói với Khương Vân Hy. Cảm ơn anh. Khương Vân Hy gật đầu. Bọn hắn thanh toán, sau đó đi tới bãi đỗ xe của nhà hàng. Có điều khi hai người đi tới chỗ chiếc xe McLaren, chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì hai mắt Diệp Phàm chợt đóng băng, đồng thời hắn kéo Khương Vân Hy lùi lại. Khi hai người lùi về phía sau, chiếc xe sang trọng này nổ tung tại chỗ. Năng lượng ngút trời lan ra, nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi mấy mét xung quanh. Lúc này bốn bề vang lên tiếng hét chói tai. Khương Vân Hy ngây ra như phỗng. Vèo. Đúng lúc này, một con dao găm Tanto thình lình xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, đâm về phía hắn. Tốc độ cực nhanh, hệt như tia chớp, khiến người ta không phát hiện ra được. Nhưng lạ là Diệp Phàm đã biến mất tại chỗ. Người cầm dao găm Tanto biến sắc, lập tức muốn lùi lại. Kết quả là hắn ta bị Diệp Phàm bóp cổ. Nói đi, mày là ai? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Phụt. Người này rên một tiếng, khóe miệng chảy máu đen, chết ngay tại chỗ. Hắn ta ngậm thuốc độc trong miệng. Diệp Phàm ném đối phương xuống đất, gọi một cuộc điện thoại. Cô có sao không? Sau đó, Diệp Phàm đưa mắt nhìn Khương Vân Hy. Tôi không sao, Diệp thần y, vừa rồi cảm ơn anh. Khương Vân Hy hoàn hồn, cô nhìn Diệp Phàm, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
cô không cần cảm ơn tôi, bởi vì quả bom kia nhằm vào tôi. Tôi phải xin lỗi là cô mới đúng. Diệp Phàm trầm giọng nói. Vì sao lại có nhiều người muốn giết anh như vậy? Khương Vân Hy nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt trong trẻo lộ vẻ tò mò. Chắc là vì tôi quá đẹp trai nên người ta ghen tị. Diệp Phàm lắc đầu than thở. Phì. Khương Vân Hy nhìn dáng vẻ tự luyến này của Diệp Phàm, tâm trạng căng thẳng lập tức bình tĩnh lại, không nhịn được bật cười. Không lâu sau, đám người Cơ Như Yên, Xuân Lan đã tới. Điều tra thân phận của người này. Diệp Phàm chỉ vào xác chết, lạnh lùng ra lệnh. Gã là sát thủ của phái Cô Ga thuộc Anh Quốc. Cơ Như Yên kiểm tra thi thể một lượt rồi nói. Phái Cô Ga. Ánh mắt Diệp Phàm lấp lóe. Phái Cô Ga là tổ chức sát thủ cực kỳ cổ xưa của Anh Quốc. Tổ chức sát thủ này cực kỳ điên cuồng, không từ thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Như Yên giới thiệu. Thường thì chỉ có một số thế lực quyền quý Anh Quốc bản địa mới có thể thuê phái Cô Ga ra tay. Thiếu chủ, ngài từng đắc tội thế lực Anh Quốc sao? Xuân Lan nhìn Diệp Phàm. Thế lực Anh Quốc, chỉ có cô nhóc kia thôi. Diệp Phàm nghĩ đến cô gái đáng yêu kia. Người Anh Quốc hắn từng đắc tội chỉ có cô gái đáng yêu kia. Nhưng Diệp Phàm không cho rằng sát thủ phái Cô Ga là do cô gái đáng yêu kia phái tới. Điều tra xem kẻ nào giật dây. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng. Cơ Như Yên và Xuân Lan gật đầu. Trong một khách sạn nào đó ở Thiên Hải. Âu Dương Mục giận dữ đập mọi thứ trong phòng. Đồ chết tiệt, tao nhất định phải giết mày. Âu Dương Mục hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Thiếu gia. Lúc này, một người đàn ông bước nhanh tới bên cạnh Âu Dương Mục. Lập tức trở về gia tộc triệu tập cao thủ nhà Âu Dương cho tôi muốn băm vằm thằng nhãi kia thành muôn mảnh. Âu Dương Mục lạnh lùng quát. Thiếu gia, tôi có một cách đối phó với tên này. Người đàn ông kia lên tiếng. Cách gì? Âu Dương Mục lạnh lùng hỏi. Thiếu gia xem này. Người đàn ông kia lấy ra một tập tài liệu và ảnh chụp đưa cho Âu Dương Mục. Tài liệu và ảnh chụp này là của Đường Sở Sở. Cô gái này là ai? Âu Dương Mục nhìn ảnh của Đường Sở Sở. Cô ta là bạn gái của Diệp Phàm, hơn nữa trên cổ còn đeo chiếc vòng cổ nước mắt thiên sứ mà thiếu gia muốn tặng Khương tiểu thư. Người đàn ông kia trả lời. Thì ra nước mắt thiên sứ bị thằng nhãi kia cướp mất. Âu Dương Mục nhìn chằm chằm nước mắt thiên sứ trên cổ Đường Sở Sở, trong mắt lóe lên tia u ám. Ý anh là lợi dụng cô gái này để đối phó với thằng nhãi kia. Âu Dương Mục hỏi. Đúng vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu chúng ta lợi dụng cô gái này để đối phó với Diệp Phàm thì đảm bảo thằng nhãi kia có mạnh đến mấy cũng xong đời. Người đàn ông kia gật đầu. Cách này hay đấy. Hơn nữa, thằng nhãi kia dám ăn cơm với Vân Hy, vậy thì tôi cũng muốn chơi bạn gái của nó. Tôi muốn để nó tận mắt nhìn thấy bạn gái mình bị tôi chơi thế nào. Tôi muốn cho nó biết kết cục của việc đối đầu với Âu Dương Mục này. Âu Dương Mục nở nụ cười u ám, trong mắt lộ vẻ nham hiểm độc ác. Tập đoàn Đường Thị. Đường Sở Sở đang xử lý công chuyện thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại, cô nhướng mày, đi đến studio quảng cáo của Đường Thị. Tổng Giám đốc. Tôn Tiểu Tiểu đang chờ trong khu vực chụp ảnh, thấy Đường Sở Sở xuất hiện thì không khỏi kêu lên. Giờ phút này, trên mặt Tôn Tiểu Tiểu hiện rõ dấu bàn tay đỏ chót. Đường Sở Sở nhìn dấu tay trên mặt Tôn Tiểu Tiểu, nhíu mày hỏi, cái cô Chu Doãn Nhi kia đang ở đâu? Tổng Giám đốc, thôi ạ, em không sao. Tôn Tiểu Tiểu lắc lắc đầu. Em là nhân viên của chị sẽ không để cấp dưới mình bị người khác ức hiếp. Nói xong, Đường Sở Sở tiến thẳng về phía phòng hóa trang. Tôi nói tôi muốn uống cà phê Americano, xem thử mấy người mua cái gì đây. Trong phòng hóa trang truyền ra tiếng của trách chói tai. Đường Sở Sở vừa mới mở cửa, một ly cà phê đã bay tới, đổ xòa ra đất, bắn tung tóe lên quần áo của cô. Tổng Giám đốc, Tôn Tiểu Tiểu vội vàng kêu lên. Trong phòng hóa trang, một cô gái mặc trang phục mỹ lệ, vẻ mặt cao ngạo đang ngồi đó, không ngừng chỉ trích mắng mỏ trợ lý. Tổng Giám đốc, sao ngài lại tới đây? Tổng thanh tra bộ phận quảng cáo của Đường Thị bước lên. Đường Sở Sở đi thẳng tới trước mặt cô gái kiêu ngạo kia, cô là Chu Doãn Nhi. Cô là Tổng Giám đốc Đường Thị, tìm tôi có việc gì không? Cô gái kia kiêu căng hất hàm, hỏi. Cô ta là người đại diện mà tập đoàn Đường Thị mời tới quảng cáo, cũng là hoa đán hàng đầu Long Quốc hiện giờ, Chu Doãn Nhi.
không biết thư ký tôi làm gì mích lòng cô mà cô lại đánh con bé như thế. Đường Sở Sở nhìn Chu Doãn Nhi chằm chằm. Ý cô là cái này. Thư ký cô không biết ăn nói, chọc giận tôi đánh cô ta là chuyện đương nhiên. Chu Doãn Nhi hừ lạnh. Vậy xin hỏi thư ký của tôi đã nói cái gì? Đường Sở Sở hỏi lại. Tôi bảo hôm nay thời tiết quá nóng, sáng mai rồi quay tiếp, vậy mà cô ta lại bảo không thể chờ đến ngày mai, nói tất cả mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi. Mấy người chuẩn bị xong thì liên quan gì đến tôi bảo ngày mai quay thì ngày mai quay, cô ta không đồng ý, tôi đành tặng cho cô ta một bạt tai. Tôi làm vậy có vấn đề gì không nhỉ? Chu Doãn Nhi không hề nhận ra cái sai của mình. Việc làm của cô không có vấn đề gì. Chẳng qua nếu hôm nay cô Chu đây đã không muốn quay quảng cáo thì ngày mai cũng đừng tới đây nữa. Đường Sở Sở lạnh lùng nói. Cô có ý gì? Chu Doãn Nhi trừng mắt. Bây giờ tôi đại diện cho Đường Thị chính thức tuyên bố giải trừ hợp đồng với cô Chu, cô không còn là người đại diện của chúng tôi. Đường Sở Sở dứt khoát nói. Vậy mà cô lại giải trừ hợp đồng với tôi, chỉ vì một ả thư ký. Chu Doãn Nhi đứng bậy dậy, tức giận nhìn Đường Sở Sở chòng chọc. Cô bé là nhân viên của tôi sẽ không để cấp dưới mình phải chịu đựng bất kỳ uất ức gì. Lúc này đây, Đường Sở Sở trông rất khí thế, có lẽ là do cô đã trở thành võ giả. Chúng ta đã ký hợp đồng, nếu cô dám hủy hợp đồng thì cũng có thể chi trả khoản phí bồi thường nhỉ. Vẻ mặt Chu Doãn Nhi vô cùng âm u.